Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, cái điều quan trọng nhất không phải đợi đến khi mẹ con chết rồi con mới hỏi cái câu rằng là làm công đức nào để cho mẹ con được hưởng. Cái điều quan trọng khi cha mẹ mình còn sống, mình làm công đức gì để cho cha mẹ mình được vui. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình sống nè, mình làm cho cha mẹ mình vui, bảo đảm với quý Phật tử cái ngày cha mẹ mình chết, cha mẹ mình sẽ hưởng hết công đức lành. Bởi vì công đức lành đó không phải là bố thí, công đức lành đó không phải đi phóng sanh, công đức lành đó không phải ăn chay trường, công đức lành đó không phải tụng kinh, mà công đức lành đó là niềm vui và cái lòng hiếu thuận của mình. Khi cha mẹ còn sống hiện tiện bên cạnh mình mà mình ngược đãi, thì bây giờ cha mẹ mình mới mất, mình có tụng kinh bao nhiêu bộ, mình có ăn chay bao nhiêu ngày, mình có thể là phóng sanh bao nhiêu loài vật, mình có thể đi bố thí. Nhưng mà quý Phật tử ơi, lúc còn sống mình đã đối xử với mẹ mình như vậy rồi, thì muôn đời tất cả chúng ta không bao giờ có thể gặp mẹ, gần mẹ và hồi hướng công đức cho mẹ. Cho nên câu hỏi này của Phật tử đó là mẹ mới mất, con làm công đức gì để hồi hướng cho mẹ con, để mẹ con hưởng được. Ở đây nó có hai vấn đề. Một, nếu cha mẹ còn sống, mình làm tất cả những cái công đức lành, mà công đức đó chính là hiếu. Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn ngàn quyển kinh, muôn ngàn quyển sách, chữ hiếu là đứng đầu hết. Ở trong đạo Phật cũng vậy, mà ở ngoài đời cũng vậy. Chữ hiếu là cái chữ đầu tiên. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Muốn đắc đạo đồng với chư Phật, trước hết phải lo báo hiếu cho cha mẹ. Thì khi cha mẹ còn sống thì quý Phật tử phải làm sao cận kề, sớm thăm tối giếng đắp lạnh hoạt đồng, thay việc nhọc nhằn đỡ khi đau ốm. Thì như vậy đó, thì khi cha mẹ chết rồi mình mới có đủ công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Còn bây giờ mình sống mà mình là làm cho cha mẹ mình buồn, mình làm cho cha mẹ mình tủi thân, mình làm cho cha mẹ mình cứ là giống như kiểu không được vui. Sống ở trong nhà mà không vui miếng nào hết, có con cũng như không. Mình sống mà mình để cho cha mẹ mình có suy nghĩ như vậy, tức là mình không thể nào hồi hướng công đức cho cha mẹ mình được đâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu mà mình sống mà mình làm tốt cái chữ hiếu đối với mẹ mình rồi, khi mẹ mình trở về phía bên kia cửa tử, mẹ mình trở về thế giới vô hình rồi, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta dùng cái tâm của mình để gọi là lấy tâm để mà gặp tâm. Lấy tâm của mình để gặp tâm của mẹ, lấy tâm của mình để gặp tâm của cha, lấy tâm của mình để gặp tâm của ông bà, chứ không phải là đồ. Quý Phật tử đi phóng sanh mà tâm của mình không có, mình đi phóng sanh mà tâm của mình không hướng về mẹ mình, thì phóng sanh đó vô nghĩa. Mình phát nguyện mình tọc kinh để mà mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, nhưng mà cái tâm của mình không có thì thời kinh đó cũng vô nghĩa. Cho nên cái điều quan trọng là khi cha mẹ mất rồi, mình muốn làm sao để hồi hướng công đức lành, quan trọng nhất là cái tâm của mình. Cái tâm hiếu của mình, dù cha mẹ còn sống hay cha mẹ có mất đi rồi, cái tâm hiếu của mình là điều quan trọng nhất. Bây giờ mà quý Phật tử mất mẹ mà cứ nghĩ là cha mẹ mình mất đi rồi, không còn nữa, là cái tâm đó sai rồi. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Cho dù cha mẹ có mất đi nhưng mà đôi mắt của mẹ vẫn còn nhìn mình, nụ cười của mẹ vẫn còn chan chứa với mình, âm dung tức là lời nói và hình bóng của mẹ vẫn còn mãi mãi trong trái tim mình. Thì như vậy mới có thể hồi hướng công đức lành cho cha mẹ được, nghe quý Phật tử. Rồi cái điều nữa, thầy muốn nhắc nhở với quý Phật tử, mình là người con Phật. Khi cha mẹ mình mất, cái điều mà chúng ta cần phải làm là phát nguyện ăn chay 49 ngày. Cái điều thứ hai là phát nguyện đọc kinh 49 ngày để hồi hướng công đức lành này cho cha mẹ. Nếu được, quý Phật tử nên làm những điều đó. Không cần phải phóng sanh bố thí gì đâu quý Phật tử. Nhưng mà cái điều mà cha mẹ đang cần đó là pháp hỷ thực. Cái điều cha mẹ đang cần là cha mẹ được no đủ. Quý Phật tử ơi, cái cõi sống của chúng ta đó, ai cũng có cái miệng, ai cũng có cái bao tử dạ dày hết. Thì mình ăn cái này, mình ăn cái kia nó mới no. Còn cha mẹ mình mất đi rồi, sống trong cái linh hồn, sống trong bằng cái thần thức,
thì cha mẹ không có miệng, không có lưỡi, không có bụng, không có bao tử dạ dày gì đâu. Cho nên cha mẹ mình ăn không được, mà cha mẹ mình chỉ là thọ hưởng mà thôi. Cho nên đó, nghe pháp nhiều chừng nào cha mẹ mình được no chừng nấy. Con mà đọc kinh mà lòng của nó chân thành, tức là cái buổi pháp đó cha mẹ mình được no đủ và ngon dữ lắm luôn. Còn mình đọc kinh mà lòng của mình không thành kính, giống như một buổi cơm mà nó không ngon lành gì hết. Cha mẹ mình chỉ nhận từ cái tâm của mình, lấy tâm truyền tâm, lấy tâm tải tâm, nó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử đó, khi cha mẹ ông bà mình có người quá giảng hay trong gia đình mình có người mất đi rồi, quý Phật tử ơi, đừng có nói rằng mình cúng cái này, mình cúng cái kia. Cha mẹ mình, ông bà mình, người thân mình không có ai ăn được cái gì đâu. Chỉ dùng pháp hỷ thực mà thôi. Phát nguyện ăn chay trường, phát nguyện đọc kinh, phát nguyện như vậy 49 ngày để chúng ta đem hết công đức lành này hướng về cho người mất, cho người quá cố. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy mới gọi là hồi hướng công đức lành về cho người thân của mình ở phía bên kia cửa tử. Đó, A Di Đà Phật. Thầy xin nhắc lại cái câu hỏi này đó, là điều thứ nhất là khi còn sống, nếu mà Phật tử nào còn cha mẹ, hãy làm sao hồi hướng công đức lành ngay lúc cha mẹ còn sống. Hồi hướng công đức có nghĩa là hồi hướng nụ cười của mình đến cho cha mẹ, hồi hướng sự bình an đến cho cha mẹ, hồi hướng sự yêu thương đến cho cha mẹ. Đó là điều đầu tiên quan trọng nhất. Lỡ cha mẹ quá cố đi rồi thì mình phải làm sao phát nguyện ăn chay trường, mình phát nguyện làm sao ăn chay 49 ngày, phát nguyện làm sao thọ trì kinh điển 49 ngày để đem công đức lành pháp hỷ này để cúng dường lên cho cha mẹ. Đó là hai vấn đề quan trọng. Hiểu không quý Phật tử? Kính bạch thầy, xin thầy hãy giải đáp cho con câu hỏi thứ nhất. Khi nhà con có người lâm chung đến hỏi thầy pháp cúng, thì thầy bảo giờ xấu phải mượn thầy cúng để sao ta, để cắt sự trùng tang, phải không? Ở đây đó quý Phật tử ơi, trùng tang là gì mình phải hiểu. Thật sự ra cái trùng tang này nó là một phần tỷ tỷ, không có đâu. Mỗi một người ngày sinh ra khác nhau, giờ khác nhau, ngày khác nhau, tháng khác nhau, năm khác nhau. Có khi cùng năm nhưng mà khác tháng, có khi cùng tháng mà khác ngày, có khi cùng ngày mà khác giờ. Thì ngày chết cũng vậy quý Phật tử à. Nó là hàng là một phần tỷ tỷ gì đó. Lâu thiệt là lâu mới có một cái sự trùng tang. Mà trùng tang ở đây đó quý Phật tử nên nhớ, trùng tang không phải là chết năm trước và năm sau chết nữa mà gọi là trùng tang, không phải. Mà trùng tang ở đây có nghĩa rằng là hồi năm trước, cái năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, người thân của mình mất, qua sang năm, năm đó, tháng đó, giờ ngày đó và giờ đó y hệt mất, mới gọi là trùng tang. Còn đằng này đâu có đâu, nó khác tháng, khác ngày, khác giờ thì không gọi là trùng tang được. Đó. Rồi nói rằng là cái người chết gặp nhầm cái giờ xấu. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, cái giờ của Phật là con của Phật rồi. Cái thời gian trên thế gian này gọi là thời gian của Phật. Không có giờ nào xấu cả, thời gian của Phật đều là tốt hết. Hiểu không? Ở trong ba cái lịch nó nói là giờ xấu. Thí dụ như giờ xấu là giờ Tam Nương. Giờ Tam Nương xấu, mùng 4, mùng 5, 14, 23 xấu. Giờ hắc đạo xấu. Quý Phật tử ơi, người ta chỉ đặt ra như vậy để mà người ta nói là giờ xấu giờ tốt thôi. Thật sự ra Tam Nương tức là ngày sanh và ngày chết của ba bà. Ba bà đó là hoàng hậu, là vợ của ba ông vua đó, ông vua Kiệt, ông vua Trụ, ông vua U Dương. U Dương, Kiệt Dương và Trụ Dương đó. Ba bà này là vợ của ba ông vua đó, là Bao Tự, Muội Hỷ và Đắc Kỷ. Cho nên ba bà này khuynh đảo, làm cho người dân nó đau khổ, nó tán thán, nó đồ thán dữ lắm.
Cho nên rồi người dân Trung Quốc họ ghét cái ngày sanh ngày tử, họ ghét ba bà này dữ lắm. Cho nên ngày sanh ngày tử của ba bà này họ không làm cái gì lớn lao hết đó. Đám cưới mấy cái giờ mà sanh tử của ba bà này họ không làm. Khai trương giờ sanh tử của ba bà này họ không làm. Rồi từ đó trở về sau mới gọi là ngày xấu. Chứ thiệt sự đó là ngày sanh ngày tử của ba bà hoàng hậu, vợ của ba ông vua Trụ Dương, U Dương và Kiệt Dương. Cho nên không có giờ xấu nghe quý Phật tử. Thật sự ra ngày sanh mình như thế nào thì ngày tử mình như thế đó. Ngày á, mà mình bước chân, thầy nói ví dụ như cuộc đời này là một cái toa tàu, tuổi thọ của mình là một cái đường ray, một đường dây vòng tròn khép kín. Ở chính giữa là một nhà ga mà thôi. Cái ngày mà chúng ta từ cái nhà ga này bước lên toa tàu, ngày đó gọi là sinh nhật của mình. Rồi bước lên trên toa tàu, rồi toa tàu nó quay vòng 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 vòng, mình đăng ký toa tàu đó bao nhiêu vòng. Có người đăng ký một vòng, có người đăng ký 10 vòng, 20 vòng, 30 vòng, 40 vòng, 50 vòng. Ở trong đạo tràng của chúng ta trên 60 vòng rất là nhiều, phải không? Mỗi một vòng là một năm. Quý Phật tử ơi, có người đã 85 vòng rồi mà vẫn còn. Thành ra khi nó quay rồi, đủ số dòng quay của cuộc đời, đủ số mà chúng ta đăng ký thì dòng quay nó dừng lại. Khi vòng quay nó dừng lại thì chúng ta từ trên toa tàu bước xuống nhà ga, gọi là ngày đó vĩnh biệt cuộc đời, chết. Vậy thôi, đơn giản. Sanh và tử nó đơn giản như vậy. Cái điều quan trọng là lúc mình ngồi trên toa tàu đó mình làm điều gì. Mình làm ác hay là mình làm một điều thiện. Để ở dưới cái nhà ga đó, một phía bên đây đó là ba người đón mình, phía bên kia hai người đón mình. Nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình làm tất cả những điều thánh thiện, mình yêu thương mọi người, mình nói những điều mà mọi người xích lại gần nhau, mình nói mà mình tặng cho người ta một nụ cười, mình san sẻ tình thương của mình đến cho mọi người. Mình sống trên cái toa tàu đó như vậy, thì khi bước xuống sân ga, ba người khách đón mình. Ba người khách đó là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Còn nếu mà trên đây mà mình sống, quý Phật tử ơi, mình sống ác nè, mình sống mà mình cứ hận thù nè, mình sống mà mình chất chứa nè, mình giận người ta mà mình cứ để trong bụng hoài nè, mình nói xấu sau lưng người ta, mình phỉ báng người ta, mình chê bai người ta, vân vân và vân vân, thì khi mà mình bước xuống cái sân ga, thì hai cái người mà khách không mời không hẹn mà đến, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen, nó đến nó đón mình. Quý Phật tử biết đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen là ai không? Hắc bạch vô thường, là quỷ vô thường nó đón mình đó. Thành ra rồi đó, mình tu, quý Phật tử phải làm sao cái ngày mình chết không có quan trọng, mà quan trọng ai đón mình để đi về phía bên kia cửa tử. Nếu Đức Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí phóng hào quang tiếp dẫn mình, thì quý Phật tử ơi, linh hồn của mình được bình yên bên cạnh Phật. Còn nếu linh hồn của mình làm ác quá thì bước xuống sân ga rồi thì hai con quỷ vô thường đó nó đón mình. Một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo xanh ngắt lạnh màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đạo tràng chùa buổi trưa hôm nay, chùa Kiến Linh, đạo tràng của mình, quý ông, quý bà, quý cô, quý chú, quý anh, quý chị thích mình đi ra thế giới vô hình, được ba người đón hay thích hai người đón? Mình nói trong bụng của mình nói mình thích ba người Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đón. Mà quý Phật tử ơi, nhắm mắt lìa đời, hai đứa nó đón không? Hiểu không? Hai đứa nó đón không? Tại vì mình sống trên đây đó quý Phật tử, mình sống mà mình không có cười nhiều, mình sống mà cái mặt mình cứ sụ xuống về hoài, thì quỷ vô thường nó đón. Hồi sáng thì nói pháp suốt một buổi mà chưa thấy ai cười hết. Cười là gì? Là năng lượng của Phật. Cười là gì? Là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Cười là gì? Chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Vậy đó mà không ai thèm cười hết. Trời ơi, cười đâu có tốn tiền đâu, mà làm gì mà hà tiện nụ cười dữ vậy quý Phật tử. Mình tu mà mình không cười, quý Phật tử ơi, mình không có xích lại gần nhau được đâu.
Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa, bờ môi là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim, là chiếc chìa khóa mở cửa tình người, cũng là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Mình tu để mà mình đi về nhà Phật, phải không quý Phật tử? Muốn về nhà Phật phải có chìa khóa, mà chìa khóa đó là nụ cười. Hồi sáng giờ vô tu mà không cười tức là bỏ quên chìa khóa rồi. Tu mà không cười gì hết trơn, cười nó làm cho con người ta trẻ mãi lâu già. Mình cười nó giúp cho mình giảm đi 50% bệnh tật trong người của mình. Mình cười làm cho cái đầu của mình nó thanh thản nhẹ nhàng. Mình cười mình xả được stress. Mình cười quý Phật tử ơi, con người của mình nó bao dung độ lượng lắm. Còn quý Phật tử cứ sụ xuống vậy, con người mình nó nặng nề, nó trì trệ, nó khô khan, nó cằn cỗi, nó mau già rồi, răng mau rụng, tóc mau bạc. Hiểu không? Cười nhiều đi, tóc nó đen khỏi cần nhuộm. Tu mà không có cười một miếng nào nó dở lắm quý Phật tử. Cho nên có một vị hòa thượng nói, tôi đến đạo tràng đó, tôi không cần hỏi đạo tràng đó tu pháp môn gì. Tôi thấy Phật tử nam, Phật tử nữ gặp nhau mà cứ cười hoài là tôi biết tu đúng đường rồi. Mà tôi bước vô đạo tràng mà tôi thấy sụ không là tôi biết tu trật đường rồi. Đạo tràng chùa Kiến Linh có khi nào sụ không? Có không? Đừng có trả lời có hay không lẹ mà nói mô Phật khi có khi không. Bữa nay có, ngày mai không, bữa nay không, ngày sau có, hiểu không? Có nghĩa là cái tâm của mình nó vô thường lắm quý Phật tử. Ba hồi giận, ba hồi hờn, ba hồi vui, ba hồi buồn, tâm hồn thất thường như vậy thì làm sao mà mình tốt được? Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, ngày mình lên trên toa tàu, ngày sanh của mình là ngày bình thường. Mà ngày mình bước xuống toa tàu, ngày tử của mình cũng là ngày bình thường. Không có cái chuyện trùng tang, cũng không có cái chuyện ngày xấu, ngày tốt gì cả nghe quý Phật tử. Đến thì phải về, hiểu không? Quý Phật tử đi mướn nhà, mình mướn nhà mình ở xong thì đến cái ngày nào đó mình trả nhà lại cho người ta, chuyện đó bình thường. Đâu phải rằng là mướn nhà xong là tốt rồi cái trả nhà người ta là ngày xấu đâu. Có ai trả nhà mà trùng tang không? Đâu có đâu. Cho nên đó, đó là mê tín, đó là cái vấn đề xấu, đó là vấn đề mà người Phật tử chánh tính đừng bao giờ để trong đầu của mình. Ngày giờ đều tốt cả, hiểu không? Không có trùng tang, không có ngày xấu, không có hoàng đạo, không có hắc đạo, không có nguyệt kỷ, không có mùng 5, 14, 23. Mùng 5, 14, 23 là ngày tốt, hiểu không Phật tử? Ngày xưa ông vua ông chọn mùng 5, 14, 23 để ông đi kinh lý, ông đi thăm dân tình. Cho nên con số 5 là gì? 4 góc chính giữa một điểm nữa là 5. 14 cộng lại là 5, 23 cộng lại là 5. Con số 5 là con số 4 góc với cái điểm chính giữa, gọi là tứ phương hợp nhất, tứ hải đồng quy. Cái ngày đó là ngày tốt. Rồi bây giờ tự nhiên cái bắt đầu mùng 5, 14, 23 không dám đi đâu hết. Mùng 5, 14, 23 nó xui dữ lắm này kia, làm cái gì cũng cử ngày mùng 5 hết. Rồi thậm chí cái tháng 7 là cái tháng Du Lan báo hiếu, thì là cái tháng cài hoa hồng trên ngực áo, là cái tháng của cha mẹ. Vậy đó mà đi mua xe Honda mua tháng 7 cái sợ. Rồi bắt đầu trong đầu của mình đó, quý Phật tử ơi, mình cứ để trong đây, nó lãng vãng trong đây, rồi nó in đậm trong đây. Cái tháng 7 là tháng cô hồn, đúng không? Rồi tự nhiên cái sợ hoài vậy. Là con của Phật rồi, từ đây trở về sao không có sợ ba cái điều đó nữa, vớ vẩn lắm. Mình là người con Phật đi theo con đường chánh đạo thì phải có chánh kiến. Từ đây về sau nhớ không có trùng tang gì nghe quý Phật tử. A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho con hỏi thay cho Phật tử. Thầy cúng vào quan xong thì thầy bảo không phải cúng cơm, chỉ ngày hôm sau đưa về thì mới cúng. Ý thứ hai là đàn ông nặng nghiệp thì thầy bảo tụng kinh thủy sám, đàn bà nặng nghiệp thì thầy bảo phải tụng kinh Địa Tạng. Khi thầy cúng chú Đại Bi và 10 chú thì thầy pháp bỏ đi rất nhiều, vậy vong mất có nghe kinh được không? A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho ạ. A Di Đà Phật, thì câu hỏi đó nói chung á là quý Phật tử đến nhờ thầy, rồi thầy bảo rằng là
khi mà vào trong quan tài rồi thì không có cúng cơm, hiểu không? Ra ngày hôm sau thì mới có thể cúng cơm được. Quý Phật tử ơi, cúng cơm đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở ngoài đây thầy không biết sao, nhưng mà lúc mà cái người mất đó, người ta hay dắt ba dắt cơm, hiểu không? Ở đây có không? Người nằm mà chết có ba dắt cơm với cái hột vịt muối cắt ra để trên đầu nằm á. Đó. Rồi cái nữa đó là cây đèn để dưới cái lưng của người chết trên dưới giường đó. Tất cả những cái đó không phải là cúng cơm, mà tất cả những cái đó là cái phương pháp để rút cái hơi âm, tức là rút cái tử khí của con người. Thế đó không phải là cúng cơm nghe quý Phật tử. Không có cần, lúc đó cái người mất, mình mới vừa mới mất không phải là cúng cơm, bởi vì thầy đã nói rồi, người chết không có ăn. Nhưng mà dắt ba dắt cơm với cái trứng gà, trứng vịt muối đó, để chi vậy? Cái trứng vịt muối đó nó hút dữ lắm. Cái loại trứng nào cũng vậy hết. Quý Phật tử bị sưng lấy cái trứng gà luộc mình lăn là nó rút ra hết. Thì cái trứng vịt muối lại nó rút tất cả những cái tử khí ở trong người chết, nó rút vào trong cái trứng, rút vào trong cái giắt cơm nguội đó. Cho nên khi mình cúng ba giắt cơm với cái trứng đó rồi là đem dục bỏ, không có ăn được. Rồi mình dằn cái nải chuối xanh ở trên bụng. Cái nải chuối đó có nghĩa rằng là nó rút cái hơi chết vô trong trái chuối. Nó rút hết, nó bớt đi để cái người còn sống hoặc là những đứa trẻ trong nhà của mình nó không có hít cái mùi đó, nó đỡ bệnh hơn. Đốt cây đèn để cái sức nóng của đèn nó làm quá giải đi cái hơi tử khí của người ta, nó chạy tràn ra, người chết nó tràn ra từ 84.000 lỗ chân lông, nó tràn cái tử khí ra dữ lắm quý Phật tử. Còn mắt nó tràn ra, lỗ tai nó tràn ra, lỗ mũi nó tràn ra, miệng nó tràn ra, tuy không thở nhưng mà nó tràn ra. 84.000 lỗ chân lông nó tràn cái hơi chết ra. Cho nên buộc lòng phải để cái nải chuối lên trên bụng để rút cái hơi nó vô trong đó, đừng cho nó tràn ra ngoài. Dắt ba dắt cơm để rút lại cái tất cả những cái hơi của người chết vào trong đó. Đốt cây đèn ở dưới để hóa giải đi cái hơi người chết. Và khi liệm rồi đổ trà vào trong đó để cái trà nó rút bớt đi cái hơi của người chết. Thật sự tất cả những cái đó là ngày xưa ông bà của mình dạy cho mình cái cách để nó bớt đi tất cả những cái mùi tử khí, hiểu không? Cái đó không phải là cúng mà bớt đi cái điều mùi tử khí đó. Thành ra rồi khi mà cúng xong xuôi rồi đó thì á, mình không có cần cúng cơm đâu mà chỉ cần đọc kinh. Ở đây thầy nói rằng là người đàn ông nghiệp nặng thì phải tụng kinh thủy sám, người nữ nghiệp nhẹ tụng kinh địa tạng, thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây thầy nói người nam, người nữ không có cái nghiệp nào nặng, nghiệp nào nhẹ hết đó quý Phật tử à. Mình báo hiếu cho người thân, mình báo hiếu cho ông bà cha mẹ của mình thì mình chỉ phát nguyện đọc kinh 49 ngày đủ rồi. Đây là mình cúng dường pháp hỷ thực cho người mất, hiểu không? Cho nên nó mình đọc địa tạng hay đọc thủy sám gì cũng được hết, không phải là nghiệp nặng, không phải là nghiệp nhẹ. Chứ rồi mình phát nguyện ăn chay 49 ngày nữa nó mới đủ số. Vậy như vậy mới gọi là người con hiếu thảo, chứ không phải rằng là nghiệp nặng nghiệp nhẹ gì đâu quý Phật tử. Cho nên có đôi khi đó mình không hiểu, rồi một số tăng ni của mình cũng không hiểu. Ở miền Nam đó thì thôi, cái người mà không hiểu, người xuất gia không hiểu nhiều lắm quý Phật tử ơi. Ở miền Nam á, bài ra chuyện này, bài ra chuyện kia đủ điều hết. Người miền Nam mình nó khổ dữ lắm. Thành ra rồi á, đại đa số Phật tử ở miền Nam mình cũng mê tín dữ lắm luôn đó. Rồi bị cái mấy thầy cũng mê tín nữa đó. Rồi cái làm theo mê tín, sống theo mê tín. Rồi cuối cùng linh hồn của ông bà cha mẹ mình cũng bị mê tín đi theo luôn, không có được phước lành nào cả đó. Thành ra rồi quý Phật tử phải cố gắng, đừng có bao giờ nghĩ như vậy đó. Nhớ tất cả những cái chuyện mà cúng kiến á, mình cúng cơm có nghĩa là, ở đây thầy muốn nói cúng cơm á, có nghĩa là kỷ niệm ngày mất của ông bà đó. Thành ra đám giỗ đám quải cũng cúng cơm vậy, nhưng mà cúng cơm đó là kỷ niệm. Rồi có đôi khi người ta gọi tắt hai chữ kỷ niệm thành cái chữ kỵ, có nghĩa là ngày cúng kỵ cho cha, cúng kỵ cho mẹ. Chữ kỵ là kỷ niệm, để mình nhớ đến cha mẹ của mình. Cái ngày đó bản thân mình, anh em mình đã mất đi một người cha, mất đi một người mẹ đó. Ngày đó rồi anh em họp lại với nhau, bởi vì gia đình của mình nó nhiều đâu anh chị em, nhưng mà mỗi đứa mỗi nơi, lấy cái ngày đó để kỷ niệm cha mẹ mình mất, để rồi anh chị em gặp mặt với nhau
để rồi thăm hỏi lẫn nhau, rồi nấu một buổi cơm anh em đãi đằng với nhau. Chứ không phải nấu cơm để cúng cho linh hồn của cha hay cúng cho linh hồn của mẹ. Không phải nghe quý Phật tử. Nhưng mà trước khi ăn thì mình dọn lên, mình tưởng rằng cha của mình vẫn còn sống, mình tưởng trong tâm của mình mẹ mình còn sống, rồi anh chị em mình cùng với nhau dọn một mâm cơm để mời cha mẹ về cùng ăn với anh chị em mình. Chứ không phải là cha mẹ mình lúc đó ăn cơm được đâu, đâu có bao tử đâu mà ăn, hiểu không? Cho nên đó chỉ là cái hình thức tượng trưng để kỷ niệm, để mà anh em họp mặt với nhau, để tưởng nhớ đến cha mẹ, để nhắc nhở lời dạy của cha mẹ khi còn sống. Người anh cả thay quyền huynh thế phụ, người anh cả thay cha thay mẹ để nhắc nhở những cái điều mà cha mẹ đã răn dạy, nhắc nhở đến những đứa em của mình, để anh em trên thuận dưới hòa, để gia đạo đặng bình an, để rồi đó nhờ cái phước lành này, nhờ cái công đức này, nhờ cái hiếu đạo này mà công việc làm ăn nó được thuận buồm xuôi gió, hiểu không quý Phật tử? Cho nên nhà nào mà có hiếu, nhà đó công việc làm ăn nó thuận buồm xuôi gió, sở nguyện nó được tùy tâm mà sở cầu nó được như ý đó quý Phật tử à. Cho nên cái câu hỏi hồi nãy đó quý Phật tử, cái câu đó thì quý Phật tử nên nhớ là tất cả những cái chuyện mà mình thấy trong đám ma chẳng qua là hạn chế đi tất cả những cái tử khí trong cái người chết đó. Còn thứ hai nữa đó là mình phát nguyện đọc kinh cho cha mẹ ông bà của mình, kinh nào cũng được, mình phát nguyện đọc trong vòng 49 ngày. Hiểu không quý Phật tử? Mà tại sao không phải 48 ngày mà phải 49 ngày? Bởi vì 7 lần 7 là 49. Con số 7 là con số thành tựu. Thí dụ như bây giờ thành tựu về mặt không gian, tức là cái chỗ quý Phật tử đang ngồi nè, cái đài giảng đường của mình nè, phải đủ 7 điểm như vậy mới thành ra cái giảng đường. Thí dụ như trước mặt mình là 1 điểm, sau lưng mình là 2, bên trái mình là 3, bên phải mình là 4, trên đầu mình là 5, dưới chân mình là 6, và chính giữa khoảng trống này là 7, thì nó mới hình thành nên cái không gian bự như thế này cho quý Phật tử ngồi. Cho nên đó là sự thành tựu của không gian. Con số 7 là thành tựu về mặt thời gian, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật. Cho nên con số 7 là con số thành tựu. 7 lần 7, 49 là thành tựu, thành tựu, đại thành tựu. Cho nên đó, mình cúng 49 ngày để mà mình mong rằng cha mẹ của mình sớm thành tựu viên mãn, hiểu không? Chứ không phải là dứt khoát phải là 49 ngày, nhưng mà đó là để cho mình thành tựu viên mãn, con số 49. Ở trong kinh Dược Sư cũng có con số 49 đó quý Phật tử. Tức là trong kinh Dược Sư nói là cúng 49 ngọn đèn, đúng không? Làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay, hoặc là phóng sanh 49 thứ loài vật. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình làm cái đèn mà một cái đèn bự như cái bánh xe mà 49 ngọn đèn đó, chùa kiến linh của mình chứa không đủ, hiểu không? Bự quá, cái đèn bự quá mà 49 ngọn lận. Rồi làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay cũng dài luôn nữa. Mấy cái chùa nhỏ nhỏ sao treo. Rồi phóng sanh 49 thứ loài vật, đi tìm đâu ra 49 loài đây? Vô trong rừng dám phóng sanh cọp không? Dám phóng sanh voi không? Dám phóng sanh sư tử không? Dám phóng sanh rắn, cầm con rắn đi phóng sanh không? Cho nên tất cả chúng ta nhớ con số 49 là con số thành tựu. Mà tại sao gọi là thành tựu? Ngày mùng 1 Tết là ngày vía Phật. Phật nào? Ngày mùng 1 Tết vía Phật nào? Phật Di Lặc, đúng không? Ngày 19 tháng 2 vía Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Âm. Từ mùng 1 tới 19 tháng 2 là 49 ngày, hiểu không quý Phật tử? Cho nên mùng 1 là vía Phật Di Lặc là hỷ xả, 19 tháng 2 vía Bồ Tát Quan Âm là từ bi. Cho nên từ mùng 1 tới 19 là 49 ngày, là sự thành tựu, đại thành tựu, tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ xả, hiểu không? Cho nên con số 49 là con số thành tựu lòng từ bi, thành tựu tâm hỷ xả của mình. Cho nên quý Phật tử đi phóng sanh 49 thứ loài vật, tức là quý Phật tử đi phóng sanh mà cái tâm của mình thành tựu được từ bi và hỷ xả, tức là thành tựu được yêu thương và tha thứ. Một con thôi cũng đủ 49 nữa quý Phật tử à. Nhớ nghe, mình đi phóng sanh một con thôi mà trong tâm của mình có lòng yêu thương là mình đã phóng sanh 49 loài rồi đó.
đừng có đi bắt chước người ta đi kiếm 49 thứ, đừng có mê tín như vậy. Mình phóng sanh bất cứ chúng sanh nào mà trong tâm của mình phải có lòng yêu thương. Hiểu chưa quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như mình đi phóng sanh cá, mình đừng có hùng tiền với nhau. Mình đi phóng sanh cá, mình đừng có bao giờ mình hẹn với nhau, chọn cái ngày, chọn cái điểm, rồi mình nói rằng là ngày bữa rằm đó, rồi 7 giờ, 8, 9, 10 giờ gì đó gặp nhau trên sông gì đó, rồi mình phóng sanh cá. Quý Phật tử ơi, mình hẹn giờ, mình hẹn điểm, mình hẹn ngày là quý Phật tử ơi, mình đã viết bản cáo phó cho con cá rồi đó. Mình thông báo lên trên mạng, ngày đó, tháng đó, năm đó, tội nguyên một cái hội phóng sanh, tôi tập trung ở đó, tôi phóng sanh ở đó. Là quý Phật tử ơi, nó bơi xuồng nó ra, nó bơi ghe nó ra, nó bơi thuyền nó ra, ngay chỗ đó nó đón đầu hết rồi. Hiểu không? Vừa đổ xuống nó chích điện, vừa đổ xuống nó chích điện, nổi bụng lên hết. Thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình đi phóng sanh mà mình hẹn hò với nhau như vậy, là quý Phật tử đã viết bản cáo phó cho những con cá rồi. Nó chưa chết mà mình viết cáo phó cho nó rồi. Đối với Phật tử, phóng sanh như vậy 120.000 con mà không có lòng từ bi và hỷ xả cũng không đủ 49 nữa nghe quý Phật tử. Như vậy là sát sinh chứ không phải là phóng sinh. Cho nên mình phải hiểu con số 7 là con số thành tựu, thành tựu, đại thành tựu. Cho nên mình ăn chay 49 ngày để mong rằng là công đức lành. Mình ăn chay để làm gì? Để cho chúng sanh được cười. Ăn chay để làm gì? Để chúng sanh đừng đau đớn, đừng giãy giụa. Cho nên mình nói mình ăn chay 49 ngày để cho cha mẹ mình ở phía bên kia cửa tử thoát ly được nỗi khổ, thoát ly được sự đau đớn, thoát ly được sự giãy giụa trong đó. Để cha mẹ mình được bình yên bên cạnh Phật. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là 49 ngày đó. Thầy nhắc lại như vậy để quý Phật tử hiểu thêm. Để đừng có bao giờ hoang mang trong cái chuyện đó, đừng có mê tín để rồi cuối cùng mình làm, mình bỏ tiền ra rất là nhiều mình làm mà cuối cùng cha mẹ ông bà mình không hưởng được bao nhiêu hết nghe quý Phật tử. Làm rất là nhiều, bỏ công, bỏ sức, thức khuya dậy sớm đem tiền ra rồi mua đủ thứ hết, nhưng mà làm cuối cùng rồi làm trật, cha mẹ mình không hưởng được cái gì hết. Đó. Con chưa hiểu cúng tuần định nghiệp. Có phải chúng sinh nào cũng phải đi định nghiệp? Những người mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải là khó có thể siêu thoát? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả chúng sinh sống ở đây, mình còn sống là mình đã quyết định cho mình cái nghiệp nào rồi. Thầy nói thật luôn đó, mình sống ở đây nè, mình đăng ký ở cái thế giới nào mình đăng ký hết rồi. Địa ngục là gì? Địa là dày chắc. Ngục là gì? Là cố chấp, là cứ để trong bụng giận hoài. Người nào mà giận người ta mà để trong bụng, giận một ngày là mình sống trong địa ngục một ngày, giận một tháng sống trong địa ngục một tháng, giận một năm là sống trong địa ngục một năm. Giận người ta suốt cuộc đời là mãi mãi suốt cuộc đời của mình sống trong địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là để trong bụng. Đạo tràng chùa Kiến Linh này có ai mà giận người ta để trong bụng không? Mô Phật hiện tại bây giờ có đó. Bây giờ ở ngoài mặt con vẫn cười với họ, nhưng mà trong bụng con không thể nào mà con tha thứ cho họ được. Quý Phật tử ơi, mình hãy vì mình một chút đi. Mình chất chứa làm chi cái cục lửa trong bụng mình hoài, để rồi nó đốt hết ruột gan của mình, nó đốt hết công đức lành của mình từ cái cục lửa đó. Buông đi, dục bỏ đi, tắt lửa đó đi, để tâm hồn của mình nó thanh tịnh nhẹ nhàng, để rồi cái chiếc vé đi về địa ngục của mình không còn nữa. Hiểu không quý Phật tử? Tự chúng ta định cho chúng ta cái đường đến đó. Cảnh giới của ngạ quỷ là gì? Là ích kỷ, là tham lam, là bỏng sẻn. Quý Phật tử ơi, mình muốn lấy của người ta, mình xin người ta cho nhiều, còn mình bỏ ra thì mình muốn bỏ ít. Như vậy là mình đã đăng ký một chiếc phe xe để đi về cảnh giới của ngạ quỷ rồi đó. Cái tâm tham của mình nhiều quá quý Phật tử. Thầy nói ví dụ thôi nha. Ví dụ sư thầy ở đây đem 3-4 cái mâm chuỗi để trước vậy nè. Chỉ cái mâm này là mâm chuỗi của Hàn Quốc, cái mâm này mâm chuỗi của Nhật, cái mâm chuỗi này của Việt Nam. Thì quý Phật tử ơi, từ ở dưới mà chúng ta lên chúng ta lấy đó, cái cách chúng ta lên chúng ta nhận sau chuỗi đó là ngạ quỷ hay không, là từ cái
phong cách của mình. Tràn lên mà giành giật với nhau là ngạ quỷ. Hiểu không? Súm nhau qua cái chuỗi Hàn Quốc, chuỗi Nhật Bản không, bỏ cái chuỗi Việt Nam nằm bên, khoái cái sâu chuỗi, nghe cái tên nó rồi nghĩ sâu chuỗi nó tốt. Thì quý Phật tử ơi, đó chính là cái ngạ quỷ trong tâm của mình, và mình đăng ký về thế giới, gọi là mình định vị về cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh giới súc sanh là gì? Là xô bồ xô bổn, là không có tôn ti trật tự. Đối với anh chị em mày tao mi tớ, bất kính với người lớn tuổi, hỗn ẩu với cha mẹ ông bà, như vậy là thế giới của súc sinh. Hiểu không? Mà người nào có như vậy tức là chúng ta đã định vị cái chỗ đến của mình. Cho nên đâu phải đợi tới cúng tuần định nghiệp đâu, mình đã định cho mình trong cuộc sống rồi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đã định cho chúng ta cái cuộc sống đó rồi, hiểu không? Còn bây giờ quan trọng nhất không phải đợi tới chết rồi rước thầy để mà cúng tuần định nghiệp, mà bây giờ còn sống quý Phật tử phải giải quyết cái định nghiệp đó đi. Bỏ hết tất cả những cái nghiệp ngạ quỷ, bỏ hết cái nghiệp địa ngục, bỏ hết cái nghiệp súc sinh đi. Đạo tràng chùa Kiến Linh bỏ được không? Mừng quá. Ai mà vỗ tay là người đó có cơ hội hóa giải được địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó quý Phật tử. Còn người nào quên vỗ tay là người đó chưa có đủ điều kiện và nghị lực để mà phá vỡ đi cái thành trì của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên đó quý Phật tử phải cố gắng phá ngay từ bây giờ lúc chúng ta còn sống. Đừng đợi tới chết rồi rước thầy đến cúng. Nhiều khi đó thầy cúng không đủ lực đâu quý Phật tử. Hiểu không? Cái nghiệp của mình nó nặng như cục đá. Ông thầy yếu xìu còn sao ông ginh cục đá tiếp mình. Hiểu chưa? Cho nên ngay từ bây giờ nghiệp của mình như thế nào mình biết. Mình bỏ từ từ, mình bỏ từ từ đó quý Phật tử à, bỏ từ từ đi để cho nó hóa giải lần lần đi. Bây giờ đó mình đăng ký vô cảnh giới của ngạ quỷ, mình giật mình rồi, trời ơi vô ngạ quỷ này đó ghê gớm quá. Cái thân tướng đó, cái bụng như cái trống bát nhã, mà cần cổ nó giống như cái ống chỉ vậy đó. Rồi làm sao mà sống nổi đây ta? Cái bụng nó to cho nên nó đói hoài, mà cần cổ nó nhỏ cho nên nó nuốt không được, cho nên rồi nó thở ra lửa không, rồi làm sao mà sống? Quý Phật tử ơi, quý Phật tử tưởng tượng cái đầu nó chờ giờ, tóc tai nó như là cái rễ tre vậy, nó dựng đứng lên vậy đó. Mà cổ nó như cái ngón tay út vậy nè, mà cái bụng nó như cái trống chầu, cẳng chân nó liêu khiêu mà nó đi trong thế giới màu đỏ ôm như vậy. Quý Phật tử thích cái tướng đó không? Thì bỏ đi trong cái tâm mình, tâm tham, tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ, bỏ đi để chúng ta phá cái tâm đó. Ở trong thế giới của ngạ quỷ đó quý Phật tử, có một loài ngạ quỷ mà trên lưỡi nó mọc cái đuôi. Thay vì cái đuôi nó mọc ngoài sau lưng mà nó mọc trong miệng mới ghê chứ. Cái đuôi nó mọc trong miệng một loài ngạ quỷ quý Phật tử. Cái người mà sống ở trong cuộc đời này đó, chuyện đằng trước nói ra đằng sau, chuyện đằng sau nói ra đằng trước, chuyện có nói không, chuyện không nói có, sanh vào thế giới của ngạ quỷ, cái đuôi mọc ở trong miệng. Ghê gớm lắm quý Phật tử à. Cho nên đó, quý Phật tử phải cố gắng mình hạn chế đi tất cả những cái ác nghiệp của mình, để mình có thể giải thoát được chính bản thân mình. Đợi, đừng có đợi đến khi mình chết rồi rước thầy đến cúng. Quý Phật tử ơi, lúc mà mình chết rồi, gió nghiệp nó thổi mình bay không kịp nữa, mình sợ hãi, mình cuống cuồng. Ở đó ở đâu mà còn đủ tâm để nghe kinh nghe kệ? Bây giờ này còn sống nè, không nghe, đợi tới chết khó nghe lắm. Quý Phật tử ơi, cái linh hồn mình đi ra thế giới vô hình rồi đấy, nó ngộ lắm. Cái cõi của chúng ta còn sống, mưa ra mưa, lửa ra lửa, chỗ nào có lửa mưa xuống tắt lửa, đúng không? Nhưng mà thế giới vô hình, mưa và lửa nó tồn tại cùng một lúc. Người ta gọi là gì? Là mưa nghiệp, là lửa nghiệp, là gió nghiệp. Nó thổi ầm 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 rồi linh hồn của ta sợ quá chạy. Mà chạy nhiêu chừng nào mưa nó rượt theo chừng nấy, lửa nó bay bựng theo mình chừng nấy. Cho nên quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ sợ không còn kịp nữa, ở đâu mà có thời gian lắng nghe ông thầy tụng kinh định nghiệp cho mình. Cho nên bây giờ lo trước đi, hiểu không quý Phật tử? Lo trước đi. Đạo tràng của mình lớn tuổi nhiều lắm rồi đó. Thầy thấy đạo tràng của mình đó, rằng là giấy tạm trú tạm vắng của cõi ta bà của mình sắp sửa hết hạn rồi, hiểu không? Hễ mà tóc của mình mà thấy có sợi bạc
thì mình sẽ nói lại mẹ Quan Thế Âm, giấy tạm trú tạm vắng của con sắp sửa hết hạn rồi, bây giờ mình phải lo cho mình nghe quý Phật tử. Đừng có đợi người ta, là con của Phật rồi, tự mình phải lo, đừng có nhờ ai hết đó. Điều thứ hai nữa trong câu hỏi này đó, mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải khó siêu thoát không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chết do tai nạn xe đụng hay là bất cứ cái gì đều gọi là hoạnh tử. Mà hoạnh tử có nghĩa là gì? Chết bất đắc kỳ tử, chết bất ngờ, chết mà tâm của mình không định được, tâm của mình trong hôn mê, trong hoảng loạn, gọi là hoạnh tử. Chết với xong, quý Phật tử ơi, chết trong sợ hãi, trong hoảng loạn, chìm ở dưới rồi, ngộp nước là tay chân quơ tùm lum hết, sợ vô cùng sợ rồi cuối cùng chết trong hoảng loạn, đó là hoạnh tử. Chiếc xe nó đụng một cái rầm, chết trong hoảng loạn, hoạnh tử. Từ trên cao rơi xuống, rớt một cái, đuôi một cái là sợ hãi và chết trong hoảng loạn. Cho nên trong kinh Dược Sư có chết, chín thứ chết trong hoạnh tử, hiểu không? Có nghĩa là bị người ta thuốc cho mình chết, hoặc là cái bệnh không đáng chết mà uống nhầm thuốc rồi nó chết. Đó, rồi đói quá rồi chết, bị vua tru lục, bị án tử hình chết, vân vân. Tất cả những cái đó đều gọi là hoạnh tử. Chết vì bị lửa cháy bết, chết vì nước trôi, chết vì gì súng đạn nó bắn nhau. Tất cả những cái đó đều gọi chung là hoạnh tử. Mà đã hoạnh tử rồi chết trong hoảng loạn, cho nên rồi thần thức của mình đi về thế giới của hoảng loạn, hiểu chưa? Lúc bây giờ rồi ông thầy tụng kinh cũng không được, con cháu cúng kiến cũng không hưởng luôn. Tại vì chết trong hoảng loạn mà quý Phật tử. Chết trong hoảng loạn có nghĩa là gì? Tức là mình không chấp nhận mình chết, mà cứ nghĩ mình còn sống hoài. Rồi cái linh hồn của mình nó vất vơ vất vưởng vậy nè, rồi người ta đem cái xác đem đi chôn mất tiêu, người ta đem hỏa táng rồi, linh hồn không chấp nhận chết, cứ tưởng mình còn sống, cho nên rất là đau khổ. Cho nên cái linh hồn tưởng mình còn sống, cho nên còn cảm giác ngứa, còn cảm giác nóng, còn cảm giác lạnh. Mà tại vì tưởng như vậy thôi, chứ linh hồn của mình đâu còn da, còn thịt, còn cái gì nữa đâu. Cho nên có cảm giác ngứa mà gãi hoài không hết ngứa, có cảm giác nóng mà quạt hoài không hết nóng, có cảm giác lạnh mà chùm mền hoài cũng vẫn không hết lạnh. Bởi vì sao? Đâu có thân đâu, hiểu không? Nó là linh hồn. Cho nên chính cái chỗ đó gọi là nỗi khổ mà không bao giờ siêu thoát được, bởi vì không chấp nhận mình chết. Cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, đi tìm một cái chỗ nào đó để nương ghé. Có nhiều người lính hồi xưa ở ngoài chiến trận đó, là một cái đùng chết, linh hồn không chấp nhận mình chết, cho nên chung vào trong một cái bi đông của lính này, chung vào trong cái thùng đạn để sống ở trong đó, để gọi là gì, nương gá linh hồn mà không chấp nhận mình chết. Ban đêm vậy đó, rồi bắt đầu kéo nhau xung phong và mình nín, mà đêm nào như đêm nấy cứ xung phong hoài luôn mà không chịu nín. Lý do là không chấp nhận mình chết, để rồi đau khổ trong chốn vô hình, hiểu không? Cho nên chết hoạnh tử là chết đau khổ như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử khi còn sống, chúng ta phải cố gắng, mình luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng phải nhớ Phật. Tất cả những cái người mà sống mà cái tâm hồn của mình nó vung vơ, sống mà tâm hồn của mình nó bất an, sống mà tâm hồn của mình không có định, sống tâm hồn của mình cứ nghĩ là nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ lui, nghĩ tới, nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ kia hoài, thì khi cái chết của mình nó cũng đi như vậy. Chết không biết lúc nào đang ngồi gục xuống chết. Quý Phật tử ơi, đang chạy xe ngã xuống chết, ngủ một đêm rồi chết, vô nhà tắm xó gáo nước chết. Quý Phật tử ơi, có nhiều cái chết nó lạ lùng như vậy, bởi vì cái tâm của mình không nhớ Phật. Người nào mà thường nhớ Phật thì quý Phật tử ơi, trước khi mình chết Phật báo liền. Mà Phật là cái gì quý Phật tử? Là cái tâm chánh của mình, là cái năng lượng trong đầu của mình. Ai cũng được có một cái năng lượng đó hết, vì cái ngày mình đến, cái ngày mình đi báo trước hết đó. Thành ra rồi quý Phật tử nhớ nghe, mấy cái tâm của mình là tâm Phật đó, thì mình đi đó giống như mình đăng ký xe, hiểu không? Mình đăng ký xe, mình đi đi xe đò từ Hải Phòng, mà mình đi thí dụ như đi vô trong Hà Nội, đi qua Hà Nội đi, mình đăng ký chiếc xe rồi nó báo mình là giờ giấc đàng hoàng, có xe trung chuyển rước mình đi, rồi nó bắt đầu nó đưa mình tới chỗ luôn, hiểu không? Báo cho mình biết giờ biết khắc luôn. Thì cái người mà có A Di Đà Phật, có người mà nhớ Phật rồi, thì
thì lúc bấy giờ có xe trung chuyển đến rước mình, điện thoại nó báo mình giờ chiếc xe lăn bánh để mình ra đúng giờ, hiểu không? Thì mình đi như vậy, mình biết trước ngày giờ này kia kia nọ, tức là mình đi theo chuyến xe Phật. Đó gọi là cái gì quý Phật tử? Thọ tướng giảng sanh, biết trước ngày giờ đi của mình. Còn mình đi theo cái kiểu mà tự nhiên đang ngồi gục đầu xuống chết, quý Phật tử vô nhà tắm xối nước rồi chết trong nhà tắm, quý Phật tử ngủ một giấc rồi chết, tay chân nó quinh lên hết, rồi bị xe đụng chết, quạnh tử chết, chết đuối, chết dưới sông, chết trên đoạn đường đi vậy đó. Những cái chết đó giống như bây giờ đang ngủ vậy đó, rồi công an nó vô nó túm đầu mình, nó liền vô chiếc xe bích bùng nó đưa đi mà mình không hay không biết gì hết, đúng không? Cho nên chết như vậy gọi là quạnh tử. Thành ra thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là con của Phật, mình phải chết như thế nào, ai rồi cũng phải đi. Mà tất cả chúng ta phải đi như thế nào, một cách đường hoàng, mình đi, mình nương vào trong hào quang của Phật để mình về thế giới Phật. Đừng bao giờ một xác chết đang dãy dụng lê lết, mặt nhăn nheo, xanh ngắt, lạnh màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đừng có chết theo cái kiểu mà con quỷ vô thường nó quăng dây xích vô cổ họng của mình rồi nó lôi mình sòng sọc dưới đất vậy. Quý Phật tử thích nó lôi hay là thích hào quang tiếp đón mình? Quý Phật tử thích cái nào? Thấy không? Mình phải thích hào quang đón mình chứ. Cho nên ở trong đây nói rằng là cái chết tai nạn hoặc là chết đuối này, đó gọi chung là quạnh tử nghe quý Phật tử. Rồi quạnh tử đó. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con niệm Phật mà còn sân si nhiều lắm. Con hay bực mình với các con, dạy thầy chỉ dạy cho con làm cách nào để con không đụng chuyện, để khi đụng chuyện con không còn sân si nữa. Quý Phật tử ơi, sân si là bản năng của một con người. Người nào cũng sân hết đó quý Phật tử. Người nào cũng có lửa hết đó quý Phật tử. Phật cũng có lửa sân, Bồ Tát cũng có lửa sân, chúng sanh cũng có lửa sân. Người nào cũng cầm lửa hết đó, nhưng mà mình là chúng sanh, mình không biết xài lửa, cho nên mình cầm lửa mình đi ngược gió, cho nên phỏng tay cháy nhà, đúng không quý Phật tử? Không biết xài lửa, cầm lửa phỏng tay cháy nhà. Còn người biết xài lửa, mình đi thuận theo chiều gió thì làm sao nó phỏng tay, làm sao nó cháy nhà? Mà người biết xài lửa rồi thì thắp sáng, sửa ấm, chín nồi cơm, sôi ấm nước. Biết xài lửa thì lửa lợi ích, lửa đem lại sự sống cho mình, đúng không? Không biết xài lửa thì nó làm cháy nhà, nó tổn thương đến người khác, tổn thương đến bản thân mình. Cho nên thầy xin thưa với quý Phật tử, ai cũng có cái lửa sân hết, chứ không phải riêng gì cái cô mới hỏi đây nha. Nhưng mà thầy khuyên quý Phật tử niệm Phật mà còn lửa sân đó thì ngọn lửa đó sẽ biến thành quả ngục A Tỳ. Còn mình niệm Phật mà mình hiểu được mình và mình biến ngọn lửa trong tâm của mình không còn sân nữa, mà mình biến thành quả quang tam muội, hiểu không? Đức Phật đó mà không có ngọn lửa này trong lòng thì Đức Phật không có hào quang, Bồ Tát Quan Âm cũng không có hào quang nữa. Cho nên ở đây thầy muốn khuyên quý Phật tử, ai cũng có lửa sân hết, nhưng mà cái người mà đem lửa sân ra đốt mình, đốt người đó thì biến thành quả ngục A Tỳ. Còn người nào mà đem cái lửa sân của mình mà biến thành sự tinh tấn, đem ngọn lửa sân trong tâm mình biến thành sự nhiệt tình, đem ngọn lửa sân của mình biến thành trái tim yêu thương, đem ngọn lửa sân của mình thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương, đem ngọn lửa sân của mình để san sẻ cái ngọn lửa yêu thương cho tất cả mọi người, thì ngọn lửa đó biến thành quả quang tam muội. Còn mình đem ngọn lửa đó mình thiêu đốt mình, thiêu đốt tất cả chúng sinh, mắng chửi người ta, chửi bới người ta, mạ nhục người ta, thì nó biến thành quả ngục A Tỳ. Trong đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, ai cũng có một đốm lửa hết, hiểu không? Ở đây cô Phật tử nói, thầy ơi, thầy chỉ cho con có cách nào để cho con làm chủ được mình, để khi đụng chuyện con không còn sân si được nữa. Cái chuyện mà cầm lửa rồi, quý Phật tử ơi, mình coi cái chiều nào là thuận, chiều nào là nghịch mình đi thôi. Mình coi cái ngọn lửa này đốt mình hay là đốt người. Bây giờ thầy chỉ hoài mà quý Phật tử cứ đốt người ta hoài cũng như không, hiểu không? Thầy nói vậy đó mà về đụng chuyện cứ giận, đụng chuyện cứ sân, mình cứ đốt hoài. Mà mỗi một lần mình sân như vậy đó, nhất niệm sân tâm khởi năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một lần mà mình sân lên một chút xíu như vậy là muôn ngàn thửa rừng công đức của mình bị tiêu tan, bị đốt cháy hết.
Mình đốt cháy mình rồi mình đốt cháy chung luôn cả con cháu của mình, đốt cháy luôn cả cửu quyền thất tổ của mình, ông bà nội ngoại hai bên, những người còn sống, những người quá cố đều bị cháy tiêu tan hết. Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, ở cõi Tây Phương Cực Lạc có hoa sen xanh, có hoa sen trắng, có hoa sen đỏ, có. Ở dưới địa ngục A Tỳ cũng có hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen đỏ nữa nha. Cho nên người niệm Phật mà cái lửa của mình nó biến thành lòng tinh tấn, cứ bằng là nghị lực dồi dào, ngọn lửa đó luôn luôn lúc nào nó cũng thôi thúc của mình nhớ Phật, nhớ Phật, nhớ Phật, niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật hết. Ngọn lửa đó biến thành năng lượng và nó làm cho cổ máy nó quay hoài, nó không dừng lại, hiểu không? Thì lên hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn người niệm Phật mà sân, niệm Phật buông sâu chuỗi xuống là chửi người ta liền. Bà vợ bà ngồi bà tu, vô trong đạo tràng chùa Kiến Linh tu rồi, về nhà tiếp tục tu nữa, 4 giờ khuya leo lên trên gác, ngồi lên đạo tràng tiếp tục niệm Phật. Ông chồng nói, tôi cho bà vô đạo tràng chùa Kiến Linh bà tu nguyên ngày chưa đã, sao giờ này bà còn ngồi bà niệm Phật hoài vậy bà? Nín thinh ngồi niệm Phật. Ông chồng 7 giờ sáng, 6 giờ rưỡi rồi mới bò lên lần nữa, bà xuống đi, bà ngưng, bà đi mua cho tôi một tô mì, một ly cà phê cho tôi uống rằng tôi đi làm. Lấy sâu chuỗi đắp xuống dưới đạo tràng một cái bớm. Phật ơi con tu mà quỷ nó ám con hoài, chết không? Thì quý Phật tử ơi, mình tu mà lửa trong lòng mình nó còn, lòng sân của mình nó còn như vậy, thì quý Phật tử ơi, bông sen xanh, bông sen trắng, bông sen đỏ vẫn có cho mình nhờ cái công đức niệm Phật. Nhưng lòng sân của mình chiêu cảm ra cảnh giới địa ngục có. Mình ngồi lên bông sen xanh, quý Phật tử ơi, mình tưởng thấy bông sen xanh, mình tưởng đâu mình giảng sanh. Ai về đâu leo lên bông sen xanh rồi, nó lạnh ghê hồn, ghê vía luôn. Nó lạnh tới nỗi mà kêu bằng da thịt của mình nó xanh lè, xanh lét luôn, nó run rẩy luôn. Tới nỗi mà khi mà sanh như vậy có nghĩa là sân ít, mà người mà sân nhiều nữa đó quý Phật tử, da của mình nó nứt nẻ, nó chảy máu ra luôn. Nó giống như là cái gân lá của hoa sen đỏ vậy đó. Cho nên tùy theo cái tâm của mình mà nó chiêu cảm nghe. Thầy mong rằng Phật tử nào mà nói đó là con sân nhiều hết, mình sân mà mình biết mình sân là sân nó hết. Mà sân mà không biết mình sân, sân mà giấu giếm sự sân hận của mình là cái sân đó ghê gớm lắm. Lửa mà đem đi giấu nó cháy nhà luôn đó, hiểu không? Lửa phải đem ra ngoài cho người ta dập, cho người ta tắt. Chứ lửa mà đem vô đút vô trong cái trong kẹt tủ mà giấu trong đó, lửa mà đem vô cái tủ quần áo mà nhét vô trong đó nó cháy nhà luôn, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái cô này hỏi là con sân nhiều quá, tức là mình sân, mà mình hiểu được mình sân, mình biết được mình sân, cho nên cái cô Phật tử này có cơ hội không còn sân nữa. Cô này sẽ có cơ hội biến quả ngục A Tỳ thành quả quan Tam Muội. Chúc mừng cho cô này và cầu chúc cho cô luôn luôn lúc nào cũng có ánh hào quang của Phật luôn che chở, có năng lượng sạch của Như Lai. A Di Đà Phật. Con đi vào chùa tu tập, nhưng trong cuộc sống của con gặp nhiều khó khăn. Hàng xóm họ bảo bà đi chùa ăn hiền ở lành mà sao vẫn gặp nhiều chướng duyên vất vả. Hòa thượng bố thí cho con. Cái chuyện tu là riêng, còn cái chuyện vất vả là riêng. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có nghĩ là mình tu là mình sướng. Có nhiều người không tu họ cũng sướng như thường. Hiểu chưa? Đừng có đem hai cái chuyện đó mà gắn vào với nhau. Đức Phật đâu có cho ai được cái gì đâu quý Phật tử. Đức Phật không phải là một vị thần. Đức Phật không ban phước và giáng họa cho ai. Mình làm ác, Đức Phật không có bao giờ đài mình xuống địa ngục. Mình làm thiện, Đức Phật cũng không kéo mình lên thiên đàng. Đức Phật nói Như Lai chỉ là một ông thầy giáo đứng ở ngã ba đường và chỉ, con ơi đi đường này là tốt, đường kia là xấu. Mình lầm lũi vào con đường xấu cho nên mình đau khổ. Còn mình đi vào con đường thánh thiện thì quý Phật tử mình sẽ an vui, hiểu không? Còn ở trong đây quý Phật tử nói mình tu mình ăn hiền ở lành. Quý Phật tử ăn mà ăn hiền, ăn sao mà hiền đây? Ăn sao hiền? Ở sao lành đây? Hay nói ăn hiền ở lành lắm mà ở sao lành? Chỉ cần mà quý Phật tử mình á, mình ngồi chung với nhau thôi. Ngồi trên xe, đi chung một chiếc xe, cái bà đó bà ngồi lấn qua mình một chút là mình bực bội rồi, rồi làm sao mà ở lành được đây?
Hiểu không? Lòng của mình sân lên rồi làm sao mà ở lành? Ăn hiền, ăn có hiền không? Đạo tràng của mình ai ăn chay trường đâu, giơ tay lên thì coi coi. Ai ăn chay trường? Nó nguyên một đạo tràng mà có bua ba bốn cánh tay giơ tay lên thì làm sao gọi là ăn hiền được? Ai ăn mặn trường đâu? Có ai ăn mặn trường không? Có nghĩa là cuộc đời của mình không bao giờ ăn chay được. Ăn hiền có nghĩa là mình ăn nhưng mà lòng của mình rất là hiền. Mình ăn vì miễn làm sao có trong bụng. Mình ăn để mình sống, chứ không phải sống mình để mình khen chê món ăn. Ăn như vậy mới gọi là ăn hiền. Mình ăn hiền có nghĩa là mình không chê cơm này cứng, cơm này khê, cơm này nhão, cơm này khô, không có chê cái đó. Ăn hiền có nghĩa là ăn một miếng cơm vô rồi mình thấy đây là bóng dáng của Phật, đây là tất cả công đức lành mà Phật tặng cho mình. Chứ không phải ăn vô mà nói trời ơi sao mà cái mùi này hình như gạo này móc. Đừng có như vậy. Ăn như vậy không phải là ăn hiền. Đạo tràng mình có ăn chay không? Ăn chay, quý Phật tử ơi, ăn chay như thế nào mà gọi là ăn chay, ăn hiền? Mình ăn chay, quý Phật tử phải nhớ là mình ăn làm sao cho đầy đủ chất bổ. Ăn chay mà mình cứ rắc muối tiêu lột trái chuối, rắc miếng muối tiêu lột trái chuối hoài, ăn chay cái kiểu đó không thành Phật mà thành trái chuối. Hiểu không? Đức Phật đâu có kêu mình ăn chay kiểu đó. Ăn chay kiểu đó không phải là ăn hiền. Còn mình ăn chay mà mình không có dám ăn chay thật, mình phải sử dụng cái đồ mặn giả để mà mình kích thích cái miệng của mình. Thí dụ như là heo lát chay, bò lát chay, cá kèo chay, heo quay chay. Heo quay nào mà chay? Cho nên sử dụng cái đó là ăn không có hiền rồi, nghe quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên có đôi khi mình làm tất cả những chuyện mình tưởng chừng như tốt, nhưng mà quý Phật tử ơi, nó bị lợn cợn ở trong đó. Nó còn lợn cợn tất cả những cái niệm xấu, tất cả những tư duy xấu của mình. Nó nằm ở trong cuộc đời của mình, nằm trong cuộc sống của chúng ta đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó, Thầy nói đó, hồi kiếp trước của mình và kiếp này của mình và tương lai của mình, cái nhân quả nó liên hệ với nhau tới ba thời lận: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên hồi quá khứ mình trồng cây ác. Quá khứ mình đã trồng cây ác rồi, cho nên cái hiện tại này nè, nó ra cái trái ác rồi. Rồi trong hiện tại của mình mới trồng cái cây ngọt hả? Mà nó chưa có trái, thì mình trồng cái đó tương lai mình mới hái được trái ngọt. Hiểu không? Cho nên cái tương lai của mình ăn hiền, mình ở lành là mình mới trồng có cái cây ngọt thôi mà chưa có trái. Nhưng mà hồi quá khứ mình trồng cái cây ác, nó đã có trái rồi. Hiểu không? Cho nên đó, mình trồng hạt cam mà cái cam nó mới có lên cây thôi, nó chưa ra trái, mà ớt với hủ qua mình ăn cả đống rồi. Thấy không? Tại vì mình trồng trước thì mình hưởng trước thôi quý Phật tử. Cho nên có đôi khi kiếp này mình làm tất cả những điều tốt, mình trồng căn lành, nhưng mà mình hưởng hết tất cả những cái quả ác. Bởi vì quá khứ của mình đã vô tình, mình đã trồng tất cả những cái cây cay và quả đắng. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có ngại mấy chuyện đó. Hiểu không? Tất cả mà khi mà mình gặp những cái sự việc mà nó bất nghịch ý với mình, những sự việc mà không vừa bụng mình, chồng, con, vợ, con, anh em, bè, bạn, công việc, làm ăn, tất cả những cái chướng duyên nó đến với mình, thì quý Phật tử hãy định tâm trở lại lại mẹ Quan Thế Âm. Đây là món nợ ân tình của quá khứ. Hôm nay đã đủ nhân, đủ quả, đã đến đây với con rồi. Con xin nguyện trả cái món nợ ân tình này bằng một cái tâm hoan hỷ. Hiểu không? Như vậy thì quý Phật tử ơi, lòng của mình thanh thản, lòng của mình tự nhiên nó nhẹ nhàng lại đó quý Phật tử à. Cho nên đừng có bao giờ để mà cái sự gút mắt, rồi tất cả những cái mà gọi là cái đau đớn, cái khó chịu, nó hoành hành trong tâm mình, nó hành hạ cái tâm mình, nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên nghe quý Phật tử. Thành ra Thầy muốn nói với quý Phật tử mơ mốt đó, thấy tất cả những chướng duyên này nó đến, mình á, đụng chuyện này rồi, thì quý Phật tử á, mình phải làm sao để mà cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác lấy mình. Phải không? Cảnh giác lấy mình một chút, đừng có để cho tất cả những cái này nó làm cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cái mặc cảm cuộc đời hết. À, người đời người ta nói sao bà đi chùa nhiều quá mà bà cứ khổ hoài. Ví dụ vậy, đi chùa là cái nhân lành trong hiện tại,
còn khổ là cái quả của quá khứ mang đến cho mình, hiểu không? Cho nên lại mẹ Quan Thế Âm, con nhân quả con đã gieo trồng, đây là một món nợ ân tình của quá khứ. Hôm nay nhân quả đã chín mùi, bây giờ đến với con xin được phép trả cái món nợ ân tình này với cái tâm hoan hỷ, để rồi mình cứ trả bình thường thôi. Ông chồng mình chửi mình không cho mình đi chùa, bà lại mẹ Quan Thế Âm, món nợ ân tình hôm nay con xin trả, hiểu không? Con mình nó quậy mình, lại mẹ Quan Thế Âm, món nợ ân tình này hôm nay con xin trả. Cứ như vậy đi quý Phật tử, mỗi lần mình trả thì mình món nợ ân tình mình 10, mỗi lần mình trả nó còn 9, mỗi lần mình trả nó còn 8, mỗi lần mình trả nó còn 7, mỗi lần mình trả thì nó giảm đi một lần, thì lần lần nó bớt thôi, hiểu không? Đó, thành ra là quý Phật tử hãy để tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bình yên hết đi quý Phật tử. Như vậy nó mới nhẹ nhàng, nó mới thanh thản, như vậy mình mới có thể đăng ký một cái vé đi về Phật, hiểu không? Còn nếu không đó, cái vé của mình là tê u tu, mà mình cứ buồn hoài nó thành tê u tu quyền tù, hiểu không? Cái vé tê u tu là lên xe Phật, cầm cái vé chạy vô lên xe Phật. Rồi cái bắt đầu sứ giả của Tây Phương nói, cô hai ơi, cái vé này cô qua chiếc xe bên kia, xe này là xe Phật, xe bích bùng mới là cái vé của cô, vé này là vé tê u tu. Trời, vé của tôi cũng tê u tu nè chú. Nhưng mà bà hai bà nhìn kỹ coi, nó có dấu quyền nữa. Đó, mình tu mà mình cứ buồn, mình cứ trắc ẩn, mình cứ mặc cảm, rồi mình cứ than thân trách phận, mình tu mà mình cứ bực bội, mình tức tối hoài đó quý Phật tử, thì quý Phật tử không có đăng ký vào chiếc xe Phật, mà cái vé của mình là tê u tu quyền tù, hiểu không? Cho nên hãy cố gắng, đừng có để mà tất cả những cái chuyện này nó hành hạ mình nghe quý Phật tử. Mình làm sao cho cái mặt mình càng tu đó, tuy rằng mình không phải là hoa hậu, nhưng mà cái mặt mình có hậu một chút, hiểu không? Mặc dù mình tu mình không phải là hoa hậu, nhưng mà nhìn cái mặt mình có hậu. Thành ra rồi cố gắng. Kính bạch Thầy, việc niệm Phật hộ niệm cho các vong linh sau khi mất 24 tiếng để hương linh được giảng sanh là đúng hay sai? Sao biết được hương linh đã được giảng sanh hay đọa lạc? Nói với quý Phật tử, khi mà chết rồi đó, hương linh mà chết rồi đó, tất cả chúng ta không ai có quyền mà đưa hương linh đi đâu hết đó, hiểu không? Mà cái người có quyền là chính bản thân hương linh đó thôi. Thật sự ra đó, mỗi lần mà có người mất, tất cả chúng ta đứng vòng quanh chúng ta niệm Phật, chẳng qua chúng ta trợ duyên cho hương linh thôi. Tạm thời gọi là nhắc nhở hương linh, nếu mà hên xui hương linh nghe được câu niệm Phật của mình, hương linh niệm theo, thì quý Phật tử ơi, đó là phước đức vô lượng vô biên. Cái lúc mà hương linh mất đi rồi đó, quý Phật tử ơi, sáu cửa nó đóng cứng ngắc hà. Con mắt mình đóng cửa, lỗ tai đóng cửa, lỗ mũi đóng cửa, miệng đóng cửa, 84.000 lỗ chân lông đóng cửa, ý thức của mình cũng đóng cửa luôn. Giống như mình sống trong cái nhà mà toàn bộ là cửa kiến, thì âm thanh bên ngoài không bao giờ nghe được. Cho nên cái may mắn dữ lắm luôn, một phần ngàn cái may mắn đó, khi mà mình trợ duyên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bất ngờ một câu A Di Đà nó lọt vào trong lỗ tai của người mất, thì quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ thì người mất bỗng dưng chợt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái khổ tự nhiên biến mất, hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên đó, cái đó gọi là cận tử nghiệp của người chết. Cái cận tử nghiệp đó nó ghê gớm lắm, mà nó làm cho người chết phải trầm luân đọa lạc, là cận tử nghiệp này. Lúc còn sống đó quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật hết, nhưng mà cái cận tử nghiệp nó tràn về rồi, bao nhiêu công đức lành của niệm Phật quên hết, công đức lành niệm Phật quên hết luôn. Nó giống như có một cái ông cụ đó tu giống như đạo tràng quý Phật tử nè, 80 tuổi rồi, rất là chân chính, rất là tinh tấn. Nhưng một ngày kia bị bệnh đi, quý Phật tử ơi, không biết cái lúc ổng sống chung với con ổng như thế nào mình không biết. Thấy ổng đi chùa hàng ngày, ổng niệm Phật dữ lắm luôn, nhưng mà lúc ổng mà bị bệnh rồi đó, trong cái cơn mê, nửa tỉnh nửa mê đó, ổng giơ tay lên, ổng nói trả tiền tao đây. Rồi xong cái con cháu lấy tiền nó dắt vô trong cái tay cái bỏ xuống. Một hồi tiền nó rớt, cái trả tiền tao đây. Mà đòi như vậy 3 năm 6 tháng 4 ngày mới chết. Thì quý Phật tử ơi, đâu phải rằng là mình tu, mình niệm Phật, mình đi chùa là mình được giảng sanh đâu.
Cái cận tử nghiệp nó ghê gớm như vậy đó quý Phật tử à, hiểu không? Cho nên nó đừng có nói rằng là hộ niệm cho người mất 8 tiếng hay 24 tiếng gì cả. Người mất đó, người mất đó đó phải làm sao trong tâm của người đó phải biết đạo là một. Cái điều thứ hai nữa, người hộ niệm của mình nè phải có cái tâm đạo, cái lực đó quý Phật tử. Mình không có cái lực thì làm sao mà mình tải được cho cái người đang bị chết đây. Cho nên đó, giống như thầy nói rằng là cái người mà sắp chết này, cái nghiệp họ như cục đá, còn mình đó thì yếu xìu, rồi mình làm sao mà mình cùng với nhau mà ghim cái cục đá đây. Thành ra rồi đó, cái gọi là đứng trợ niệm hộ niệm cho cái người chết 24 tiếng hoặc 8 tiếng, cái đó chỉ là cái mà cầu may thôi nghe quý Phật tử, chứ không phải cái đó là cái người chết nào cũng phải đứng cầu nguyện như vậy, mà chỉ cầu may thôi, hiểu không? Cho nên đó, thì khi nào có người mất thì quý Phật tử cứ đến để hộ niệm cho họ. Mình đem hết tất cả những cái tâm lực của mình, tức là tập trung hết tư tưởng của mình, rồi mình tưởng tượng như Đức Phật A-di-đà đang đến để mà tiếp dẫn hương linh, rồi mình niệm Phật một cách thành kính, vừa quán tưởng Phật vừa niệm danh hiệu Phật. Lúc bấy giờ quý Phật tử mới cầu nguyện Phật gia hộ, hiểu không? Thì như vậy mới có thể rằng là tạo cái điều kiện, tạo cái lực Phật để giúp cho hương linh có thể gặp Phật được. Cho nên đó chính là một cái trợ duyên thôi, chứ không phải là người chết nào mà khi trợ niệm, người chết nào khi hộ niệm đều được giảng sanh hết nghe quý Phật tử. Mình cứ làm, người nào mà làm với cái tâm tốt thì hương linh hưởng được một ít, người nào làm với cái tâm mà cho lấy có thì hương linh không hưởng được một miếng nào đâu, hiểu không? Cho nên cố gắng, nếu đi hộ niệm rồi thì hãy vận dụng tình thương của mình, tức là lòng từ bi, hãy vận dụng hết cái tâm hỷ xả của mình để chúng ta có đầy đủ từ bi và hỷ xả để hồi hướng công đức lành này cho người mất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy Quan Hỷ chỉ cho con là con theo đạo Phật, bạn con bỏ đạo Phật. Ở đây theo đạo Bác Hồ là theo đạo nào? Vậy giải thích như thế nào cho con hiểu? Quý Phật tử ơi, thầy có nghe về cái đạo Bác Hồ, nhưng mà cái đó là tùy duyên của mình, không cần phải giải thích đâu. Bây giờ bạn bè của mình đi chung một chiếc xe, nhưng mà có người đó, ví dụ như từ Hải Phòng mà đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ vậy đi, ngồi trên xe đi một đoạn đường dài, thì có người đi tới thành phố Hồ Chí Minh, có người đi tới Huế, có người đi tới Đà Nẵng, có người đi tới Bình Định, thí dụ vậy. Tùy theo họ, nhân duyên quyến thuộc, mình đi về Phật cứ đi về Phật, còn họ không theo về Phật thì họ đi theo chỗ khác. Chuyện đó bình thường, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái chuyện đó không cần phải giải thích, tùy duyên của họ. Tất cả trên thế gian này vạn sự đều tùy duyên. Đi theo đạo Chúa cũng được, theo đạo Tin Lành cũng được, đi theo đạo Hồi giáo cũng được, đi theo đạo Phật cũng được. Mình theo đạo Phật Tịnh Độ Tông cũng được, theo đạo Phật Thiền Tông cũng được, mình đi theo đạo nào cũng được cả, hiểu không? Bởi miễn làm sao cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng có phụng sự và hy sinh là được rồi. Còn mình đừng bao giờ nói người khác. Người khác ngồi trên chiếc xe khác, mình ngồi trên chiếc xe này, mình chỉ biết mình đang ngồi trên chiếc xe này. Đừng bàn luận, đừng nói những người ngồi bên chiếc xe kia, hiểu không? Như vậy thì quý Phật tử mới bình yên được. Mình đang ngồi trên xe này, cái bắt đầu mình chê cái cô Phật tử kia ngồi bên xe kia, chê vậy là sai lắm, hiểu không? Thí dụ như bây giờ thầy nói là có Mai Linh, có Phương Trang đi, hai cái loại xe đó là nó mạnh nhất ở Sài Gòn, thí dụ mạnh nhất ở Việt Nam mình đi đó, mình thích đi xe Phương Trang thì mình ngồi trên xe Phương Trang. Còn ta muốn đi Mai Linh thì kệ người ta, thì tự nhiên rồi mình chê người này, chê người kia, như vậy là sai. Cho nên mình theo đạo Phật, mình hết lòng với Phật. Đừng có bao giờ nói xúc phạm đến ông Chúa Giê-xu, đừng xúc phạm đến người này, đừng xúc phạm đến người kia, nghe quý Phật tử. Đạo Phật, lời Phật dạy không đủ để cho chúng ta học. Cái lỗi lầm của chúng ta không có đủ thời gian để cho chúng ta làm sạch tâm hồn của mình đâu. Các nhân tự tảo môn tuyền tuyết, mạc dấn tha nhân ốc thượng xương. Anh về nhà quét tuyết trước cửa nhà anh, đừng chỉ cái nóc nhà người ta có tuyết, đúng không? Mình lo mình đi, đừng có chỉ người ta. Như vậy đó thì mới khôn khéo đó quý Phật tử à.
Còn nếu không đó, quý Phật tử ngày nào cũng vậy hết, mình cứ hốt phân ở trong kinh Pháp Hoa, giống như kinh Pháp Hoa mình là một tên cùng tử đi hốt phân người ta hoài. Đạo tràng của mình ở đây, sư thầy ở đây có cho quý Phật tử đọc kinh Pháp Hoa không? Có không? Là một tên cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời đó. Đó, rồi bây giờ cha mình kêu mình vô để mà làm con mà sợ quá, thấy ổng giàu quá, rồi vô một làm một người hốt phân thôi. Hốt phân là gì quý Phật tử? Tức là chuyên môn đi lắng, đi nghe, đi trộm, đi nhìn lỗi lầm của người khác. Một khi một người đã có lỗi lầm, tức là người ta thải phân ra. Còn mình khoái cái lỗi người ta, khoái nhìn cái lỗi người ta, khoái nghe cái lỗi người ta, thì giống như một tên hốt phân đi hốt cái lỗi của người ta đem về. Ai mà khoái nghe lỗi người ta, khoái đi tìm lỗi người ta là làm tên hốt phân. Còn ai khoái nghe cái lỗi người ta, thích lấy phân bỏ vô lỗ tai. Ở đây có ai lấy phân bỏ vô lỗ tai không? Thích không? Lấy phân để vô trong con mắt. Cho nên quý Phật tử ơi, cái miệng hay nói lỗi của người, miệng đầy phân. Mắt nhìn lỗi của người, mắt đầy phân. Lỗ tai thích nghe lỗi của người, lỗ tai đầy phân. Cho nên ở bên Nhật Bản có tượng bốn chú tiểu, bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng và ngồi thiền định. Có nghĩa là con không thấy lỗi của người, con không nghe lỗi của người, con không nói lỗi của người và con không chất chứa lỗi của người. Như vậy mới gọi là tứ không. Hiểu không quý Phật tử? Tứ không thanh tịnh. Thành ra rồi mình tu phải như vậy mới được, chứ đừng có nói lỗi ai hết nghe quý Phật tử. Tại sao con hay có giấc mơ về người đã mất? Họ nhà con để báo cho gia đình nhà họ. Ví dụ như chân linh của người con báo trong giấc mơ là chân linh của người cha đang rất khổ, xin người nhà giúp. Người ta nói dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Thế gian này, cái thế giới hữu hình này, thế giới vô hình đó quý Phật tử, nó cùng với nhau thôi. Cho nên mình sống ở trong cõi dương gian này như thế nào thì sống ở trên cõi vô hình cũng y như vậy thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, đứa con này nó nhìn thấy cha của nó vất vả đau khổ, nó chạy qua bên đây nó nói với chị hai, nó chị ơi chị sống sao mà chị để cho ba đau khổ quá vậy, thí dụ vậy. Hoặc là một thằng bạn nó thấy ba của một người bạn bị đau khổ, nó chạy về nó nói rằng là anh sống sao mà anh để cho ba anh đau khổ bên thế giới bên đó, thí dụ vậy đó quý Phật tử. Thì khi còn sống mình làm được điều đó, thì khi người mất cũng như vậy. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, trong giấc mơ của mình nằm mơ mình thấy, tức là có một lần nào đó cái tần số sống của mình nó bắt gặp tần số sống của người cõi âm, thì lúc bấy giờ âm dương tượng duyên nó hài hòa. Mình nghe được cái thế giới của người dương, cái người dương nghe được thế giới của người âm, người sống nghe được thế giới của người chết. Lúc bấy giờ cái vũ nhân duyên của nó đủ tất cả những cái mà gọi là cái thắng duyên hy hữu của nó, thì cái người chết này có đủ cơ hội để báo mộng. Và nhờ cái người đầy đủ thắng duyên này, có duyên lành này để giúp đỡ cho họ. Đây là cái chuyện rất là bình thường quý Phật tử, không sao cả. Phải không? Người sống và người chết, âm dương và dương gian và âm cảnh, nó là đôi đường nhưng mà nó cùng một cái lý lẽ mà thôi. Cho nên nó cái hương linh mà được người ta báo mộng như vậy, hương linh đó có phước đó. Chứ thật sự ra khi mà mình sanh qua cái cõi địa ngục rồi, sanh xuống cái cõi mà ngạ quỷ rồi, sanh xuống cõi súc sanh rồi, thì buông đời không còn báo mộng được đâu. Thí dụ thầy nói mình sống ở đây nè, mà cái nghiệp của mình đó nó đầy đủ hết cái nghiệp ngạ quỷ, vừa tắt thở là leo lên chiếc xe đi thẳng về ngạ quỷ, không còn có cơ hội nào báo mộng. Mình này mình làm tất cả những cái nghiệp của địa ngục, đi thẳng xuống địa ngục A Tỳ, quý Phật tử không có cơ hội để mà chúng ta báo mộng. Mình tạo nghiệp súc sinh, mình đọa lạc làm súc sinh, không có cơ hội báo mộng nghe quý Phật tử. Cho nên còn có cơ hội báo mộng là còn có duyên lành, còn có đủ chút phước đó quý Phật tử à. Cho nên đó, nếu người nào mà nhận được giấc mơ như vậy, hãy hỏi kỹ coi cái người chết cần gì,
thì quý Phật tử ơi, hãy cố gắng để chúng ta giúp cho hương linh của người chết được thập phần viên mãn nghe quý Phật tử. Mình có thể đọc kinh, mình có thể niệm Phật, mình có thể hồi hướng công đức lành cho hương linh đó. Hoặc là hương linh đó mình phải nhờ gia đình phải ăn chay, gia đình phải làm sao, làm những điều phước lành. Thầy nói ví dụ như ông vua, ông vua của một cái nước gọi là cái nước Quy Tư, An Tư, ông đánh, ông chiếm đất nước người ta, ông giết chết không biết bao nhiêu người. Nước Dục Chi, ông vua của nước Dục Chi, ông đánh, ông chiếm, ông giết gần cả mấy triệu con người ta như vậy. Sau khi ông thống nhất đất nước rồi, ông hối hận, ông gặp Hòa Thượng Mã Minh. Ông mới hỏi Hòa Mã Minh là bây giờ con lỡ con giết người như vậy rồi, bây giờ con phải làm sao hồi hướng, làm sao sám hối. Thì Ngài Mã Minh trong cơn thiền định nói là sau này ông, cái nghiệp ác của ông chặt đầu người ta nhiều quá, sau này ông sẽ trở thành một con rắn ngàn đầu, mà trên đầu của ông có cây dao nó bay theo hoài, nó chặt cái đầu này mọc đầu kia, nó chặt cái đầu này mặc đầu kia. Ông sám hối vô cùng luôn. Mã Minh nói bây giờ đó, tổ Mã Minh nói ông phải tìm một vị tăng ngày nào cũng khai cái đại hồng chung giúp cho ông hết đi. Vậy đó, ông gặp tổ, ông gặp một vị tăng vọng chung, ông cầu xin tổ là sau khi ông chết rồi đó, cứ vọng chung và cầu nguyện tên của ông. Quý Phật tử ơi, sau khi vua nước Nhục Chi chết, đọa thân đọa lạc làm thân con cá ngàn đầu, trên đầu có một cái dao vậy. Cái lưỡi đao nó bay lên đầu, nó chém hoài vậy đó. Đó, cái lúc nó chém rơi cả mấy trăm cái đầu rồi mà chưa hết. Ông vua đau đớn dữ lắm, mang thân hình con cá ngàn đầu đau đớn dữ lắm. Khi mà nghe tiếng chuông, tức là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm thưởng thông thiên đường hạ triệt địa phủ, bon, cây dao tự nhiên nó bay lên giữa hư không, nó không chém nữa. Mà mỗi lần khai chung như vậy là cây dao nó bay lên, nó không còn chém nữa quý Phật tử. Thì như vậy đó, nhờ cái hồng chung đó mà hương linh lại được giải thoát. Thì quý Phật tử cũng vậy, nếu mà hương linh báo mộng như vậy, quý Phật tử cũng làm tất cả những công đức lành, nhờ thầy cô, sư thầy nào, mỗi lần mà khai chung cầu nguyện cho hương linh, để hương linh bớt đau khổ. A Di Đà Phật. Khi con đang tụng kinh nghe Pháp mà con quỷ buồn ngủ nó cứ trấn áp con hoài, làm cho thân tâm con không tập trung được, con mong thầy chỉ dạy cho con. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, khi mà mình mặc cái một cái bộ đồ, cái áo của mình nó dính dơ, mình bỏ vào trong cái thau, mình để xà phòng, mình để nước tẩy, thì mình ngâm một hồi thì bao nhiêu chất dơ nó tràn ra ngoài, phải không? Mà hễ mà nó tràn ra nhiều thì cái áo mình nó mới sạch được. Cho nên trong tâm của mình cái dơ nó nhiều lắm, cái buồn ngủ dơ nè, cái mệt mỏi nó dơ nè, cái gì ở trong đầu mình nó dơ dữ lắm. Cho nên mỗi một lần mình nghe Pháp, tức là mình đem cái chánh niệm vào trong tâm của mình. Khi đem cái chánh niệm vào trong tâm, nó đẩy cái tà niệm đi ra, hiểu không? Cho nên mỗi lần mà buồn ngủ như vậy, có nghĩa là cái ác ở trong đầu mình nó đi ra một miếng. Cho nên mỗi lần mà nó ngủ gục, giật mình thức dậy, lại mẹ Quan Thế Âm, nghiệp ngủ của con nó đi ra một chút rồi, hiểu không? Không sao cả, mỗi lần ngủ giật mình, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một chút rồi. Từ vô lượng kiếp con đã để dành cái nghiệp ngủ này quá lâu, cho nên bây giờ con mang thân người, cái nghiệp ngủ con nó còn nhiều quá. Cho nên con nghe Pháp con cũng ngủ, con ngồi con tụng kinh con cũng ngủ, con niệm Phật con cũng ngủ, con làm cái gì con cũng ngủ, mà con ngồi con đánh bài con hỏng con ngủ, hiểu không? Quý Phật tử thấy ghê không? Ngồi đọc kinh ngủ, niệm Phật ngủ, ngồi nghe Pháp ngủ đó, nhưng mà ngồi đánh bài với nhau đâu có ngủ đâu, thức khuya hoài luôn, thức tới sáng không ngủ, kỳ không? Cho nên mình làm việc của Phật, con ma nó làm cho mình ngủ, mà mình làm việc của ma, ma nó ủng hộ mình, nó để cho mình thức trắng đêm luôn, thấy không? Cho nên mỗi lần mà mình ngủ, quý Phật tử ơi, lại mẹ Quan Thế Âm, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một phần. Giật mình thức dậy, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một phần. Đừng có buồn, đừng có bực, đừng có sợ, hiểu không? Cái áo của mình ngâm, nó ra chất dơ, nó ra nhiều chừng nào, áo mình mau sạch chừng ấy. Cái tâm của mình nó ra cái ngủ nhiều chừng nào, cái trí huệ của mình càng sáng nhiều chừng đấy. Hiểu nghe không Phật tử? Đừng có sợ mấy cái chuyện này. Con xin thầy Quan Hỷ giải thích cho con. Bàn thờ gia tiên nhà con có thờ
một bát hương gồm cả thờ thổ công và các chân linh gia tiên. Vừa qua con được nghe một thầy nghe một ý kiến cho rằng phải có hai bát hương, thì hai bát hương sao con đọc coi con. Dạ Phật, con bạch hòa thượng là Phật tử hỏi là con kính bạch thầy, nhà con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con, ban thờ gia tiên nhà con có thờ một bát hương gồm cả thờ thổ công và các chân linh gia tiên. Vừa qua con được nghe một ý kiến cho rằng phải có hai bát hương thờ các quan và các chân linh riêng, không thể thờ chung được. Thực tế phải thờ thế nào cho đúng? Xin thầy bố thí cho con. A Di Đà Phật. Đúng rồi đó, mình thờ bàn thờ gia tiên của mình là mình thờ ông bà của mình là riêng. Còn mình thờ thí dụ thờ thổ công, thổ địa, ông táo, ông địa hay gì đó là thờ riêng. Không có thờ chung được. Tại vì gia tiên của mình là chân linh, còn ông địa, ông thần tài là thần, ông táo cũng là thần. Thần và chân linh không thờ chung một chỗ được, hiểu không quý Phật tử? Không có ngồi chung được. Cho nên mình phải thờ riêng. Thí dụ như ông bà nội, ông bà ngoại, rồi bà già, ông bà già chồng, ông bà già ruột đó, rồi anh chị em mình thờ với nhau hết trong một bàn thờ cửu quyền thất tổ, thờ một bát hương là đúng. Không có để nhiều bát một thôi. Nhưng mà khi mà mình thờ có ông thần tài, ông thổ địa thì cái bát hương đó phải riêng cho ông thần tài, ông thổ địa, mà không được thờ chung một chỗ, thờ riêng. Hiểu không? Có người thì thờ mẫu, thờ mẹ, có người thì thờ quan đế, thánh quân, cũng phải thờ riêng. Đó là những vị thần, không phải là chân linh. Cho nên mình phải thờ riêng thôi nghe quý Phật tử. Thờ không thờ thì thôi. Khi chúng ta thờ, chúng ta phải thờ cho đúng đó. Ý kiến như vậy là đúng đó. Là phải thờ, nếu là hai, phải thờ hai bát nhang, không thờ chung một chỗ, như vậy không nên đó. Chỗ thần ngồi, cha mẹ mình không dám đến, hiểu không? Thành ra rồi đó, vô tình mình làm cho cha mẹ mình có nhà cũng như không, thấy không? Thành ra cuối cùng rồi có chỗ thờ mà không dám về. Cho nên đó, quý Phật tử phải cố gắng thờ, phải thờ riêng thần và chân linh, hai bát hương khác nhau. Con theo pháp môn niệm Phật nhưng lại có cảm giác dường như phần mồ mả các cụ không yên, vong linh chưa được siêu thoát. Bên thầy phong thủy bảo phần mộ, phần mồ mả không yên như vậy có đúng hay sai? Kính xin hòa thượng dạy bảo cho con. Mình tu theo pháp môn niệm Phật, tối ngày mình cứ để cho tất cả các thầy cứ nói rằng là mồ mả ông bà của mình không yên không à. Quý Phật tử phải làm sao tâm của mình yên thì giảng pháp yên, tâm của mình động giảng pháp động, tâm của mình bất an giảng pháp bất an. Ở đây do cái tâm của mình bất an cho nên mình mới có cái cảm giác rằng là mồ mả của mình không yên. Quý Phật tử niệm Phật tâm của mình phải yên thì hương linh mới nương nhờ cái pháp môn niệm Phật của chúng ta mới bình yên được. Mình cầu nguyện cho hương linh luôn luôn lúc nào cũng sống theo Phật, mình cầu nguyện hương linh lúc nào cũng được bình an, cũng được an lạc, mà tâm hồn của mình bất an làm sao được quý Phật tử? Cho nên cái câu hỏi này thầy chỉ khuyên cái cô này, nếu chúng ta là người niệm Phật, chúng ta phải làm sao cho tâm của mình bình yên thì mồ mả ông bà bình yên, tâm của mình an lạc thì hương linh của ông bà của mình sẽ được an lạc. Như vậy đó quý Phật tử, phải cố gắng đừng để cho cái tâm hồn mình bị chao đảo, bị nghiêng ngã gì cả nghe quý Phật tử. Tâm của mình bình yên thì thế giới này sẽ được bình yên. Mình tu mà mình cứ để cho cái thế gian ở bên ngoài nó làm cho tâm hồn của mình chao đảo nghiêng ngã hoài, quý Phật tử, làm cho tâm hồn của mình máy động, làm cho tâm hồn của mình nổi sóng nổi gió, thì làm sao mà mồ yên mã lạnh được đây, mã đẹp được đây quý Phật tử. Cho nên từ đây trở về sau, Phật tử nào hỏi câu hỏi này, hãy niệm Phật và tâm hồn tự định, hãy niệm Phật và tâm hồn tự an, hãy niệm Phật và tâm hồn của mình tự lạc, thì chân linh là mồ mả ông bà của mình sẽ tự an hổn, tự yên lạc và tự bình yên. Còn nếu không, quý Phật tử ơi, mình có cảm giác cái mã này nó không yên, cái mồ này nó không yên, thì quý Phật tử đem cái tâm không yên này
rồi cái tâm tâm tương cảm, rồi mình cứ nghĩ đến ông bà của mình không yên, thì ông bà của mình cũng không yên luôn. Hiểu không? Cái tâm của mình đến với ông bà, mà tâm mình an thì ông bà của mình an. Tâm bất an của mình đến với ông bà thì làm cho ông bà bất an. Mình ngồi trên chiếc xuồng mình ngồi yên thì ông bà mình ngồi trên chiếc xuồng nó cũng bình yên. Mình ngồi mà mình lắc lư hoài thì hương linh ông bà mình cũng bị lắc lư trên chiếc thuyền đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên hãy tâm yên thì ông bà của mình yên. Tâm của mình có thể nói rằng là nó yên lặng thì chân linh của ông bà của mình cũng yên lặng. Đó là phong thủy đó. Đừng có nghe lời người ta rồi làm cho sự bất an nó dậy đầy. Nếu quý Phật tử, làm cho ông bà của mình không có chốn nương thân. Đó, người con của Phật phải đi theo con đường hành đạo của Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con đã quy y Phật. Con muốn thờ Phật ở nhà, nhưng gia đình con, chồng và con của con chưa thuận. Con nên giải thích như thế nào cho chồng con hiểu? Quý Phật tử ơi, cái lực của mình không đủ để mà có thể mình giải thích cho chồng con mình nghe đâu. Cho nên đó, điều thứ nhất mà thầy khuyên quý Phật tử đó, điều thứ nhất con quy y Tam Bảo, con muốn thờ Phật thì con hãy thờ trong tâm của con. Bởi vì thân của con chính là đạo tràng, còn cái tâm của con chính là ông Phật. Thân và tâm của mình chính là Đức Phật đang ngồi trên đạo tràng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mỗi lần mà con đi chùa, mỗi lần mà con đến đạo tràng, mỗi lần mà con gặp thánh tượng của Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên, quý Phật tử cứ quỳ xuống và nói lại mẹ Quan Thế Âm, xin mẹ hãy dùng tất cả những thần thông của mình, dùng tâm lực của mình để chuyển cái tâm của chồng con, để chuyển cái tâm của con đi đi theo con đường chánh đạo cùng với con. Lúc nào cũng cầu nguyện như vậy thì từ từ trong giấc ngủ Bồ Tát Quan Âm sẽ chuyển cái tâm của chồng con mình đi theo con đường chánh đạo. Hiểu không quý Phật tử? Chứ còn mình nói không có nghe đâu. Hiểu không? Càng nói nhiều chừng nào nó lại càng phỉ báng đạo nhiều chừng nấy. Mình càng nói nhiều chừng nào coi chừng chồng con của mình tạo khẩu nghiệp nhiều chừng nấy ha. Cho nên hãy nhờ Bồ Tát Quan Âm trong giấc ngủ của mình để mà quý Phật tử có thể an lành, có thể giúp cho tất cả gia đạo của mình được bình an. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm chuyển cái tâm để cho cái tâm đi theo con đường chánh đạo. Hiểu không quý Phật tử? Cho cái tâm của gia đình mình đi theo con đường chánh đạo. Còn bản thân của mình nói hoài không có được đâu. Nói thật đó, cái lực của mình không đủ, mình nhờ Phật lực gia hộ cho mình. Đó, thí dụ như vợ chồng không đồng ý cho mình thờ Phật thì không cứ phán hả thờ. Con của mình nó không đồng ý phán hả thờ. Bởi vì sao vậy? Nhân duyên chưa hội ngộ. Hiểu không? Nhân duyên chưa gặp nhau thì quý Phật tử ơi, đừng có ép buộc lẫn nhau. Cho nên quý Phật tử hãy cố gắng nhờ Bồ Tát Quan Âm tạo tất cả những duyên lành, để trong giấc ngủ của chồng, để trong giấc ngủ của con, Bồ Tát Quan Âm sẽ chuyển cái tâm, dịch chuyển cái tâm từ ở bến mê sang bờ giác, từ cái tâm mê mà trở thành cái tâm sáng, từ cái tâm mà chưa hiểu đạo để trở thành cái tâm thuần đạo. Hiểu không? Như vậy đó, bình yên lắm quý Phật tử. Rồi một ngày nào đó tự nhiên chồng nó quy y Tam Bảo à. Có cái cô đó đi chùa, chồng vô chửi hoài. Cô này mới nói lại mẹ Quan Thế Âm, con đi chùa mà chồng con nó cứ chửi con hoài. Nhưng mà con không có buồn chồng con đâu. Bởi vì con là trái xài đã chín, trái xoài đã chín, còn chồng con là trái xoài nó còn sống. Tâm đạo của con có và tâm đạo chồng con cũng có, nhưng mà tại nó chưa chín thôi. Thôi bây giờ nó không cho con đi chùa nữa thì lại mẹ Quan Thế Âm cho con tụng kinh ở nhà. Rồi về nhà gõ mõ tụng kinh, quýnh cái chuông cái bon, gõ mõ cốc cốc cốc. Nó đi ngang, nó đi qua, nó đi lại. Nó nói tao đâu có chết đâu mà mày tụng kinh mày chùa cho tao chết hoài vậy. Cô vợ cô thấy vậy, cô nói lại mẹ Quan Thế Âm nó không cho con tụng kinh ở chùa, về nhà con tụng kinh nó cũng không cho luôn. Lại mẹ Quan Thế Âm nó không cho con tụng lớn, xin mẹ cho phép con tụng thầm thầm. Rồi không thèm đánh chuông, không thèm đánh mõ, ngồi cứ động thầm thầm hoài. Chồng đi qua đi lại, đi tới đi lui. Chàng ơi, con vợ của mình hồi xưa nó miệng bằng tay, tay bằng miệng, nói một câu nó chửi lại 10 câu. Sao bây giờ nó nín thinh, nó không có làm gì hết. Con nhỏ này nó tu thiệt rồi nè. Rồi cái bắt đầu cái làm một thời gian vậy, cái chồng hỏi chùa Kiến Linh ở đâu vậy em? Vợ nói thôi đi ông đừng vô chùa quậy sư cô nữa. Không phải, hỏi thăm chùa Kiến Linh ở đâu để anh tìm sư thầy anh quy y. Thấy không? Đó chính là cái chỗ mà mình chuyển tâm của chồng mình như vậy đó.
chứ không phải chửi bới đâu quý Phật tử à. Thấy không? Mình chuyển tâm chồng mình bằng cách đó, bằng cái nhẫn ba la mật, bằng tất cả những tâm hồn thánh thiện, bằng cái đẹp nhất của người con Phật. Hiểu không? Đó là mình biết chuyển tâm đó quý Phật tử. A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, giải thích cho con, một người chết còn trong 49 ngày, còn một người đang ốm nặng, đang hấp hối, gia đình con mời các Phật tử đến tụng kinh đào bệnh. Ngày hôm thứ nhất đến ngày hôm thứ hai thì tỉnh, và người đó nói là người chết kia về báo cho là đói lắm. Khi hỏi ra thì con cái người đó hàng ngày không có sắp cơm cúng. Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cái đó không phải do người con trong gia đình không dâng hương cúng. Hương linh đâu có ăn nhang đâu mà đói. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái người này chết 49 ngày rồi, cái người này đang hấp hối đến trợ duyên cho, thì tự nhiên cái người hấp hối này sống lại và nói rằng là gặp cái người chết này và nói rằng người chết này đói dữ lắm, đúng không? Đó, thành ra rồi sau khi thấy như vậy rồi, xét lại trong gia đình không có dân hương cúng dường, cho nên đổ thừa đứa con đó không dân hương cúng dường, cho nên hương linh đói. Như vậy là sai. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái nghiệp đói khác là do mình hết. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, nếu mà cái người nào mà gieo hạt giống của địa ngục trong kiếp này, giận người ta mà cứ để trong bụng hoài, thì sanh ra ở thế giới vô hình, ngồi một chỗ mà lửa nó bay từ bựng, từng bựng nó đốt hoài, nó làm cho nóng hoài như vậy đó, gọi là vô gián địa ngục. Do cái tâm của mình sân, mình hận mà mình cứ để trong bụng hoài, mình không dứt được, cho nên rồi sanh ra thế giới vô hình, tự nhiên ngồi yên một chỗ mà lửa nó bay tới hoài. Rồi ngồi trong hầm lửa gọi là đại quả khanh, rồi ngồi vào trong chảo dầu sôi, rồi ôm cột đồng tuột lên tuột xuống, lý do lòng sân của mình. Còn cái người mà có cái tâm bõn sẻn, ích kỷ, hẹp hòi, quý Phật tử ơi, mình gieo trong tâm của mình hạt giống của ngạ quỷ, cho nên sanh ra rồi tự nhiên đói à quý Phật tử à. Hiểu không? Đó là do nghiệp của mình, chứ phải do con không đốt nhang. Đừng suy nghĩ như vậy, tội nghiệp nó lắm. Do cái nghiệp của mình nó chiêu cảm ra, nó làm cho con của mình, nó làm cho cái hương linh của người chết chiêu cảm ra cảnh giới ngạ quỷ, cho nên vừa sanh ra đó là đói. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở cái cõi ta bà của mình, cõi còn sống này, thí dụ cái người này có hai chén cơm, người này không có cơm, mình đem một chén cơm cho cái người đang đói này ăn, họ ăn được nghe quý Phật tử. Nhưng mà khi sanh qua thế giới vô hình, họ chiêu cảm qua cái cảnh giới đói khổ rồi. Quý Phật tử nào mà chết, cái hương linh nào chết mà có dư cơm đưa cho cái người mà đang đói ăn, cầm trong chén cơm biến mất. Đưa qua cái nào chén cơm cũng biến mất, đưa chén nào biến mất chén đó. Lý do là tại vì cái phước của người đó, cái nghiệp của người đó nó chiêu cảm như vậy. Cho nên bà Thanh Đề bắt cầm chén cơm của Phật mà nó phật lửa, cầm chén cơm của Phật mà nó phật lửa. Ngài Mục Kiền Liên mượn cái bình bát của tôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà xớt cơm cho mẹ mình, đưa cái bình bát của Phật để cho bà Thanh Đề cầm. Nhưng mà bà Thanh Đề cầm cái bình bát của Phật đều phật lửa. Phật lửa ở đây không phải là bát của Phật hay bát của bà Thanh Đề, mà do tâm của bà Thanh Đề phật lửa. Cái tâm ích kỷ hẹp hòi bõn sẻn của bà đó, hiểu không? Cho nên đó, khi mà cái người chết mà bị đói khát, do cái tâm của mình lúc còn sống mình ích kỷ, mình hẹp hòi với mọi người, ích kỷ hẹp hòi với con cháu, ích kỷ hẹp hòi với bà con hàng xóm, cho nên mình ích kỷ từng cái lời nói, ích kỷ từng cái nụ cười, ích kỷ từng tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày, cho nên sinh ra nó đối khác nghe quý Phật tử. Biết làm bánh mà người ta hỏi không thèm chỉ, ích kỷ. Biết đường đi mà người ta hỏi đường đi không thèm chỉ, đó là ích kỷ. Tất cả những cái đó chiêu cảm. Sau này mình sanh về thế giới vô hình, người nào người nấy đều đối khác cả, chứ không phải là không có dân hương. Hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử phải hiểu điều đó. Đừng đổ thừa con cháu của mình, nó không có dân hương, nó không làm cái này, không làm cái kia, rồi nó đói. Không phải nghe quý Phật tử. Do tất cả chúng ta khi còn sống, chúng ta gieo cái nhân nào thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ nhận tất cả những cái quả đó, chứ không phải là do, không phải là do con cháu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Chưa. Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, cái điều quan trọng nhất không phải đợi đến khi mẹ con chết rồi con mới hỏi cái câu rằng là làm công đức nào để cho mẹ con được hưởng. Cái điều quan trọng khi cha mẹ mình còn sống, mình làm công đức gì để cho cha mẹ mình được vui. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình sống nè, mình làm cho cha mẹ mình vui, bảo đảm với quý Phật tử cái ngày cha mẹ mình chết, cha mẹ mình sẽ hưởng hết công đức lành. Bởi vì công đức lành đó không phải là bố thí, công đức lành đó không phải đi phóng sanh, công đức lành đó không phải ăn chay trường, công đức lành đó không phải tụng kinh, mà công đức lành đó là niềm vui và cái lòng hiếu thuận của mình. Khi cha mẹ còn sống hiện tiền bên cạnh mình mà mình ngược đãi, thì bây giờ cha mẹ mình mới mất, mình có tụng kinh bao nhiêu bộ, mình có ăn chay bao nhiêu ngày, mình có thể là phóng sanh bao nhiêu loài vật, mình có thể đi bố thí. Nhưng mà quý Phật tử ơi, lúc còn sống mình đã đối xử với mẹ mình như vậy rồi, thì muôn đời tất cả chúng ta không bao giờ có thể gặp mẹ, gần mẹ và hồi hướng công đức cho mẹ. Cho nên câu hỏi này của Phật tử đó là mẹ mới mất, con làm công đức gì để hồi hướng cho mẹ con, để mẹ con hưởng được. Ở đây nó có hai vấn đề. Một, nếu cha mẹ còn sống, mình làm tất cả những cái công đức lành, mà công đức đó chính là hiếu. Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn ngàn quyển kinh, muôn ngàn quyển sách, chữ hiếu là đứng đầu hết. Ở trong đạo Phật cũng vậy, mà ở ngoài đời cũng vậy, chữ hiếu là cái chữ đầu tiên. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Muốn đắc đạo đồng với chư Phật, trước hết phải lo báo hiếu cho cha mẹ. Thì khi cha mẹ còn sống thì quý Phật tử phải làm sao cận kề, sớm thăm tối giếng, đắp lạnh hoạt đồng, thay việc nhọc nhằn đỡ khi đau ốm. Thì như vậy đó, thì khi cha mẹ chết rồi, mình mới có đủ công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Còn bây giờ mình sống mà mình là làm cho cha mẹ mình buồn, mình làm cho cha mẹ mình tủi thân, mình làm cho cha mẹ mình cứ là giống như kiểu không được vui. Sống ở trong nhà mà không vui miếng nào hết, có con cũng như không. Mình sống mà mình để cho cha mẹ mình có suy nghĩ như vậy, tức là mình không thể nào hồi hướng công đức cho cha mẹ mình được đâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu mà mình sống mà mình làm tốt cái chữ hiếu đối với mẹ mình rồi, khi mẹ mình trở về phía bên kia cửa tử, mẹ mình trở về thế giới vô hình rồi, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta dùng cái tâm của mình để gọi là lấy tâm để mà gặp tâm. Lấy tâm của mình để gặp tâm của mẹ, lấy tâm của mình để gặp tâm của cha, lấy tâm của mình để gặp tâm của ông bà, chứ không phải là đồ. Quý Phật tử đi phóng sanh mà tâm của mình không có, mình đi phóng sanh mà tâm của mình không hướng về mẹ mình, thì phóng sanh đó vô nghĩa. Mình phát nguyện mình tọc kinh để mà mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, nhưng mà cái tâm của mình không có, thì thời kinh đó cũng vô nghĩa. Cho nên cái điều quan trọng là khi cha mẹ mất rồi, mình muốn làm sao để hồi hướng công đức lành, quan trọng nhất là cái tâm của mình. Cái tâm hiếu của mình, dù cha mẹ còn sống hay cha mẹ có mất đi rồi, cái tâm hiếu của mình là điều quan trọng nhất. Bây giờ mà quý Phật tử mất mẹ mà cứ nghĩ là cha mẹ mình mất đi rồi, không còn nữa, là cái tâm đó sai rồi. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Cho dù cha mẹ có mất đi nhưng mà đôi mắt của mẹ vẫn còn nhìn mình, nụ cười của mẹ vẫn còn chan chứa với mình, âm dung tức là lời nói và hình bóng của mẹ vẫn còn mãi mãi trong trái tim mình. Thì như vậy mới có thể hồi hướng công đức lành cho cha mẹ được, nghe quý Phật tử. Rồi cái điều nữa, thầy muốn nhắc nhở với quý Phật tử, mình là người con Phật. Khi cha mẹ mình mất, cái điều mà chúng ta cần phải làm là phát nguyện ăn chay 49 ngày. Cái điều thứ hai là phát nguyện đọc kinh 49 ngày để hồi hướng công đức lành này cho cha mẹ. Nếu được, quý Phật tử nên làm những điều đó. Không cần phải phóng sanh bố thí gì đâu quý Phật tử. Nhưng mà cái điều mà cha mẹ đang cần đó là pháp hỷ thực. Cái điều cha mẹ đang cần là cha mẹ được no đủ. Quý Phật tử ơi, cái cõi sống của chúng ta đó, ai cũng có cái miệng, ai cũng có cái bao tử dạ dày hết. Thì mình ăn cái này, mình ăn cái kia nó mới no. Còn cha mẹ mình mất đi rồi,
sống trong cái linh hồn, sống trong bằng cái thần thức, thì cha mẹ không có miệng, không có lưỡi, không có bụng, không có bao tử dạ dày gì đâu. Cho nên cha mẹ mình ăn không được, mà cha mẹ mình chỉ là thọ hưởng mà thôi. Cho nên đó, nghe pháp nhiều chừng nào cha mẹ mình được no chừng nấy. Con mà đọc kinh mà lòng của nó chân thành, tức là cái buổi pháp đó cha mẹ mình được no đủ và ngon dữ lắm luôn. Còn mình đọc kinh mà lòng của mình không thành kính, giống như một buổi cơm mà nó không ngon lành gì hết. Cha mẹ mình chỉ nhận từ cái tâm của mình, lấy tâm truyền tâm, lấy tâm tải tâm, đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử đó, khi cha mẹ ông bà mình có người quá giảng, hay trong gia đình mình có người mất đi rồi, quý Phật tử ơi, đừng có nói rằng mình cúng cái này, mình cúng cái kia. Cha mẹ mình, ông bà mình, người thân mình không có ai ăn được cái gì đâu. Chỉ dùng pháp hỷ thực mà thôi. Phát nguyện ăn chay trường, phát nguyện đọc kinh, phát nguyện như vậy 49 ngày để chúng ta đem hết công đức lành này hướng về cho người mất, cho người quá cố. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy mới gọi là hồi hướng công đức lành về cho người thân của mình ở phía bên kia cửa tử. Đó, A Di Đà Phật. Thầy xin nhắc lại cái câu hỏi này đó, là điều thứ nhất là khi còn sống, nếu mà Phật tử nào còn cha mẹ, hãy làm sao hồi hướng công đức lành ngay lúc cha mẹ còn sống. Hồi hướng công đức có nghĩa là hồi hướng nụ cười của mình đến cho cha mẹ, hồi hướng sự bình an đến cho cha mẹ, hồi hướng sự yêu thương đến cho cha mẹ. Đó là điều đầu tiên quan trọng nhất. Lỡ cha mẹ quá cố đi rồi thì mình phải làm sao phát nguyện ăn chay trường, mình phát nguyện làm sao ăn chay 49 ngày, phát nguyện làm sao thọ trì kinh điển 49 ngày để đem công đức lành pháp hỷ này để cúng dường lên cho cha mẹ. Đó là hai vấn đề quan trọng. Hiểu không quý Phật tử? Kính bạch thầy, xin thầy hãy giải đáp cho con câu hỏi thứ nhất. Khi nhà con có người lâm chung đến hỏi thầy pháp cúng, thì thầy bảo giờ xấu phải mượn thầy cúng để sao ta, để cắt sự trùng tan, phải không? Ở đây đó quý Phật tử ơi, trùng tan là gì mình phải hiểu. Thật sự ra cái trùng tan này nó là một phần tỷ tỷ, không có đâu. Mỗi một người ngày sinh ra khác nhau, giờ khác nhau, ngày khác nhau, tháng khác nhau, năm khác nhau. Có khi cùng năm nhưng mà khác tháng, có khi cùng tháng mà khác ngày, có khi cùng ngày mà khác giờ. Thì ngày chết cũng vậy quý Phật tử à. Nó là hàng là một phần tỷ tỷ gì đó. Lâu thiệt là lâu mới có một cái sự trùng tan. Mà trùng tan ở đây đó quý Phật tử nên nhớ, trùng tan không phải là chết năm trước và năm sau chết nữa mà gọi là trùng tan, không phải. Mà trùng tan ở đây có nghĩa rằng là hồi năm trước, cái năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, người thân của mình mất, qua sang năm, năm đó, tháng đó, giờ ngày đó và giờ đó y hệt mất, mới gọi là trùng tan. Còn đằng này đâu có đâu, nó khác tháng, khác ngày, khác giờ thì không gọi là trùng tan được. Đó. Rồi nói rằng là cái người chết gặp nhầm cái giờ xấu. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, cái giờ của Phật là con của Phật rồi, cái thời gian trên thế gian này gọi là thời gian của Phật, không có giờ nào xấu cả, thời gian của Phật đều là tốt hết. Hiểu không? Ở trong ba cái lịch nó nói là giờ xấu. Thí dụ như giờ xấu là giờ Tam Nương. Giờ Tam Nương xấu, mùng 4, mùng 5, 14, 23 xấu. Giờ hắc đạo xấu. Quý Phật tử ơi, người ta chỉ đặt ra như vậy để mà người ta nói là giờ xấu giờ tốt thôi. Thật sự ra Tam Nương tức là ngày sanh và ngày chết của ba bà. Ba bà đó là hoàng hậu, là vợ của ba ông vua đó, ông vua Kiệt, ông vua Trụ, ông vua U Dương. U Dương, Kiệt Dương và Trụ Dương đó. Ba bà này là vợ của ba ông vua đó, là bao tự muội hỷ và đắc kỷ. Cho nên ba bà này khuynh đảo, làm cho người dân nó đau khổ, nó tán thán,
nó đồ tháng dữ lắm. Cho nên rồi người dân Trung Quốc họ ghét cái ngày sanh ngày tử, họ ghét ba bà này dữ lắm. Cho nên ngày sanh ngày tử của ba bà này họ không làm cái gì lớn lao hết á. Đám cưới mấy cái giờ mà sanh tử của ba bà này họ không làm, khai trương giờ sanh tử của ba bà này họ không làm. Rồi từ đó trở về sau mới gọi là ngày xấu, chứ thiệt sự đó là ngày sanh ngày tử của ba bà hoàng hậu, vợ của ba ông vua Trụ Dương, U Dương và Kiệt Dương. Cho nên không có giờ xấu nghe quý Phật tử. Thật sự ra ngày sanh mình như thế nào thì ngày tử mình như thế đó. Ngày á, mà mình bước chân, thầy nói ví dụ như cuộc đời này là một cái toa tàu, tuổi thọ của mình là một cái đường ray, một đường dây vòng tròn khép kín. Ở chính giữa là một nhà ga mà thôi. Cái ngày mà chúng ta từ cái nhà ga này bước lên toa tàu, ngày đó gọi là sinh nhật của mình. Rồi bước lên trên toa tàu, rồi toa tàu nó quay vòng 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 vòng, mình đăng ký toa tàu đó bao nhiêu vòng. Có người đăng ký 1 vòng, có người đăng ký 10 vòng, 20 vòng, 30 vòng, 40 vòng, 50 vòng. Ở trong đạo tràng của chúng ta trên 60 vòng rất là nhiều, phải không? Mỗi một vòng là một năm. Quý Phật tử ơi, có người đã 85 vòng rồi mà vẫn còn. Thành ra khi nó quay rồi, đủ số dòng quay của cuộc đời, đủ số mà chúng ta đăng ký thì vòng quay nó dừng lại. Khi vòng quay nó dừng lại thì chúng ta từ trên toa tàu bước xuống nhà ga, gọi là ngày đó vĩnh biệt cuộc đời, chết. Vậy thôi, đơn giản. Sanh và tử nó đơn giản như vậy. Cái điều quan trọng là lúc mình ngồi trên toa tàu đó mình làm điều gì. Mình làm ác hay là mình làm một điều thiện. Để ở dưới cái nhà ga đó, một phía bên đây đó là ba người đón mình, phía bên kia hai người đón mình. Nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình làm tất cả những điều thánh thiện, mình yêu thương mọi người, mình nói những điều mà mọi người xích lại gần nhau, mình nói mà mình tặng cho người ta một nụ cười, mình san sẻ tình thương của mình đến cho mọi người. Mình sống trên cái toa tàu đó như vậy, thì khi bước xuống sân ga, ba người khách đón mình. Ba người khách đó là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Còn nếu mà trên đây mà mình sống, quý Phật tử ơi, mình sống ác nè, mình sống mà mình cứ hận thù nè, mình sống mà mình chất chứa nè, mình giận người ta mà mình cứ để trong bụng hoài nè, mình nói xấu sau lưng người ta, mình phỉ báng người ta, mình chê bai người ta, vân vân và vân vân. Thì khi mà mình bước xuống cái sân ga, thì hai cái người mà khách không mời không hẹn mà đến, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen, nó đến nó đón mình. Quý Phật tử biết đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen là ai không? Hắc bạch vô thường, là quỷ vô thường nó đón mình đó. Thành ra rồi đó, mình tu, quý Phật tử phải làm sao cái ngày mình chết không có quan trọng, mà quan trọng ai đón mình để đi về phía bên kia cửa tử. Nếu Đức Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí phóng hào quang tiếp dẫn mình, thì quý Phật tử ơi, linh hồn của mình được bình yên bên cạnh Phật. Còn nếu linh hồn của mình làm ác quá thì bước xuống sân ga rồi thì hai con quỷ vô thường đó nó đón mình. Một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo xanh ngắt lạnh màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đạo tràng chùa buổi trưa hôm nay, chùa Kiến Linh, đạo tràng của mình, quý ông, quý bà, quý cô, quý chú, quý anh, quý chị thích mình đi ra thế giới vô hình được ba người đón hay thích hai người đón? Mình nói trong bụng của mình nói mình thích ba người Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đón, mà quý Phật tử ơi, nhắm mắt lìa đời hai đứa nó đón không? Hiểu không? Hai đứa nó đón không? Tại vì mình sống trên đây đó quý Phật tử, mình sống mà mình không có cười nhiều, mình sống mà cái mặt mình cứ sụ xuống về hoài, thì quỷ vô thường nó đón. Hồi sáng thì nói pháp suốt một buổi mà chưa thấy ai cười hết. Cười là gì? Là năng lượng của Phật. Cười là gì? Là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Cười là gì? Chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Vậy đó mà không ai thèm cười hết. Trời ơi, cười đâu có tốn tiền đâu, mà làm gì mà hà tiện nụ cười dữ vậy quý Phật tử. Mình tu mà mình không cười, quý Phật tử ơi, mình không có xích lại gần nhau được đâu.
Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim, là chiếc chìa khóa mở cửa tình người, cũng là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Mình tu để mà mình đi về nhà Phật, phải không quý Phật tử? Muốn về nhà Phật phải có chìa khóa, mà chìa khóa đó là nụ cười. Hồi sáng giờ vô tu mà không cười tức là bỏ quên chìa khóa rồi. Tu mà không cười dĩ nhiên cười nó làm cho con người ta trẻ mãi lâu già. Mình cười nó giúp cho mình giảm đi 50% bệnh tật trong người của mình. Mình cười làm cho cái đầu của mình nó thanh thản nhẹ nhàng. Mình cười mình xả được stress. Mình cười quý Phật tử ơi, con người của mình nó bao dung độ lượng lắm. Còn quý Phật tử cứ sụ xuống vậy, con người mình nó nặng nề, nó trì trệ, nó khô khan, nó cằn cỗi, nó mau già rồi, răng mau rụng, tóc mau bạc. Hiểu không? Cười nhiều đi, tóc nó đen khỏi cần nhuộm. Tu mà không có cười một miếng nào nó dở lắm quý Phật tử. Cho nên có một vị hòa thượng nói, tôi đến đạo tràng đó, tôi không cần hỏi đạo tràng đó tu pháp môn gì. Tôi thấy Phật tử nam, Phật tử nữ gặp nhau mà cứ cười hoài là tôi biết tu đúng đường rồi. Mà tôi bước vô đạo tràng mà tôi thấy sụ không là tôi biết tu trật đường rồi. Đạo tràng chùa Kiến Linh có khi nào sụ không? Có không? Đừng có trả lời có hay không lẽ mà nói mô Phật khi có khi không. Bữa nay có ngày mai không, bữa nay không ngày sau có, hiểu không? Có nghĩa là cái tâm của mình nó vô thường lắm quý Phật tử. Ba hồi giận, ba hồi hờn, ba hồi vui, ba hồi buồn, tâm hồn thất thường như vậy thì làm sao mà mình tốt được. Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, ngày mình lên trên toa tàu, ngày sanh của mình là ngày bình thường, mà ngày mình bước xuống toa tàu, ngày tử của mình cũng là ngày bình thường. Không có cái chuyện trùng tang, cũng không có cái chuyện ngày xấu, ngày tốt gì cả nghe quý Phật tử. Đến thì phải về, hiểu không? Quý Phật tử đi mướn nhà, mình mướn nhà mình ở xong thì đến cái ngày nào đó mình trả nhà lại cho người ta, chuyện đó bình thường. Đâu phải rằng là mướn nhà xong là tốt rồi cái trả nhà người ta là ngày xấu đâu. Có ai trả nhà mà trùng tang không? Đâu có đâu. Cho nên đó, đó là mê tín, đó là cái vấn đề xấu, đó là vấn đề mà người Phật tử chánh tín đừng bao giờ để trong đầu của mình. Ngày giờ đều tốt cả, hiểu không? Không có trùng tang, không có ngày xấu, không có hoàng đạo, không có hắc đạo, không có nguyệt kỵ, không có mùng 5, 14, 23. Mùng 5, 14, 23 là ngày tốt, hiểu không Phật tử? Ngày xưa ông vua ông chọn mùng 5, 14, 23 để ông đi kinh lý, ông đi thăm dân tình. Cho nên con số 5 là gì? 4 góc chính giữa một điểm nữa là 5. 14 cộng lại là 5, 23 cộng lại là 5. Con số 5 là con số 4 góc với cái điểm chính giữa, gọi là tứ phương hợp nhất, tứ hải đồng quy. Cái ngày đó là ngày tốt. Rồi bây giờ tự nhiên cái bắt đầu mùng 5, 14, 23 không dám đi đâu hết. Mùng 5, 14, 23 nó xui dữ lắm này kia, làm cái gì cũng cử ngày mùng 5 hết. Rồi thậm chí cái tháng 7 là cái tháng du lan báo hiếu, thì là cái tháng cài hoa hồng trên ngực áo, là cái tháng của cha mẹ. Vậy đó mà đi mua xe, đi mua xe Honda mua tháng 7 cái sợ. Rồi bắt đầu trong đầu của mình đó, quý Phật tử ơi, mình cứ để trong đây, nó lãng vãng trong đây, rồi nó in đậm trong đây. Cái tháng 7 là tháng cô hồn, đúng không? Rồi tự nhiên cái sợ hoài vậy. Là con của Phật rồi, từ đây trở về sao không có sợ ba cái điều đó nữa, vớ vẩn lắm. Mình là người con Phật, đi theo con đường chánh đạo thì phải có chánh kiến. Từ đây về sau nhớ không có trùng tang gì nghe quý Phật tử. A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho con hỏi thay cho Phật tử. Thầy cúng vào quan xong thì thầy bảo không phải cúng cơm, chỉ ngày hôm sau đưa về thì mới cúng. Ý thứ hai là đàn ông nặng nghiệp thì thầy bảo tụng kinh thủy sám, đàn bà nặng nghiệp thì thầy bảo phải tụng kinh địa tạng. Khi thầy cúng chú đại bi và 10 chú thì thầy pháp bỏ đi rất nhiều, vậy vong mất có nghe kinh được không? A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho ạ. A Di Đà Phật, thì câu hỏi đó nói chung á là quý Phật tử đến nhờ thầy, rồi thầy bảo rằng là
khi mà vào trong quan tài rồi thì không có cúng cơm, hiểu không? Ra ngày hôm sau thì mới có thể cúng cơm được. Quý Phật tử ơi, cúng cơm đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở ngoài đây á, thầy không biết sao, nhưng mà lúc mà cái người mất đó, người ta hay vắt ba vắt cơm, hiểu không? Ở đây có không? Người nằm mà chết có ba vắt cơm với cái hột vịt muối cắt ra để trên đầu nằm á. Đó. Rồi cái nữa đó là cây đèn để dưới cái lưng của người chết trên dưới giường đó. Tất cả những cái đó không phải là cúng cơm, mà tất cả những cái đó là cái phương pháp để rút cái hơi âm, tức là rút cái tử khí của con người. Cái đó không phải là cúng cơm nghe quý Phật tử. Không có cần, lúc đó cái người mất, mình mới vừa mới mất không phải là cúng cơm. Bởi vì thầy đã nói rồi, người chết không có ăn. Nhưng mà vắt ba vắt cơm với cái trứng gà, trứng vịt muối đó, để chi vậy? Cái trứng vịt muối đó nó hút dữ lắm. Cái loại trứng nào cũng vậy hết. Quý Phật tử bị sưng lấy cái trứng gà luộc mình lăn là nó rút ra hết. Thì cái trứng vịt muối lại nó rút tất cả những cái tử khí ở trong người người chết, nó rút vào trong cái trứng, rút vào trong cái vắt cơm nguội đó. Cho nên khi mình cúng ba vắt cơm với cái trứng đó rồi là đem dục bỏ, không có ăn được. Rồi mình dằn cái nải chuối xanh ở trên bụng. Cái nải chuối đó có nghĩa rằng là nó rút cái hơi chết vô trong trái chuối. Nó rút hết, nó bớt đi để cái người còn sống hoặc là những đứa trẻ trong nhà của mình đó, nó không có hít cái mùi đó, nó đỡ bệnh hơn. Đốt cây đèn để cái sức nóng của đèn nó làm quá giải đi cái hơi tử khí của người ta, nó chạy tràn ra, người chết nó tràn ra từ 84.000 lỗ chân lông, nó tràn cái tử khí ra dữ lắm quý Phật tử. Con mắt nó tràn ra, lỗ tai nó tràn ra, lỗ mũi nó tràn ra, miệng nó tràn ra, tuy không thở nhưng mà nó tràn ra. 84.000 lỗ chân lông nó tràn cái hơi chết ra. Cho nên buộc lòng phải để cái nải chuối lên trên bụng để rút cái hơi nó vô trong đó, đừng cho nó tràn ra ngoài. Vắt ba vắt cơm để rút lại tất cả những cái hơi của người chết vào trong đó. Đốt cây đèn ở dưới để hóa giải đi cái hơi người chết. Và khi liệm rồi đổ trà vào trong đó để cái trà nó rút bớt đi cái hơi của người chết. Thật sự tất cả những cái đó là ngày xưa ông bà của mình dạy cho mình cái cách để nó bớt đi tất cả những cái mùi tử khí. Hiểu không? Cái đó không phải là cúng, mà bớt đi cái điều mùi tử khí. Đó. Thành ra rồi khi mà cúng xong xuôi rồi đó thì á, mình không có cần cúng cơm đâu, mà chỉ cần đọc kinh. Ở đây thầy nói rằng là người đàn ông nghiệp nặng thì phải tụng kinh thủy sám, người nữ nghiệp nhẹ tụng kinh địa tạng, thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây thầy nói người nam người nữ không có cái nghiệp nào nặng nghiệp nào nhẹ hết đó quý Phật tử à. Mình báo hiếu cho người thân, mình báo hiếu cho ông bà cha mẹ của mình thì mình chỉ phát nguyện đọc kinh 49 ngày đủ rồi. Đây là mình cúng dường pháp hỷ thực cho người mất. Hiểu không? Cho nên đó, mình đọc địa tạng hay đọc thủy sám gì cũng được hết. Không phải là nghiệp nặng, không phải là nghiệp nhẹ. Chứ rồi mình phát nguyện ăn chay 49 ngày nữa nó mới đủ số. Vậy như vậy mới gọi là người con hiếu thảo. Chứ không phải rằng là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ gì đâu quý Phật tử. Cho nên có đôi khi đó mình không hiểu. Rồi một số tăng ni của mình cũng không hiểu. Ở miền Nam đó thì thôi, cái người mà không hiểu, người xuất gia không hiểu nhiều lắm quý Phật tử ơi. Ở miền Nam á, bài ra chuyện này bài ra chuyện kia đủ điều hết. Người miền Nam mình nó khổ dữ lắm. Thành ra rồi á, đại đa số Phật tử ở miền Nam mình cũng mê tín dữ lắm luôn đó. Rồi bị cái mấy thầy cũng mê tín nữa đó. Rồi cái làm theo mê tín, sống theo mê tín. Rồi cuối cùng linh hồn của ông bà cha mẹ mình cũng bị mê tín đi theo luôn. Không có được phước lành nào cả đó. Thành ra rồi quý Phật tử phải cố gắng, đừng có bao giờ nghĩ như vậy đó. Nhớ tất cả những cái chuyện mà cúng kiến á, mình cúng cơm có nghĩa là, ở đây thầy muốn nói cúng cơm á, có nghĩa là kỷ niệm ngày mất của ông bà đó. Thành ra đám giỗ đám quải cũng cúng cơm vậy, nhưng mà cúng cơm đó là kỷ niệm. Rồi có đôi khi người ta gọi tắt hai chữ kỷ niệm thành cái chữ kỵ, có nghĩa là ngày cúng kỵ cho cha, cúng kỵ cho mẹ. Chữ kỵ là kỷ niệm để mình nhớ đến cha mẹ của mình. Cái ngày đó bản thân mình, anh em mình đã mất đi một người cha, mất đi một người mẹ đó. Ngày đó rồi anh em họp lại với nhau, bởi vì gia đình của mình nó nhiều đâu anh chị em, nhưng mà mỗi đứa mỗi nơi, lấy cái ngày đó để kỷ niệm cha mẹ mình mất, để rồi anh chị em gặp mặt với nhau
để rồi thăm hỏi lẫn nhau, rồi nấu một buổi cơm anh em đãi đằng với nhau. Chứ không phải nấu cơm để cúng cho linh hồn của cha hay cúng cho linh hồn của mẹ. Không phải nghe quý Phật tử. Nhưng mà trước khi ăn thì mình dọn lên, mình tưởng rằng cha của mình vẫn còn sống, mình tưởng trong tâm của mình mẹ mình còn sống, rồi anh chị em mình cùng với nhau dọn một mâm cơm để mời cha mẹ về cùng ăn với anh chị em mình. Chứ không phải là cha mẹ mình lúc đó ăn cơm được đâu, đâu có bao tử đâu mà ăn, hiểu không? Cho nên đó chỉ là cái hình thức tượng trưng để kỷ niệm, để mà anh em họp mặt với nhau, để tưởng nhớ đến cha mẹ, để nhắc nhở lời dạy của cha mẹ khi còn sống. Người anh cả thay quyền huynh thế phụ, người anh cả thay cha thay mẹ để nhắc nhở những cái điều mà cha mẹ đã răn dạy, nhắc nhở đến những đứa em của mình, để anh em trên thuận dưới hòa, để gia đạo đặng bình an, để rồi đó nhờ cái phước lành này, nhờ cái công đức này, nhờ cái hiếu đạo này mà công việc làm ăn nó được thuận buồm xuôi gió, hiểu không quý Phật tử? Cho nên nhà nào mà có hiếu, nhà đó công việc làm ăn nó thuận buồm xuôi gió, sở nguyện nó được tùy tâm mà sở cầu nó được như ý đó quý Phật tử à. Cho nên cái câu hỏi hồi nãy đó quý Phật tử, cái câu đó thì quý Phật tử nên nhớ là tất cả những cái chuyện mà mình thấy trong đám ma chẳng qua là hạn chế đi tất cả những cái tử khí trong cái người chết đó. Còn thứ hai nữa đó là mình phát nguyện đọc kinh cho cha mẹ ông bà của mình, kinh nào cũng được, mình phát nguyện đọc trong vòng 49 ngày, hiểu không quý Phật tử? Mà tại sao không phải 48 ngày mà phải 49 ngày? Bởi vì 7 lần 7 là 49. Con số 7 là con số thành tựu. Thí dụ như bây giờ thành tựu về mặt không gian, tức là cái chỗ quý Phật tử đang ngồi nè, cái đại giảng đường của mình nè, phải đủ 7 điểm như vậy mới thành ra cái giảng đường. Thí dụ như trước mặt mình là 1 điểm, sau lưng mình là 2, bên trái mình là 3, bên phải mình là 4, trên đầu mình là 5, dưới chân mình là 6, và chính giữa khoảng trống này là 7. Thì nó mới hình thành nên cái không gian bự như thế này cho quý Phật tử ngồi. Cho nên đó là sự thành tựu của không gian. Con số 7 là thành tựu về mặt thời gian. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật. Cho nên con số 7 là con số thành tựu. 7 lần 7, 49 là thành tựu, thành tựu, đại thành tựu. Cho nên đó, mình cúng 49 ngày để mà mình mong rằng cha mẹ của mình sớm thành tựu viên mãn, hiểu không? Chứ không phải là dứt khoát phải là 49 ngày, nhưng mà đó là để cho mình thành tựu viên mãn, con số 49. Ở trong kinh Dược Sư cũng có con số 49 đó quý Phật tử. Tức là trong kinh Dược Sư nói là cúng 49 ngọn đèn, đúng không? Làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay, hoặc là phóng sanh 49 thứ loài vật. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình làm cái đèn mà một cái đèn bự như cái bánh xe mà 49 ngọn đèn đó, chùa kiến linh của mình chứa không đủ, hiểu không? Bự quá, cái đèn bự quá mà 49 ngọn lận. Rồi làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay cũng dài luôn nữa. Mấy cái chùa nhỏ nhỏ sao treo. Rồi phóng sanh 49 thứ loài vật, đi tìm đâu ra 49 loài đây. Vô trong rừng dám phóng sanh cọp không? Dám phóng sanh voi không? Dám phóng sanh sư tử không? Dám phóng sanh rắn, cầm con rắn đi phóng sanh không? Cho nên tất cả chúng ta nhớ con số 49 là con số thành tựu. Mà tại sao gọi là thành tựu? Ngày mùng 1 Tết là ngày vía Phật. Phật nào? Ngày mùng 1 Tết vía Phật nào? Phật Di Lặc, đúng không? Ngày 19 tháng 2 vía Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Âm. Từ mùng 1 tới 19 tháng 2 là 49 ngày. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mùng 1 là vía Phật Di Lặc là hỷ xả, 19 tháng 2 vía Bồ Tát Quan Âm là từ bi. Cho nên từ mùng 1 tới 19 là 49 ngày là sự thành tựu, đại thành tựu, tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ xả, hiểu không? Cho nên con số 49 là con số thành tựu lòng từ bi, thành tựu tâm hỷ xả của mình. Cho nên quý Phật tử đi phóng sanh 49 thứ loài vật, tức là quý Phật tử đi phóng sanh mà cái tâm của mình thành tựu được từ bi và hỷ xả, tức là thành tựu được yêu thương và tha thứ. Một con thôi cũng đủ 49 nữa quý Phật tử à. Nhớ nghe, mình đi phóng sanh một con thôi mà trong tâm của mình có lòng yêu thương là mình đã phóng sanh 49 loài rồi đó.
Đừng có đi bắt chước người ta đi kiếm 49 thứ, 49 thứ, đừng có mê tín như vậy. Mình phóng sanh bất cứ chúng sanh nào mà trong tâm của mình phải có lòng yêu thương. Hiểu chưa quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như mình đi phóng sanh cá, mình đừng có hùng tiền với nhau. Mình đi phóng sanh cá, mình đừng có bao giờ mình hẹn với nhau, chọn cái ngày, chọn cái điểm, rồi mình nói rằng là ngày bữa rằm đó, rồi 7 giờ, 8, 9, 10 giờ gì đó gặp nhau trên sông gì đó, rồi mình phóng sanh cá. Quý Phật tử ơi, mình hẹn giờ, mình hẹn điểm, mình hẹn ngày là quý Phật tử ơi, mình đã viết bản cáo phó cho con cá rồi đó. Mình thông báo lên trên mạng, ngày đó, tháng đó, năm đó, tội nguyên một cái hội phóng sanh, tôi tập trung ở đó, tôi phóng sanh ở đó. Là quý Phật tử ơi, nó bơi xuồng nó ra, nó bơi ghe nó ra, nó bơi thuyền nó ra, ngay chỗ đó nó đón đầu hết rồi. Hiểu không? Vừa đổ xuống nó chích điện, vừa đổ xuống nó chích điện, nổi bụng lên hết. Thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình đi phóng sanh mà mình hẹn hò với nhau như vậy, là quý Phật tử đã viết bản cáo phó cho những con cá rồi. Nó chưa chết mà mình viết cáo phó cho nó rồi. Đối với Phật tử, phóng sanh như vậy 120.000 con mà không có lòng từ bi và hỷ xả cũng không đủ 49 nữa nghe quý Phật tử. Như vậy là sát sinh chứ không phải là phóng sinh. Cho nên mình phải hiểu con số 7 là con số thành tựu, thành tựu, đại thành tựu. Cho nên mình ăn chay 49 ngày để mong rằng là công đức lành. Mình ăn chay để làm gì? Để cho chúng sanh được cười. Ăn chay để làm gì? Để chúng sanh đừng đau đớn, đừng giãy giụa. Cho nên mình nói mình ăn chay 49 ngày để cho cha mẹ mình ở phía bên kia cửa tử thoát ly được nỗi khổ, thoát ly được sự đau đớn, thoát ly được sự giãy giụa trong đó. Để cha mẹ mình được bình yên bên cạnh Phật. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là 49 ngày đó. Thầy nhắc lại như vậy để quý Phật tử hiểu thêm. Để đừng có bao giờ hoang mang trong cái chuyện đó. Đừng có mê tín để rồi cuối cùng mình làm, mình bỏ tiền ra rất là nhiều mình làm, mà cuối cùng cha mẹ ông bà mình không hưởng được bao nhiêu hết nghe quý Phật tử. Làm rất là nhiều, bỏ công bỏ sức, thức khuya dậy sớm đem tiền ra, rồi mua đủ thứ hết, nhưng mà làm cuối cùng rồi làm trật, cha mẹ mình không hưởng được cái gì hết đó. Con chưa hiểu cúng tuần định nghiệp. Có phải chúng sinh nào cũng phải đi định nghiệp? Những người mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải là khó có thể siêu thoát? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả chúng sinh sống ở đây, mình còn sống là mình đã quyết định cho mình cái nghiệp nào rồi. Thầy nói thật luôn đó, mình sống ở đây nè, mình đăng ký ở cái thế giới nào mình đăng ký hết rồi. Địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là gì? Là cố chấp, là cứ để trong bụng giận hoài. Người nào mà giận người ta mà để trong bụng giận một ngày là mình sống trong địa ngục một ngày, giận một tháng sống trong địa ngục một tháng, giận một năm là sống trong địa ngục một năm. Giận người ta suốt cuộc đời là mãi mãi suốt cuộc đời của mình sống trong địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là để trong bụng. Đạo tràng chùa Kiến Linh này có ai mà giận người ta để trong bụng không? Mô Phật hiện tại bây giờ có đó. Bây giờ ở ngoài mặt con vẫn cười với họ, nhưng mà trong bụng con không thể nào mà con tha thứ cho họ được. Quý Phật tử ơi, mình hãy vì mình một chút đi. Mình chất chứa làm chi cái cục lửa trong bụng mình hoài, để rồi nó đốt hết ruột gan của mình, nó đốt hết công đức lành của mình từ cái cục lửa đó. Buông đi, dục bỏ đi, tắt lửa đó đi, để tâm hồn của mình nó thanh tịnh nhẹ nhàng, để rồi cái chiếc vé đi về địa ngục của mình không còn nữa. Hiểu không quý Phật tử? Tự chúng ta định cho chúng ta cái đường đến đó. Cảnh giới của ngạ quỷ là gì? Là ích kỷ, là tham lam, là bỏn sẻn. Quý Phật tử ơi, mình muốn lấy của người ta, mình xin người ta cho nhiều, còn mình bỏ ra thì mình muốn bỏ ít. Như vậy là mình đã đăng ký một chiếc phe xe để đi về cảnh giới của ngạ quỷ rồi đó. Cái tâm tham của mình nhiều quá quý Phật tử. Thầy nói ví dụ thôi nha. Ví dụ sư thầy ở đây đem 3-4 cái mâm chuỗi để trước như vậy nè. Chỉ cái mâm này là mâm chuỗi của Hàn Quốc, cái mâm này mâm chuỗi của Nhật, cái mâm chuỗi này của Việt Nam. Thì quý Phật tử ơi, từ ở dưới mà chúng ta lên chúng ta lấy đó, cái cách chúng ta lên chúng ta nhận sau chuỗi đó là ngạ quỷ hay không, là từ cái
phong cách của mình. Tràn lên mà giành giật với nhau là ngạ quỷ. Hiểu không? Súng nhau qua cái chuỗi Hàn Quốc, chuỗi Nhật Bản không, bỏ cái chuỗi Việt Nam nằm bên, khoái cái sâu chuỗi, nghe cái tên nó, rồi nghĩ sâu chuỗi nó tốt. Thì quý Phật tử ơi, đó chính là cái ngạ quỷ trong tâm của mình, và mình đăng ký về thế giới, gọi là mình định vị về cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh giới súc sanh là gì? Là xô bồ, xô bổn, là không có tôn ti trật tự. Đối với anh chị em mày, tao, mi, tớ, bất kính với người lớn tuổi, hỗn ẩu với cha mẹ, ông bà, như vậy là thế giới của súc sinh. Hiểu không? Mà người nào có như vậy, tức là chúng ta đã định vị cái chỗ đến của mình. Cho nên đâu phải đợi tới cúng tuần định nghiệp đâu. Mình đã định cho mình trong cuộc sống rồi, quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đã định cho chúng ta cái cuộc sống đó rồi. Hiểu không? Còn bây giờ quan trọng nhất không phải đợi tới chết rồi rước thầy để mà cúng tuần định nghiệp. Mà bây giờ còn sống, quý Phật tử phải giải quyết cái định nghiệp đó đi. Bỏ hết tất cả những cái nghiệp ngạ quỷ, bỏ hết cái nghiệp địa ngục, bỏ hết cái nghiệp súc sinh đi. Đạo tràng chùa Kiến Linh bỏ được không? Mừng quá. Ai mà vỗ tay là người đó có cơ hội hóa giải được địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó quý Phật tử. Còn người nào quên vỗ tay là người đó chưa có đủ điều kiện và nghị lực để mà phá vỡ đi cái thành trì của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên đó quý Phật tử phải cố gắng phá ngay từ bây giờ lúc chúng ta còn sống. Đừng đợi tới chết rồi rước thầy đến cúng. Nhiều khi đó thầy cúng không đủ lực đâu quý Phật tử. Hiểu không? Cái nghiệp của mình nó nặng như cục đá. Ông thầy yếu xìu còn sao ông ghinh cục đá tiếp mình. Hiểu chưa? Cho nên ngay từ bây giờ nghiệp của mình như thế nào mình biết. Mình bỏ từ từ, mình bỏ từ từ đó quý Phật tử à. Bỏ từ từ đi để cho nó hóa giải lần lần đi. Bây giờ đó mình đăng ký vô cảnh giới của ngạ quỷ, mình giật mình rồi, trời ơi vô ngạ quỷ này đó ghê gớm quá. Cái thân tướng đó, cái bụng như cái trống bát nhã, mà cần cổ nó giống như cái ống chỉ vậy đó. Rồi làm sao mà sống nổi đây ta? Cái bụng nó to cho nên nó đói hoài, mà cần cổ nó nhỏ cho nên nó nuốt không được, cho nên rồi nó thở ra lửa không, rồi làm sao mà sống? Quý Phật tử ơi, quý Phật tử tưởng tượng cái đầu nó chờ giờ, tóc tai nó như là cái rễ tre vậy, nó dựng đứng lên vậy đó. Mà cổ nó như cái ngón tay út vậy nè, mà cái bụng nó như cái trống chầu, cẳng chân nó liêu khiêu mà nó đi trong thế giới màu đỏ ôm như vậy. Quý Phật tử thích cái tướng đó không? Thì bỏ đi trong cái tâm mình, tâm tham, tâm bỏn sẻn, tâm ích kỷ, bỏ đi để chúng ta phá cái tâm đó. Ở trong thế giới của ngạ quỷ đó quý Phật tử, có một loài ngạ quỷ mà trên lưỡi nó mọc cái đuôi. Thay vì cái đuôi nó mọc ngoài sau lưng mà nó mọc trong miệng mới ghê chứ. Cái đuôi nó mọc trong miệng, một loài ngạ quỷ quý Phật tử. Cái người mà sống ở trong cuộc đời này đó, chuyện đằng trước nói ra đằng sau, chuyện đằng sau nói ra đằng trước, chuyện có nói không, chuyện không nói có, sanh vào thế giới của ngạ quỷ, cái đuôi mọc ở trong miệng. Ghê gớm lắm quý Phật tử à. Cho nên đó, quý Phật tử phải cố gắng mình hạn chế đi tất cả những cái ác nghiệp của mình, để mình có thể giải thoát được chính bản thân mình. Đợi, đừng có đợi đến khi mình chết rồi rước thầy đến cúng. Quý Phật tử ơi, lúc mà mình chết rồi, gió nghiệp nó thổi mình bay không kịp nữa, mình sợ hãi, mình cuống cuồng. Ở đó ở đâu mà còn đủ tâm để nghe kinh nghe kệ? Bây giờ nè còn sống nè, không nghe, đợi tới chết khó nghe lắm. Quý Phật tử ơi, cái linh hồn mình đi ra thế giới vô hình rồi đấy, nó ngộ lắm. Cái cõi của chúng ta còn sống, mưa ra mưa, lửa ra lửa, chỗ nào có lửa mưa xuống tắt lửa, đúng không? Nhưng mà thế giới vô hình, mưa và lửa nó tồn tại cùng một lúc. Người ta gọi là gì? Là mưa nghiệp, là lửa nghiệp, là gió nghiệp. Nó thổi ầm ầm ầm, rồi linh hồn của ta sợ quá chạy. Mà chạy nhiêu chừng nào, mưa nó rượt theo chừng nấy, lửa nó bay bựng theo mình chừng nấy. Cho nên quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ sợ không còn kịp nữa, ở đâu mà có thời gian lắng nghe ông thầy tụng kinh định nghiệp cho mình. Cho nên bây giờ lo trước đi, hiểu không quý Phật tử? Lo trước đi. Đạo tràng của mình lớn tuổi nhiều lắm rồi đó. Thầy thấy đạo tràng của mình đó, rằng là giấy tạm trú tạm vắng của cõi ta bà của mình sắp sửa hết hạn rồi, hiểu không? Hễ mà tóc của mình mà thấy có sợi bạc thì mình sẽ nói lại mẹ Quan Thế Âm,
giấy tạm trú tạm vắng của con sắp sửa hết hạn rồi, bây giờ mình phải lo cho mình nghe quý Phật tử, đừng có đợi người ta. Là con của Phật rồi, tự mình phải lo, đừng có nhờ ai hết đó. Điều thứ hai nữa trong câu hỏi này đó, mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải khó siêu thoát không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chết do tai nạn xe đụng hay là bất cứ cái gì đều gọi là hoạnh tử. Mà hoạnh tử có nghĩa là gì? Chết bất đắc kỳ tử, chết bất ngờ, chết mà tâm của mình không định được, tâm của mình trong hôn mê, trong hoảng loạn, gọi là hoạnh tử. Chết với xong, quý Phật tử ơi, chết trong sợ hãi, trong hoảng loạn, chìm ở dưới rồi, ngộp nước là tay chân quơ tùm lum hết, sợ vô cùng sợ rồi cuối cùng chết trong hoảng loạn, đó là hoạnh tử. Chiếc xe nó đụng một cái rầm, chết trong hoảng loạn, hoạnh tử. Từ trên cao rơi xuống, rớt một cái đuôi một cái là sợ hãi và chết trong hoảng loạn. Cho nên trong kinh Dược Sư có chết 9 thứ chết trong hoạnh tử, hiểu không? Có nghĩa là bị người ta thuốc cho mình chết, hoặc là cái bệnh không đáng chết mà uống nhầm thuốc rồi nó chết. Đó, rồi đói quá rồi chết, bị vua tru lục, bị án tử hình chết, vân vân. Tất cả những cái đó đều gọi là hoạnh tử. Chết vì bị lửa cháy bết, chết vì nước trôi, chết vì gì súng đạn nó bắn nhau. Tất cả những cái đó đều gọi chung là hoạnh tử. Mà đã hoạnh tử rồi chết trong hoảng loạn, cho nên rồi thần thức của mình đi về thế giới của hoảng loạn, hiểu chưa? Lúc bây giờ rồi ông thầy tụng kinh cũng không được, con cháu cúng kiến cũng không hưởng luôn. Tại vì chết trong hoảng loạn mà quý Phật tử. Chết trong hoảng loạn có nghĩa là gì? Tức là mình không chấp nhận mình chết, mà cứ nghĩ mình còn sống hoài. Rồi cái linh hồn của mình nó vất vơ vất vưởng vậy nè, rồi người ta đem cái xác cái đem đi chôn mất tiêu, người ta đem hỏa táng rồi, linh hồn không chấp nhận chết, cứ tưởng mình còn sống, cho nên rất là đau khổ. Cho nên cái linh hồn tưởng mình còn sống, cho nên còn cảm giác ngứa, còn cảm giác nóng, còn cảm giác lạnh. Mà tại vì tưởng như vậy thôi, chứ linh hồn của mình đâu còn da còn thịt còn cái gì nữa đâu. Cho nên có cảm giác ngứa mà gãi hoài không hết ngứa, có cảm giác nóng mà quạt hoài không hết nóng, có cảm giác lạnh mà chùm mền hoài cũng vẫn không hết lạnh. Bởi vì sao? Đâu có thần đâu, hiểu không? Nó là linh hồn. Cho nên chính cái chỗ đó gọi là nỗi khổ, mà không bao giờ siêu thoát được, bởi vì không chấp nhận mình chết. Cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, đi tìm một cái chỗ nào đó để nương gá. Có nhiều người lính hồi xưa ở ngoài chiến trận đó, là một cái đùng chết, linh hồn không chấp nhận mình chết, cho nên chôn vào trong một cái bi đông của lính này, chôn vào trong cái thùng đạn để sống ở trong đó, để gọi là gì? Nương gá linh hồn mà không chấp nhận mình chết. Ban đêm vậy đó, rồi bắt đầu kéo nhau xung phong và mình nín. Mà đêm nào như đêm nấy cứ xung phong hoài luôn mà không chịu nín. Lý do là không chấp nhận mình chết, để rồi đau khổ trong chốn vô hình, hiểu không? Cho nên chết hoạnh tử là chết đau khổ như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử khi còn sống, chúng ta phải cố gắng, mình luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng phải nhớ Phật. Tất cả những cái người mà sống mà cái tâm hồn của mình nó vu vơ, sống mà tâm hồn của mình nó bất an, sống mà tâm hồn của mình không có định, sống tâm hồn của mình cứ nghĩ là nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ lui, nghĩ tới, nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ kia hoài, thì khi cái chết của mình nó cũng đi như vậy. Chết không biết lúc nào đang ngồi gục xuống chết. Quý Phật tử ơi, đang chạy xe ngã xuống chết, ngủ một đêm rồi chết, vô nhà tắm xó gáo nước chết. Quý Phật tử ơi, có nhiều cái chết nó lạ lùng như vậy, bởi vì cái tâm của mình không nhớ Phật. Người nào mà thường nhớ Phật thì quý Phật tử ơi, trước khi mình chết Phật báo liền. Mà Phật là cái gì quý Phật tử? Là cái tâm chánh của mình, là cái năng lượng trong đầu của mình. Ai cũng được có một cái năng lượng đó hết, vì cái ngày mình đến, cái ngày mình đi báo trước hết đó. Thành ra rồi quý Phật tử nhớ nghe, mấy cái tâm của mình là tâm Phật đó, thì mình đi đó giống như mình đăng ký xe, hiểu không? Mình đăng ký xe, mình đi xe đò từ Hải Phòng, mà mình đi thí dụ như đi vô trong Hà Nội, đi qua Hà Nội đi, mình đăng ký chiếc xe rồi nó báo mình là giờ giấc đàng hoàng, có xe trung chuyển rước mình đi, rồi nó bắt đầu nó đưa mình tới chỗ luôn, hiểu không? Báo cho mình biết giờ biết khắc luôn. Thì cái người mà có A Di Đà Phật, có người mà nhớ Phật rồi,
thì lúc bấy giờ có xe trung chuyển đến rước mình, điện thoại nó báo mình giờ chiếc xe lăn bánh để mình ra đúng giờ, hiểu không? Thì mình đi như vậy mình biết trước ngày giờ này kia kia nọ, tức là mình đi theo chuyến xe Phật. Đó gọi là cái gì quý Phật tử? Thọ tướng giảng sanh, biết trước ngày giờ đi của mình. Còn mình đi theo cái kiểu mà tự nhiên đang ngồi gục đầu xuống chết, quý Phật tử vô nhà tắm xối nước rồi chết trong nhà tắm, quý Phật tử ngủ một giấc rồi chết, tay chân nó quinh lên hết, rồi bị xe đụng chết, quạnh tử chết, chết đuối, chết dưới sông, chết trên đoạn đường đi vậy đó. Những cái chết đó giống như bây giờ đang ngủ vậy đó, rồi công an nó vô nó túm đầu mình, nó liện vô chiếc xe bích bùng nó đưa đi mà mình không hay không biết gì hết, đúng không? Cho nên chết như vậy gọi là quạnh tử. Thành ra thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là con của Phật, mình phải chết như thế nào, ai rồi cũng phải đi. Mà tất cả chúng ta phải đi như thế nào, một cách đường hoàng, mình đi mình nương vào trong hào quang của Phật để mình về thế giới Phật. Đừng bao giờ một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo, xanh ngắt, lạnh màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đừng có chết theo cái kiểu mà con quỷ vô thường nó quăng dây xích vô cổ họng của mình rồi nó lôi mình sòng sọc dưới đất vậy. Quý Phật tử thích nó lôi hay là thích hào quang tiếp đón mình? Quý Phật tử thích cái nào? Thấy không? Mình phải thích hào quang đón mình chứ. Cho nên ở trong đây nói rằng là cái chết tai nạn hoặc là chết đuối này, đó gọi chung là quạnh tử nghe quý Phật tử. Rồi quạnh tử đó. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con niệm Phật mà còn sân si nhiều lắm. Con hay bực mình với các con, dạy thầy chỉ dạy cho con làm cách nào để con không đụng chuyện, để khi đụng chuyện con không còn sân si nữa. Quý Phật tử ơi, sân si là bản năng của một con người. Người nào cũng sân hết đó quý Phật tử. Người nào cũng có lửa hết đó quý Phật tử. Phật cũng có lửa sân, Bồ Tát cũng có lửa sân, chúng sanh cũng có lửa sân. Người nào cũng cầm lửa hết đó, nhưng mà mình là chúng sanh, mình không biết xài lửa, cho nên mình cầm lửa, mình đi ngược gió, cho nên phỏng tay cháy nhà, đúng không quý Phật tử? Không biết xài lửa, cầm lửa phỏng tay cháy nhà. Còn người biết xài lửa, mình đi thuận theo chiều gió thì làm sao nó phỏng tay, làm sao nó cháy nhà? Mà người biết xài lửa rồi thì thắp sáng, sửa ấm, chín nồi cơm, sôi ấm nước. Biết xài lửa thì lửa lợi ích, lửa đem lại sự sống cho mình, đúng không? Không biết xài lửa thì nó làm cháy nhà, nó tổn thương đến người khác, tổn thương đến bản thân mình. Cho nên thầy xin thưa với quý Phật tử, ai cũng có cái lửa sân hết, chứ không phải riêng gì cái cô mới hỏi đây nha. Nhưng mà thầy khuyên quý Phật tử niệm Phật mà còn lửa sân đó thì ngọn lửa đó sẽ biến thành quả ngục A Tỳ. Còn mình niệm Phật mà mình hiểu được mình và mình biến ngọn lửa trong tâm của mình không còn sân nữa, mà mình biến thành quả quang tam muội, hiểu không? Đức Phật mà không có ngọn lửa này trong lòng thì Đức Phật không có hào quang, Bồ Tát Quan Âm cũng không có hào quang nữa. Cho nên ở đây thầy muốn khuyên quý Phật tử, ai cũng có lửa sân hết, nhưng mà cái người mà đem lửa sân ra đốt mình, đốt người đó thì biến thành quả ngục A Tỳ. Còn người nào mà đem cái lửa sân của mình mà biến thành sự tinh tấn, đem ngọn lửa sân trong tâm mình biến thành sự nhiệt tình, đem ngọn lửa sân của mình biến thành trái tim yêu thương, đem ngọn lửa sân của mình thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương, đem ngọn lửa sân của mình để san sẻ cái ngọn lửa yêu thương cho tất cả mọi người, thì ngọn lửa đó biến thành quả quang tam muội. Còn mình đem ngọn lửa đó mình thiêu đốt mình, thiêu đốt tất cả chúng sinh, mắng chửi người ta, chửi bới người ta, mạ nhục người ta, thì nó biến thành quả ngục A Tỳ. Trong đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, ai cũng có một đốm lửa hết, hiểu không? Ở đây cô Phật tử nói, thầy ơi, thầy chỉ cho con có cách nào để cho con làm chủ được mình, để khi đụng chuyện con không còn sân si được nữa. Cái chuyện mà cầm lửa rồi, quý Phật tử ơi, mình coi cái chiều nào là thuận, chiều nào là nghịch mình đi thôi. Mình coi cái ngọn lửa này đốt mình hay là đốt người. Bây giờ thầy chỉ hoài mà quý Phật tử cứ đốt người ta hoài cũng như không, hiểu không? Thầy nói vậy đó mà về đụng chuyện cứ giận, đụng chuyện cứ sân, mình cứ đốt hoài. Mà mỗi một lần mình sân như vậy đó, nhất niệm sân tâm khởi năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một lần mà mình sân lên một chút xíu như vậy là muôn ngàn thửa rừng công đức của mình bị tiêu tan, bị đốt cháy hết.
Mình đốt cháy mình, rồi mình đốt cháy chung luôn cả con cháu của mình, đốt cháy luôn cả cửu quyền thất tổ của mình, ông bà nội ngoại hai bên, những người còn sống, những người quá cố đều bị cháy tiêu tan hết. Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, ở cõi Tây Phương Cực Lạc có hoa sen xanh, có hoa sen trắng, có hoa sen đỏ, có. Ở dưới địa ngục A Tỳ cũng có hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen đỏ nữa nha. Cho nên người niệm Phật mà cái lửa của mình nó biến thành lòng tinh tấn, kêu bằng là nghị lực dồi dào, ngọn lửa đó luôn luôn lúc nào nó cũng thôi thúc của mình nhớ Phật, nhớ Phật, nhớ Phật, niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật hết. Ngọn lửa đó biến thành năng lượng và nó làm cho cổ máy nó quay hoài, nó không dừng lại, hiểu không? Thì lên hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn người niệm Phật mà sân, niệm Phật buông sâu chuỗi xuống là chửi người ta liền. Bà vợ bà ngồi bà tu, vô trong đạo tràng chùa Kiến Linh tu rồi, về nhà tiếp tục tu nữa, 4 giờ khuya leo lên trên gác, ngồi lên đạo tràng tiếp tục niệm Phật. Ông chồng nói, tôi cho bà vô đạo tràng chùa Kiến Linh, bà tu nguyên ngày chưa đã, sao giờ này bà còn ngồi bà niệm Phật hoài vậy bà? Nín thinh ngồi niệm Phật. Ông chồng 7 giờ sáng, 6 giờ rưỡi rồi mới bò lên lần nữa, bà xuống đi, bà ngưng, bà đi mua cho tôi một tô mì, một ly cà phê cho tôi uống là tôi đi làm. Lấy sâu chuỗi đập xuống dưới đạo tràng một cái bớm. Phật ơi con tu mà quỷ nó ám con hoài, chết không? Thì quý Phật tử ơi, mình tu mà lửa trong lòng mình nó còn, lòng sân của mình nó còn như vậy, thì quý Phật tử ơi, bông sen xanh, bông sen trắng, bông sen đỏ vẫn có cho mình nhờ cái công đức niệm Phật. Nhưng lòng sân của mình chiêu cảm ra cảnh giới địa ngục có. Mình ngồi lên bông sen xanh, quý Phật tử ơi, mình tưởng thấy bông sen xanh, mình tưởng đâu mình giảng sanh. Ai về đâu leo lên bông sen xanh rồi, nó lạnh ghê hồn, ghê vía luôn. Nó lạnh tới nỗi mà kêu bằng da thịt của mình nó xanh lè, xanh lét luôn, nó rung rẩy luôn. Tới nỗi mà khi mà xanh như vậy có nghĩa là sân ít. Mà người mà sân nhiều nữa đó quý Phật tử, da của mình nó nứt nẻ, nó chảy máu ra luôn. Nó giống như là cái gân lá của hoa sen đỏ vậy đó. Cho nên tùy theo cái tâm của mình mà nó chiêu cảm nghe. Thầy mong rằng Phật tử nào mà nói đó là con sân nhiều hết, mình sân mà mình biết mình sân là sân nó hết. Mà sân mà không biết mình sân, sân mà giấu giếm sự sân hận của mình là cái sân đó ghê gớm lắm. Lửa mà đem đi giấu nó cháy nhà luôn đó, hiểu không? Lửa phải đem ra ngoài cho người ta dập, cho người ta tắt. Chứ lửa mà đem vô đút vô trong cái trong kẹt kẹt tủ mà giấu trong đó, lửa mà đem vô cái tủ quần áo mà nhét vô trong đó nó cháy nhà luôn, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái cô này hỏi là con sân nhiều quá, tức là mình sân. Mà mình hiểu được mình sân, mình biết được mình sân, cho nên cái cô Phật tử này có cơ hội không còn sân nữa. Cô này sẽ có cơ hội biến quả ngục A Tỳ thành quả quan tam muội. Chúc mừng cho cô này và cầu chúc cho cô luôn luôn lúc nào cũng có ánh hào quang của Phật luôn che chở, có năng lượng sạch của Như Lai. A Di Đà Phật. Con đi vào chùa tu tập, nhưng trong cuộc sống của con gặp nhiều khó khăn. Hàng xóm họ bảo bà đi chùa ăn hiền ở lành mà sao vẫn gặp nhiều chướng duyên vất vả. Hòa thượng bố thí cho con. Cái chuyện tu là riêng, còn cái chuyện vất vả là riêng. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có nghĩ là mình tu là mình sướng. Có nhiều người không tu họ cũng sướng như thường. Hiểu chưa? Đừng có đem hai cái chuyện đó mà gắn vào với nhau. Đức Phật đâu có cho ai được cái gì đâu quý Phật tử. Đức Phật không phải là một vị thần. Đức Phật không ban phước và giáng họa cho ai. Mình làm ác, Đức Phật không có bao giờ đài mình xuống địa ngục. Mình làm thiện, Đức Phật cũng không kéo mình lên thiên đàng. Đức Phật nói Như Lai chỉ là một ông thầy giáo đứng ở ngã ba đường và chỉ: con ơi, đi đường này là tốt, đường kia là xấu. Mình lầm lũi vào con đường xấu cho nên mình đau khổ. Còn mình đi vào con đường thánh thiện thì quý Phật tử mình sẽ an vui, hiểu không? Còn ở trong đây quý Phật tử nói mình tu, mình ăn hiền ở lành. Quý Phật tử ăn mà ăn hiền, ăn sao mà hiền đây? Ăn sao hiền? Ở sao lành đây? Hay nói ăn hiền ở lành lắm mà ở sao lành? Chỉ cần mà quý Phật tử mình á, mình ngồi chung với nhau thôi, ngồi trên xe đi chung một chuyến xe, cái bà đó bà ngồi lấn qua mình một chút là mình bực bội rồi, làm sao mà ở lành được đây?
hiểu không? Lòng của mình sân lên rồi làm sao mà ở lành? Ăn hiền, ăn có hiền không? Đạo tràng của mình ai ăn chay trường đâu, giơ tay lên thì coi coi. Ai ăn chay trường? Nó nguyên một đạo tràng mà có bua ba bốn cánh tay giơ tay lên thì làm sao gọi là ăn hiền được? Ai ăn mặn trường đâu? Có ai ăn mặn trường không? Có nghĩa là cuộc đời của mình không bao giờ ăn chay được. Ăn hiền có nghĩa là mình ăn nhưng mà lòng của mình rất là hiền. Mình ăn vì miễn làm sao có trong bụng. Mình ăn để mình sống, chứ không phải sống mình để mình khen chê món ăn. Ăn như vậy mới gọi là ăn hiền. Mình ăn hiền có nghĩa là mình không chê cơm này cứng, cơm này khê, cơm này nhão, cơm này khô, không có chê cái đó. Ăn hiền có nghĩa là ăn một miếng cơm vô rồi mình thấy đây là bóng dáng của Phật, đây là tất cả công đức lành mà Phật tặng cho mình. Chứ không phải ăn vô mà nói trời ơi sao mà cái mùi này hình như gạo này móc. Đừng có như vậy. Ăn như vậy không phải là ăn hiền. Đạo tràng mình có ăn chay không? Ăn chay, quý Phật tử ơi, ăn chay như thế nào mà gọi là ăn chay ăn hiền? Mình ăn chay, quý Phật tử phải nhớ là mình ăn làm sao cho đầy đủ chất bổ. Ăn chay mà mình cứ rắc muối tiêu lột trái chuối, rắc miếng muối tiêu lột trái chuối hoài, ăn chay cái kiểu đó không thành Phật mà thành trái chuối. Hiểu không? Đức Phật đâu có kêu mình ăn chay kiểu đó. Ăn chay kiểu đó không phải là ăn hiền. Còn mình ăn chay mà mình không có dám ăn chay thật, mình phải sử dụng cái đồ mặn giả để mà mình kích thích cái miệng của mình. Thí dụ như là heo lát chay, bò lát chay, cá kèo chay, heo quay chay. Heo quay nào mà chay? Cho nên sử dụng cái đó là ăn không có hiền rồi, nghe quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên có đôi khi mình làm tất cả những chuyện mình tưởng chừng như tốt, nhưng mà quý Phật tử ơi, nó bị lợn cợn ở trong đó. Nó còn lợn cợn tất cả những cái niệm xấu, tất cả những tư duy xấu của mình. Nó nằm ở trong cuộc đời của mình, nằm trong cuộc sống của chúng ta đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó, Thầy nói đó, hồi kiếp trước của mình và kiếp này của mình và tương lai của mình, cái nhân quả nó liên hệ với nhau tới ba thời lận: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên hồi quá khứ mình trồng cây ác. Quá khứ mình đã trồng cây ác rồi, cho nên cái hiện tại này nè, nó ra cái trái ác rồi. Rồi trong hiện tại của mình mới trồng cái cây ngọt hả? Mà nó chưa có trái, thì mình trồng cái đó tương lai mình mới hái được trái ngọt. Hiểu không? Cho nên cái tương lai của mình ăn hiền, mình ở lành là mình mới trồng có cái cây ngọt thôi mà chưa có trái. Nhưng mà hồi quá khứ mình trồng cái cây ác, nó đã có trái rồi, hiểu không? Cho nên đó mình trồng hạt cam mà cái cam nó mới có lên cây thôi, nó chưa ra trái mà ớt với hủ qua mình ăn cả đống rồi. Thấy không? Tại vì mình trồng trước thì mình hưởng trước thôi quý Phật tử. Cho nên có đôi khi kiếp này mình làm tất cả những điều tốt, mình trồng căn lành, nhưng mà mình hưởng hết tất cả những cái quả ác, bởi vì quá khứ của mình đã vô tình mình đã trồng tất cả những cái cây cay và quả đắng. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có ngại mấy chuyện đó. Hiểu không? Tất cả mà khi mà mình gặp những cái sự việc mà nó bất nghịch ý với mình, những sự việc mà không vừa bụng mình, chồng con, vợ con, anh em bè bạn, công việc làm ăn, tất cả những cái chướng duyên nó đến với mình, thì quý Phật tử hãy định tâm trở lại lại mẹ Quan Thế Âm. Đây là món nợ ân tình của quá khứ. Hôm nay đã đủ nhân đủ quả, đã đến đây với con rồi, con xin nguyện trả cái món nợ ân tình này bằng một cái tâm hoan hỷ. Hiểu không? Như vậy thì quý Phật tử ơi, lòng của mình thanh thản, lòng của mình tự nhiên nó nhẹ nhàng lại đó quý Phật tử à. Cho nên đừng có bao giờ để mà cái sự gút mắt, rồi tất cả những cái mà gọi là cái đau đớn, cái khó chịu, nó hoành hành trong tâm mình, nó hành hạ cái tâm mình, nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên nghe quý Phật tử. Thành ra Thầy muốn nói với quý Phật tử mơ mốt đó, thấy tất cả những chướng duyên này nó đến, mình á, đụng chuyện này rồi, thì quý Phật tử á, mình phải làm sao để mà cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác lấy mình. Phải không? Cảnh giác lấy mình một chút, đừng có để cho tất cả những cái này nó làm cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cái mặc cảm cuộc đời hết. À, người đời người ta nói sao bà đi chùa nhiều quá mà bà cứ khổ hoài. Ví dụ vậy, đi chùa là cái nhân lành trong hiện tại,
Còn khổ là cái quả của quá khứ mang đến cho mình, hiểu không? Cho nên lại mẹ Quan Thế Âm, con nhân quả con đã gieo trồng, đây là một món nợ ân tình của quá khứ. Hôm nay nhân quả đã chín mùi, bây giờ đến với con xin được phép trả cái món nợ ân tình này với cái tâm hoan hỷ, để rồi mình cứ trả bình thường thôi. Ông chồng mình chửi mình không cho mình đi chùa, bà lại mẹ Quan Thế Âm, món nợ ân tình hôm nay con xin trả, hiểu không? Con mình nó quậy mình, lại mẹ Quan Thế Âm, món nợ ân tình này hôm nay con xin trả. Cứ như vậy đi quý Phật tử, mỗi lần mình trả thì mình món nợ ân tình mình 10, mỗi lần mình trả nó còn 9, mỗi lần mình trả nó còn 8, mỗi lần mình trả nó còn 7, mỗi lần mình trả thì nó giảm đi một lần, thì lần lần nó bớt thôi, hiểu không? Đó, thành ra là quý Phật tử hãy để tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bình yên hết đi quý Phật tử. Như vậy nó mới nhẹ nhàng, nó mới thanh thản, như vậy mình mới có thể đăng ký một cái vé đi về Phật, hiểu không? Còn nếu không đó, cái vé của mình là tê u tu, mà mình cứ buồn hoài nó thành tê u tu quyền tù, hiểu không? Cái vé tê u tu là lên xe Phật, cầm cái vé chạy vô lên xe Phật. Rồi cái bắt đầu sứ giả của Tây Phương nói, cô hai ơi, cái vé này cô qua chiếc xe bên kia, xe này là xe Phật, xe bích bùng mới là cái vé của cô, vé này là vé tê u tu. Trời, vé của tôi cũng tê u tu nè chú, nhưng mà bà hai bà nhìn kỹ coi, nó có dấu quyền nữa. Đó, mình tu mà mình cứ buồn, mình cứ trắc ẩn, mình cứ mặc cảm, rồi mình cứ than thân trách phận, mình tu mà mình cứ bực bội, mình tức tối hoài đó quý Phật tử, thì quý Phật tử không có đăng ký vào chiếc xe Phật, mà cái vé của mình là tê u tu quyền tù, hiểu không? Cho nên hãy cố gắng, đừng có để mà tất cả những cái chuyện này nó hành hạ mình nghe quý Phật tử. Mình làm sao cho cái mặt mình càng tu đó, tuy rằng mình không phải là hoa hậu, nhưng mà cái mặt mình có hậu một chút, hiểu không? Mặc dù mình tu mình không phải là hoa hậu, nhưng mà nhìn cái mặt mình có hậu. Thành ra rồi cố gắng. Kính bạch thầy, việc niệm Phật hộ niệm cho các vong linh sau khi mất 24 tiếng để hương linh được giảng sanh là đúng hay sai? Sao biết được hương linh đã được giảng sanh hay đọa lạc? Nói với quý Phật tử, khi mà chết rồi đó, hương linh mà chết rồi đó, tất cả chúng ta không ai có quyền mà đưa hương linh đi đâu hết đó, hiểu không? Mà cái người có quyền là chính bản thân hương linh đó thôi. Thật sự ra đó, mỗi lần mà có người mất, tất cả chúng ta đứng vòng quanh chúng ta niệm Phật, chẳng qua chúng ta trợ duyên cho hương linh thôi. Tạm thời gọi là nhắc nhở hương linh, nếu mà hên xui hương linh nghe được câu niệm Phật của mình, hương linh niệm theo, thì quý Phật tử ơi, đó là phước đức vô lượng vô biên. Cái lúc mà hương linh mất đi rồi đó, quý Phật tử ơi, sáu cửa nó đóng cứng ngắc hà. Con mắt mình đóng cửa, lỗ tai đóng cửa, lỗ mũi đóng cửa, miệng đóng cửa, 84.000 lỗ chân lông đóng cửa, ý thức của mình cũng đóng cửa luôn. Giống như mình sống trong cái nhà mà toàn bộ là cửa kiến, thì âm thanh bên ngoài không bao giờ nghe được. Cho nên cái may mắn dữ lắm luôn, 1/1000 cái may mắn đó, khi mà mình trợ duyên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bất ngờ một câu A Di Đà nó lọt vào trong lỗ tai của người mất. Thì quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ thì người mất bỗng dưng chợt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái khổ tự nhiên biến mất, hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên đó, cái đó gọi là cận tử nghiệp của người chết. Cái cận tử nghiệp đó nó ghê gớm lắm, mà nó làm cho người chết phải trầm luân đọa lạc, là cận tử nghiệp này. Lúc còn sống nó quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật hết, nhưng mà cái cận tử nghiệp nó tràn về rồi, bao nhiêu công đức lành của niệm Phật quên hết, công đức lành niệm Phật quên hết luôn. Nó giống như có một cái ông cụ đó, tu giống như đạo tràng quý Phật tử nè, 80 tuổi rồi, rất là chân chính, rất là tinh tấn. Nhưng một ngày kia bị bệnh đi, quý Phật tử ơi, không biết cái lúc ổng sống chung với con ổng như thế nào mình không biết. Thấy ổng đi chùa hàng ngày, ổng niệm Phật dữ lắm luôn, nhưng mà lúc ổng mà bị bệnh rồi đó, trong cái cơn mê, nửa tỉnh nửa mê đó, ổng giơ tay lên ổng nói trả tiền tao đây. Rồi xong cái con cháu lấy tiền nó dắt vô trong cái tay cái bỏ xuống. Một hồi tiền nó rớt, cái trả tiền tao đây. Mà đòi như vậy 3 năm 6 tháng 4 ngày mới chết. Thì quý Phật tử ơi, đâu phải rằng là mình tu, mình niệm Phật, mình đi chùa là mình được giảng sanh đâu.
cái cận tử nghiệp nó ghê gớm như vậy đó quý Phật tử à, hiểu không? Cho nên nó đừng có nói rằng là hộ niệm cho người mất 8 tiếng hay 24 tiếng gì cả. Người mất đó, người mất đó đó phải làm sao trong tâm của người đó phải biết đạo là một. Cái điều thứ hai nữa, người hộ niệm của mình nè phải có cái tâm đạo. Cái lực đó quý Phật tử, mình không có cái lực thì làm sao mà mình tải được cho cái người đang bị chết đây. Cho nên đó, giống như thầy nói rằng là cái người mà sắp chết này, cái nghiệp họ như cục đá, còn mình đó thì yếu xìu, rồi mình làm sao mà mình cùng với nhau mà ghim cái cục đá đây. Thành ra rồi đó, cái gọi là đứng trợ niệm hộ niệm cho cái người chết 24 tiếng hoặc 8 tiếng, cái đó chỉ là cái mà cầu may thôi nha quý Phật tử, chứ không phải cái đó là cái người chết nào cũng phải đứng cầu nguyện như vậy, mà chỉ cầu may thôi, hiểu không? Cho nên đó, thì khi nào có người mất thì quý Phật tử cứ đến để hộ niệm cho họ. Mình đem hết tất cả những cái tâm lực của mình, tức là tập trung hết tư tưởng của mình, rồi mình tưởng tượng như Đức Phật A-di-đà đang đến để mà tiếp dẫn hương linh, rồi mình niệm Phật một cách thành kính, vừa quán tưởng Phật vừa niệm danh hiệu Phật, lúc bấy giờ quý Phật tử mới cầu nguyện Phật gia hộ, hiểu không? Thì như vậy mới có thể rằng là tạo cái điều kiện, tạo cái lực Phật để giúp cho hương linh có thể gặp Phật được. Cho nên đó chính là một cái trợ duyên thôi, chứ không phải là người chết nào mà khi trợ niệm, người chết nào khi hộ niệm đều được giảng sanh hết nghe quý Phật tử. Mình cứ làm, người nào mà làm với cái tâm tốt thì hương linh hưởng được một ít, người nào làm với cái tâm mà cho lấy có thì hương linh không hưởng được một miếng nào đâu, hiểu không? Cho nên cố gắng, nếu đi hộ niệm rồi thì hãy vận dụng tình thương của mình, tức là lòng từ bi, hãy vận dụng hết cái tâm hỷ xả của mình để chúng ta có đầy đủ từ bi và hỷ xả để hồi hướng công đức lành này cho người mất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy Quan Hỷ chỉ cho con là con theo đạo Phật, bạn con bỏ đạo Phật. Ở đây theo đạo Bác Hồ là theo đạo nào? Vậy giải thích như thế nào cho con hiểu? Quý Phật tử ơi, thầy có nghe về cái đạo Bác Hồ, nhưng mà cái đó đó là tùy duyên của mình, không cần phải giải thích đâu. Bây giờ bạn bè của mình đi chung một chiếc xe, nhưng mà có người đó, ví dụ như từ Hải Phòng mà đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ vậy đi, ngồi trên xe đi một đoạn đường dài, thì có người đi tới thành phố Hồ Chí Minh, có người đi tới Huế, có người đi tới Đà Nẵng, có người đi tới Bình Định, thí dụ vậy. Tùy theo họ, nhân duyên quyến thuộc, mình đi về Phật cứ đi về Phật, còn họ không theo về Phật thì họ đi theo chỗ khác. Chuyện đó bình thường, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái chuyện đó không cần phải giải thích, tùy duyên của họ. Tất cả trên thế gian này vạn sự đều tùy duyên. Đi theo đạo Chúa cũng được, theo đạo Tin Lành cũng được, đi theo đạo đạo Hồi giáo cũng được, đi theo đạo Phật cũng được. Mình theo đạo Phật Tịnh Độ Tông cũng được, theo đạo Phật Thiền Tông cũng được, mình đi theo đạo nào cũng được cả, hiểu không? Bởi miễn làm sao cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng có phụng sự và hy sinh là được rồi. Còn mình đừng bao giờ nói người khác. Người khác ngồi trên chiếc xe khác, mình ngồi trên chiếc xe này, mình chỉ biết mình đang ngồi trên chiếc xe này. Đừng bàn luận, đừng nói những người ngồi bên chiếc xe kia, hiểu không? Như vậy thì quý Phật tử mới bình yên được. Mình đang ngồi trên xe này, cái bắt đầu mình chê cái cô Phật tử kia ngồi bên xe kia, chê vậy là sai lắm, hiểu không? Thí dụ như bây giờ thầy nói là có Mai Linh, có Phương Trang đi, hai cái loại xe đó là nó mạnh nhất ở Sài Gòn, thí dụ mạnh nhất ở Việt Nam mình đi đó, mình thích đi xe Phương Trang thì mình ngồi trên xe Phương Trang, còn ta muốn đi Mai Linh thì kệ người ta, thì tự nhiên rồi mình chê người này chê người kia, như vậy là sai. Cho nên mình theo đạo Phật, mình hết lòng với Phật, đừng có bao giờ nói xúc phạm đến ông Chúa Giê-xu, đừng xúc phạm đến người này, đừng xúc phạm đến người kia. Nghe quý Phật tử, đạo Phật, lời Phật dạy không đủ để cho chúng ta học. Cái lỗi lầm của chúng ta không có đủ thời gian để cho chúng ta làm sạch tâm hồn của mình đâu. Các nhân tự tảo mâu tuyền tuyết mạc, dấn tha nhân ốc thượng xương. Anh về nhà quét tuyết trước cửa nhà anh, đừng chỉ cái nóc nhà người ta có tuyết, đúng không? Mình lo mình đi, đừng có chỉ người ta. Như vậy đó thì mới khôn khéo đó quý Phật tử à.
Còn nếu không đó, quý Phật tử ngày nào cũng vậy hết, mình cứ hốt phân ở trong kinh Pháp Hoa, giống như kinh Pháp Hoa mình là một tên cùng tử đi hốt phân người ta hoài. Đạo tràng của mình ở đây, sư thầy ở đây có cho quý Phật tử đọc kinh Pháp Hoa không? Có không? Là một tên cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời đó. Đó, rồi bây giờ cha mình kêu mình vô để mà làm con mà sợ quá, thấy ổng giàu quá, rồi vô một làm một người hốt phân thôi. Hốt phân là gì quý Phật tử? Tức là chuyên môn đi lắng, đi nghe, đi trộm, đi nhìn lỗi lầm của người khác. Một khi một người đã có lỗi lầm, tức là người ta thải phân ra. Còn mình khoái cái lỗi người ta, khoái nhìn cái lỗi người ta, khoái nghe cái lỗi người ta, thì giống như một tên hốt phân đi hốt cái lỗi của người ta đem về. Ai mà khoái nghe lỗi người ta, khoái đi tìm lỗi người ta là làm tên hốt phân. Còn ai khoái nghe cái lỗi người ta, thích lấy phân bỏ vô lỗ tai. Ở đây có ai lấy phân bỏ vô lỗ tai không? Thích không? Lấy phân để vô trong con mắt. Cho nên quý Phật tử ơi, cái miệng hay nói lỗi của người, miệng đầy phân. Mắt nhìn lỗi của người, mắt đầy phân. Lỗ tai thích nghe lỗi của người, lỗ tai đầy phân. Cho nên ở bên Nhật Bản có tượng bốn chú tiểu, bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng và ngồi thiền định. Có nghĩa là con không thấy lỗi của người, con không nghe lỗi của người, con không nói lỗi của người và con không chất chứa lỗi của người. Như vậy mới gọi là tứ không. Hiểu không quý Phật tử? Tứ không thanh tịnh. Thành ra rồi mình tu phải như vậy mới được, chứ đừng có nói lỗi ai hết nghe quý Phật tử. Tại sao con hay có giấc mơ về người đã mất? Họ nhà con để báo cho gia đình nhà họ. Ví dụ như chân linh của người con báo trong giấc mơ là chân linh của người cha đang rất khổ, xin người nhà giúp. Người ta nói dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Thế gian này, cái thế giới hữu hình này, thế giới vô hình đó quý Phật tử, nó cùng với nhau thôi. Cho nên mình sống ở trong cõi dương gian này như thế nào thì sống ở trên cõi vô hình cũng y như vậy thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, đứa con này nó nhìn thấy cha của nó vất vả đau khổ, nó chạy qua bên đây nó nói với chị hai, nó chị ơi chị sống sao mà chị để cho ba đau khổ quá vậy. Thí dụ vậy. Hoặc là một thằng bạn nó thấy ba của một người bạn bị đau khổ, nó chạy về nó nói rằng là anh sống sao mà anh để cho ba anh đau khổ bên thế giới bên đó. Thí dụ vậy đó quý Phật tử. Thì khi còn sống mình làm được điều đó, thì khi người mất cũng như vậy. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, trong giấc mơ của mình nằm mơ mình thấy, tức là có một lần nào đó cái tần số sống của mình nó bắt gặp tần số sống của người cõi âm. Thì lúc bấy giờ âm dương tự nhiên nó hài hòa. Mình nghe được cái thế giới của người dương, cái người dương nghe được thế giới của người âm, người sống nghe được thế giới của người chết. Lúc bấy giờ cái vũ nhân duyên của nó đủ tất cả những cái mà gọi là cái thắng duyên hy hữu của nó, thì cái người chết này có đủ cơ hội để báo mộng. Và nhờ cái người đầy đủ thắng duyên này, có duyên lành này để giúp đỡ cho họ. Đây là cái chuyện rất là bình thường quý Phật tử, không sao cả. Phải không? Người sống và người chết, âm dương và dương gian và âm cảnh, nó là đôi đường nhưng mà nó cùng một cái lý lẽ mà thôi. Cho nên nó cái hương linh mà được người ta báo mộng như vậy, hương linh đó có phước đó. Chứ thật sự ra khi mà mình sanh qua cái cõi địa ngục rồi, sanh xuống cái cõi mà ngạ quỷ rồi, sanh xuống cõi súc sanh rồi, thì buông đời không còn báo mộng được đâu. Thí dụ thầy nói mình sống ở đây nè, mà cái nghiệp của mình đó, nó đầy đủ hết cái nghiệp ngạ quỷ, vừa tắt thở là leo lên chiếc xe đi thẳng về ngạ quỷ, không còn có cơ hội nào báo mộng. Mình này mình làm tất cả những cái nghiệp của địa ngục, đi thẳng xuống địa ngục A Tỳ, quý Phật tử không có cơ hội để mà chúng ta báo mộng. Mình tạo nghiệp súc sinh, mình đọa lạc làm súc sinh, không có cơ hội báo mộng nghe quý Phật tử. Cho nên còn có cơ hội báo mộng là còn có duyên lành, còn có đủ chút phước đó quý Phật tử à. Cho nên đó, nếu người nào mà nhận được giấc mơ như vậy, hãy hỏi kỹ coi cái người chết cần gì,
Thì quý Phật tử ơi, hãy cố gắng để chúng ta giúp cho hương linh của người chết được thập phần viên mãn nghe quý Phật tử. Mình có thể đọc kinh, mình có thể niệm Phật, mình có thể hồi hướng công đức lành cho hương linh đó. Hoặc là hương linh đó mình phải nhờ gia đình phải ăn chay, gia đình phải làm sao, làm những điều phước lành. Thầy nói ví dụ như ông vua, ông vua của một cái nước gọi là cái nước Quy Tư, An Tư. Ông đánh, ông chiếm đất nước người ta, ông giết chết không biết bao nhiêu người. Nước Nhục Chi, ông vua của nước Nhục Chi. Ông đánh, ông chiếm, ông giết gần cả mấy triệu con người ta như vậy. Sau khi ông thống nhất đất nước rồi, ông hối hận. Ông gặp Hòa Thượng Mã Minh, ông mới hỏi Hòa Mã Minh là bây giờ con lỡ con giết người như vậy rồi, bây giờ con phải làm sao hồi hướng, làm sao sám hối. Thì Ngài Mã Minh trong cơn thiền định nói là sau này ông, cái nghiệp ác của ông chặt đầu người ta nhiều quá, sau này ông sẽ trở thành một con rắn ngàn đầu, mà trên đầu của ông có cây dao nó bay theo hoài, nó chặt cái đầu này mọc đầu kia, nó chặt cái đầu này mặc đầu kia. Ông sám hối vô cùng luôn. Mã Minh nói bây giờ đó, tổ Mã Minh nói ông phải tìm một vị tăng ngày nào cũng khai cái đại hồng chung giúp cho ông hết đi. Vậy đó, ông gặp tổ, ông gặp một vị tăng vọng chung, ông cầu xin tổ là sau khi ông chết rồi đó, cứ vọng chung và cầu nguyện tên của ông. Quý Phật tử ơi, sau khi vua nước Nhục Chi chết, đọa thân đọa lạc làm thân con cá ngàn đầu, trên đầu có một cái dao vậy. Cái lưỡi dao nó bay lên đầu, nó chém hoài vậy đó. Đó, cái lúc nó chém rơi cả mấy trăm cái đầu rồi mà chưa hết. Ông vua đau đớn dữ lắm, mang thân hình con cá ngàn đầu đau đớn dữ lắm. Khi mà nghe tiếng chuông, tức là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thưởng thông thiên đường hạ triệt địa phủ, bon, cây dao tự nhiên nó bay lên giữa hư không, nó không chém nữa. Mà mỗi lần khai chung như vậy là cây dao nó bay lên, nó không còn chém nữa quý Phật tử. Thì như vậy đó, nhờ cái hồng chung đó mà hương linh lại được giải thoát. Thì quý Phật tử cũng vậy, nếu mà hương linh báo mộng như vậy, quý Phật tử cũng làm tất cả những công đức lành, nhờ thầy cô sư thầy nào mỗi lần mà khai chung cầu nguyện cho hương linh để hương linh bớt đau khổ. A Di Đà Phật. Khi con đang tụng kinh nghe pháp mà con quỷ buồn ngủ nó cứ trấn áp con hoài, làm cho thân tâm con không tập trung được, con mong thầy chỉ dạy cho con. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, khi mà mình mặc cái một cái bộ đồ, cái áo của mình nó dính dơ, mình bỏ vào trong cái thau, mình để xà bông, mình để nước tẩy, thì mình ngâm một hồi thì bao nhiêu chất dơ nó tràn ra ngoài, phải không? Mà hễ mà nó tràn ra nhiều thì cái áo mình nó mới sạch được. Cho nên trong tâm của mình cái dơ nó nhiều lắm, cái buồn ngủ dơ nè, cái mệt mỏi nó dơ nè, cái gì ở trong đầu mình nó dơ dữ lắm. Cho nên mỗi một lần mình nghe pháp, tức là mình đem cái chánh niệm vào trong tâm của mình. Khi đem cái chánh niệm vào trong tâm, nó đẩy cái tà niệm đi ra, hiểu không? Cho nên mỗi lần mà buồn ngủ như vậy, có nghĩa là cái ác ở trong đầu mình nó đi ra một miếng. Cho nên mỗi lần mà nó ngủ gục, giật mình thức dậy lại mẹ Quan Thế Âm, nghiệp ngủ của con nó đi ra một chút rồi, hiểu không? Không sao cả, mỗi lần ngủ giật mình, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một chút rồi. Từ vô lượng kiếp con đã để dành cái nghiệp ngủ này quá lâu, cho nên bây giờ con mang thân người, cái nghiệp ngủ con nó còn nhiều quá. Cho nên con nghe pháp con cũng ngủ, con ngồi con tụng kinh con cũng ngủ, con niệm Phật con cũng ngủ, con làm cái gì con cũng ngủ, mà con ngồi con đánh bài con hỏng con ngủ. Hiểu không? Quý Phật tử thấy ghê không? Ngồi đọc kinh ngủ, niệm Phật ngủ, ngồi nghe pháp ngủ. Đó, nhưng mà ngồi đánh bài với nhau đâu có ngủ đâu, thức khuya hoài luôn, thức tới sáng không ngủ. Kỳ không? Cho nên mình làm việc của Phật, con ma nó làm cho mình ngủ, mà mình làm việc của ma, ma nó ủng hộ mình, nó để cho mình thức trắng đêm luôn, thấy không? Cho nên mỗi lần mà mình ngủ, quý Phật tử ơi, lại mẹ Quan Thế Âm, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một phần. Giật mình thức dậy, nghiệp ngủ của con nó bớt đi một phần. Đừng có buồn, đừng có bực, đừng có sợ, hiểu không? Cái áo của mình ngâm nó ra chất dơ, nó ra nhiều chừng nào áo mình mau sạch chừng ấy. Cái tâm của mình nó ra cái ngủ nhiều chừng nào, cái trí huệ của mình càng sáng nhiều chừng nấy. Hiểu nghe không Phật tử? Đừng có sợ mấy cái chuyện này. Con xin thầy Quan Hỷ giải thích cho con. Bàn thờ gia tiên nhà con có thờ
một bát hương gồm cả thờ thổ công và các chân linh gia tiên. Vừa qua con được nghe một thầy, nghe một ý kiến cho rằng phải có hai bát hương. Thì hai bát hương sao con đọc cơ con? Dạ Phật, con bạch Hòa Thượng là Phật tử hỏi là con kính bạch thầy, nhà con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Ban thờ gia tiên nhà con có thờ một bát hương gồm cả thờ thổ công và các chân linh gia tiên. Vừa qua con được nghe một ý kiến cho rằng phải có hai bát hương thờ các quan và các chân linh riêng, không thể thờ chung được. Thực tế phải thờ thế nào cho đúng? Xin thầy bố thí cho con. A Di Đà Phật. Đúng rồi đó, mình thờ bàn thờ gia tiên của mình là mình thờ ông bà của mình là riêng. Còn mình thờ thí dụ thờ thổ công, thổ địa, ông táo, ông địa hay gì đó là thờ riêng, không có thờ chung được. Tại vì gia tiên của mình là chân linh, còn ông địa, ông thần tài là thần, ông táo cũng là thần. Thần và chân linh không thờ chung một chỗ được, hiểu không quý Phật tử? Không có ngồi chung được. Cho nên mình phải thờ riêng. Thí dụ như ông bà nội, ông bà ngoại, rồi bà già, ông bà già chồng, ông bà già ruột đó, rồi anh chị em mình thờ với nhau hết trong một bàn thờ cửu quyền thất tổ, thờ một bát hương là đúng. Không có để nhiều bát một thôi. Nhưng mà khi mà mình thờ có ông thần tài, ông thổ địa thì cái bát hương đó phải riêng cho ông thần tài, ông thổ địa, mà không được thờ chung một chỗ, thờ riêng. Hiểu không? Có người thì thờ mẫu, thờ mẹ, có người thì thờ quan đế, thánh quân, cũng phải thờ riêng. Đó là những vị thần, không phải là chân linh. Cho nên mình phải thờ riêng thôi nghe quý Phật tử. Thờ không thờ thì thôi. Khi chúng ta thờ, chúng ta phải thờ cho đúng đó. Ý kiến như vậy là đúng đó. Là phải thờ, nếu là hai, phải thờ hai bát nhang, không thờ chung một chỗ, như vậy không nên đó. Chỗ thần ngồi, cha mẹ mình không dám đến, hiểu không? Thành ra rồi đó, vô tình mình làm cho cha mẹ mình có nhà cũng như không, thấy không? Thành ra cuối cùng rồi, có chỗ thờ mà không dám về. Cho nên quý Phật tử phải cố gắng thờ, phải thờ riêng thần và chân linh, hai bát hương khác nhau. Con theo pháp môn niệm Phật nhưng lại có cảm giác dường như phần mồ mả các cụ không yên, vong linh chưa được siêu thoát. Bên thầy phong thủy bảo phần mộ, phần mồ mả không yên như vậy có đúng hay sai? Kính xin Hòa Thượng dạy bảo cho con. Mình tu theo pháp môn niệm Phật, tối ngày mình cứ để cho tất cả các thầy cứ nói rằng là mồ mả ông bà của mình không yên không à. Quý Phật tử phải làm sao tâm của mình yên thì vạn pháp yên, tâm của mình động vạn pháp động, tâm của mình bất an vạn pháp bất an. Ở đây do cái tâm của mình bất an cho nên mình mới có cái cảm giác rằng là mồ mả của mình không yên. Quý Phật tử niệm Phật tâm của mình phải yên thì hương linh mới nương nhờ cái pháp môn niệm Phật của chúng ta mới bình yên được. Mình cầu nguyện cho hương linh luôn luôn lúc nào cũng sống theo Phật, mình cầu nguyện hương linh lúc nào cũng được bình an, cũng được an lạc, mà tâm hồn của mình bất an làm sao được quý Phật tử? Cho nên cái câu hỏi này thầy chỉ khuyên cái cô này, nếu chúng ta là người niệm Phật, chúng ta phải làm sao cho tâm của mình bình yên thì mồ mả ông bà bình yên. Tâm của mình an lạc thì hương linh của ông bà của mình sẽ được an lạc. Như vậy đó quý Phật tử, phải cố gắng đừng để cho cái tâm hồn mình bị chao đảo, bị nghiêng ngã gì cả nghe quý Phật tử. Tâm của mình bình yên thì thế giới này sẽ được bình yên. Mình tu mà mình cứ để cho cái thế gian ở bên ngoài nó làm cho tâm hồn của mình chao đảo nghiêng ngã hoài, quý Phật tử, làm cho tâm hồn của mình máy động, làm cho tâm hồn của mình nổi sóng nổi gió, thì làm sao mà mồ yên mã lạnh được đây, mã đẹp được đây quý Phật tử. Cho nên từ đây trở về sau, Phật tử nào hỏi câu hỏi này, hãy niệm Phật và tâm hồn tự định, hãy niệm Phật và tâm hồn tự an, hãy niệm Phật và tâm hồn của mình tự lạc, thì chân linh là mồ mã ông bà của mình sẽ tự an hổn, tự yên lạc và tự bình yên. Còn nếu không, quý Phật tử ơi, mình có cảm giác cái mã này nó không yên, cái mồ này nó không yên, thì quý Phật tử đem cái tâm không yên này
rồi cái tâm tâm tương cảm, rồi mình cứ nghĩ đến ông bà của mình không yên thì ông bà của mình cũng không yên luôn. Hiểu không? Cái tâm của mình đến với ông bà mà tâm mình an thì ông bà của mình an. Tâm bất an của mình đến với ông bà thì làm cho ông bà bất an. Mình ngồi trên chiếc xuồng mình ngồi yên thì ông bà mình ngồi trên chiếc xuồng nó cũng bình yên. Mình ngồi mà mình lắc lư hoài thì hương linh ông bà mình cũng bị lắc lư trên chiếc thuyền đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên hãy tâm yên thì ông bà của mình yên. Tâm của mình có thể nói rằng là nó yên lặng thì chân linh của ông bà của mình cũng yên lặng. Đó là phong thủy đó. Đừng có nghe lời người ta rồi làm cho sự bất an nó dẫy đầy. Nếu quý Phật tử, làm cho ông bà của mình không có chốn nương thân. Đó, người con của Phật phải đi theo con đường hành đạo của Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con đã quy y Phật. Con muốn thờ Phật ở nhà, nhưng gia đình con, chồng và con của con chưa thuận. Con nên giải thích như thế nào cho chồng con hiểu? Quý Phật tử ơi, cái lực của mình không đủ để mà có thể mình giải thích cho chồng con mình nghe đâu. Cho nên đó, điều thứ nhất mà thầy khuyên quý Phật tử đó, điều thứ nhất con quy y Tam Bảo, con muốn thờ Phật thì con hãy thờ trong tâm của con. Bởi vì thân của con chính là đạo tràng, còn cái tâm của con chính là ông Phật. Thân và tâm của mình chính là Đức Phật đang ngồi trên đạo tràng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mỗi lần mà con đi chùa, mỗi lần mà con đến đạo tràng, mỗi lần mà con gặp thánh tượng của Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên, quý Phật tử cứ quỳ xuống và nói lại mẹ Quan Thế Âm, xin mẹ hãy dùng tất cả những thần thông của mình, dùng tâm lực của mình để chuyển cái tâm của chồng con, để chuyển cái tâm của con đi theo con đường chánh đạo cùng với con. Lúc nào cũng cầu nguyện như vậy thì từ từ trong giấc ngủ Bồ Tát Quan Âm sẽ chuyển cái tâm của chồng con mình đi theo con đường chánh đạo. Hiểu không quý Phật tử? Chứ còn mình nói không có nghe đâu. Hiểu không? Càng nói nhiều chừng nào nó lại càng phỉ báng đạo nhiều chừng nấy. Mình càng nói nhiều chừng nào coi chừng chồng con của mình tạo khẩu nghiệp nhiều chừng nấy ha. Cho nên hãy nhờ Bồ Tát Quan Âm trong giấc ngủ của mình để mà quý Phật tử có thể an lành, có thể giúp cho tất cả gia đạo của mình được bình an. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm chuyển cái tâm để cho cái tâm đi theo con đường chánh đạo. Hiểu không quý Phật tử? Cho cái tâm của gia đình mình đi theo con đường chánh đạo. Còn bản thân của mình nói hoài không có được đâu. Nói thật đó, cái lực của mình không đủ. Mình nhờ Phật lực gia hộ cho mình đó. Thí dụ như vợ chồng không đồng ý cho mình thờ Phật thì không cứ phán hả thờ. Con của mình nó không đồng ý phán hả thờ. Bởi vì sao vậy? Nhân duyên chưa hội ngộ. Hiểu không? Nhân duyên chưa gặp nhau thì quý Phật tử ơi, đừng có ép buộc lẫn nhau. Cho nên quý Phật tử hãy cố gắng nhờ Bồ Tát Quan Âm tạo tất cả những duyên lành để trong giấc ngủ của chồng, để trong giấc ngủ của con, Bồ Tát Quan Âm sẽ chuyển cái tâm, dịch chuyển cái tâm từ ở bến mê sang bờ giác, từ cái tâm mê mà trở thành cái tâm sáng, từ cái tâm mà chưa hiểu đạo để trở thành cái tâm thuần đạo. Hiểu không? Như vậy đó, bình yên lắm quý Phật tử. Rồi một ngày nào đó tự nhiên chồng nó quy y Tam Bảo à. Có cái cô đó đi chùa, chồng vô chửi hoài. Cô này mới nói lại mẹ Quan Thế Âm, con đi chùa mà chồng con nó cứ chửi con hoài. Nhưng mà con không có buồn chồng con đâu. Bởi vì con là trái xài đã chín, trái xoài đã chín, còn chồng con là trái xoài nó còn sống. Tâm đạo của con có mà tâm đạo chồng con cũng có, nhưng mà tại nó chưa chín thôi. Thôi bây giờ nó không cho con đi chùa nữa thì lại mẹ Quan Thế Âm cho con tụng kinh ở nhà. Rồi về nhà gõ mõ tụng kinh, quýnh cái chuông cái bon gõ mõ cốc cốc cốc. Nó đi ngang, nó đi qua, nó đi lại. Nó nói tao đâu có chết đâu mà mày tụng kinh mày chù cho tao chết hoài vậy. Cô vợ cô thấy vậy, cô nói lại mẹ Quan Thế Âm nó không cho con tụng kinh ở chùa, về nhà con tụng kinh nó cũng không cho luôn. Lại mẹ Quan Thế Âm nó không cho con tụng lớn, xin mẹ cho phép con tụng thầm thầm. Rồi không thèm đánh chuông, không thèm đánh mõ, ngồi cứ động thầm thầm hoài. Chồng đi qua đi lại, đi tới đi lui. Chàng ơi, con vợ của mình hồi xưa nó miệng bằng tay, tay bằng miệng, nói một câu nó chửi lại 10 câu. Sao bây giờ nó nín thinh, nó không có làm gì hết. Con nhỏ này nó tu thiệt rồi nè. Rồi cái bắt đầu cái làm một thời gian vậy, cái chồng hỏi chùa Kiến Linh ở đâu vậy em? Vợ nói thôi đi ông đừng vô chùa quậy sư cô nữa. Không phải, hỏi thăm chùa Kiến Linh ở đâu để anh tìm sư thầy anh quy y. Thấy không? Đó chính là cái chỗ mà mình chuyển tâm của chồng mình như vậy đó.
chứ không phải chửi bới đâu quý Phật tử à. Thấy không? Mình chuyển tâm chồng mình bằng cách đó, bằng cái nhẫn ba la mật, bằng tất cả những tâm hồn thánh thiện, bằng cái đẹp nhất của người con Phật. Hiểu không? Đó là mình biết chuyển tâm đó quý Phật tử. A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng, giải thích cho con, một người chết còn trong 49 ngày, còn một người đang ốm nặng, đang hấp hối, gia đình con mời các Phật tử đến tụng kinh đào bệnh. Ngày hôm thứ nhất đến ngày hôm thứ hai thì tỉnh, và người đó nói là người chết kia về báo cho là đói lắm. Khi hỏi ra thì con cái người đó hàng ngày không có sắp cơm cúng. Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cái đó không phải do người con trong gia đình không dâng hương cúng. Hương linh đâu có ăn nhang đâu mà đói. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái người này chết 49 ngày rồi, cái người này đang hấp hối, đến trợ duyên cho, thì tự nhiên cái người hấp hối này sống lại và nói rằng là gặp cái người chết này và nói rằng người chết này đói dữ lắm, đúng không? Đó, thành ra rồi sau khi thấy như vậy rồi, xét lại trong gia đình không có dân hương cúng dường, cho nên đổ thừa đứa con nó không dân hương cúng dường, cho nên hương linh đói, như vậy là sai. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái nghiệp đói khác là do mình hết. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, nếu mà cái người nào mà gieo hạt giống của địa ngục trong kiếp này, giận người ta mà cứ để trong bụng hoài, thì sanh ra ở thế giới vô hình, ngồi một chỗ mà lửa nó bay từng bựng nó đốt hoài, nó làm cho nóng hoài như vậy đó, gọi là vô gián địa ngục. Do cái tâm của mình sân, mình hận mà mình cứ để trong bụng hoài, mình không dứt được, cho nên rồi sanh ra thế giới vô hình, tự nhiên ngồi yên một chỗ mà lửa nó bay tới hoài. Rồi ngồi trong hầm lửa gọi là đại quả khanh, rồi ngồi vào trong chảo dầu sôi, rồi ôm cột đồng tuột lên tuột xuống, lý do lòng sân của mình. Còn cái người mà có cái tâm bỏn sẻn, ích kỷ, hẹp hòi, quý Phật tử ơi, mình gieo trong tâm của mình hạt giống của ngạ quỷ, cho nên sanh ra rồi tự nhiên đói à quý Phật tử à. Hiểu không? Đó là do nghiệp của mình, chứ không phải do con nó không đốt nhang. Đừng suy nghĩ như vậy, tội nghiệp nó lắm. Do cái nghiệp của mình nó chiêu cảm ra, nó làm cho con của mình, nó làm cho cái hương linh của người chết chiêu cảm ra cảnh giới ngạ quỷ, cho nên vừa sanh ra đó là đói. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở cái cõi ta bà của mình, cõi còn sống này, thí dụ cái người này có hai chén cơm, người này không có cơm, mình đem một chén cơm cho cái người đang đói này ăn, họ ăn được nghe quý Phật tử. Nhưng mà khi sanh qua thế giới vô hình, họ chiêu cảm qua cái cảnh giới đói khổ rồi. Quý Phật tử nào mà chết, cái hương linh nào chết mà có dư cơm đưa cho cái người mà đang đói ăn, cầm trong chén cơm biến mất. Đưa qua cái nào, chén cơm cũng biến mất. Đưa chén nào, biến mất chén đó. Lý do là tại vì cái phước của người đó, cái nghiệp của người đó nó chiêu cảm như vậy. Cho nên bà Thanh Đề bắt cầm chén cơm của Phật mà nó phật lửa, cầm chén cơm của Phật mà nó phật lửa. Ngài Mục Kiền Liên mượn cái bình bát của tôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà xớt cơm cho mẹ mình, đưa cái bình bát của Phật để cho bà Thanh Đề cầm. Nhưng mà bà Thanh Đề cầm cái bình bát của Phật đều phật lửa. Phật lửa ở đây không phải là bát của Phật hay bát của bà Thanh Đề, mà do tâm của bà Thanh Đề phật lửa, cái tâm ích kỷ hẹp hòi bỏn sẻn của bà đó, hiểu không? Cho nên đó, khi mà cái người chết mà bị đói khát, do cái tâm của mình lúc còn sống mình ích kỷ, mình hẹp hòi với mọi người, ích kỷ hẹp hòi với con cháu, ích kỷ hẹp hòi với bà con hàng xóm, cho nên mình ích kỷ từng cái lời nói, ích kỷ từng cái nụ cười, ích kỷ từng tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày, cho nên sinh ra nó đối khác nghe quý Phật tử. Biết làm bánh mà người ta hỏi không thèm chỉ, ích kỷ. Biết đường đi mà người ta hỏi đường đi không thèm chỉ, đó là ích kỷ. Tất cả những cái đó chiêu cảm. Sau này mình sanh về thế giới vô hình, người nào người nấy đều đói khát cả, chứ không phải là không có dân hương. Hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử phải hiểu điều đó. Đừng đổ thừa con cháu của mình, nó không có dân hương, nó không làm cái này, không làm cái kia, rồi nó đói. Không phải nghe quý Phật tử. Do tất cả chúng ta khi còn sống, chúng ta gieo cái nhân nào, thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ nhận tất cả những cái quả đó, chứ không phải là do, không phải là do con cháu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Chưa. Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, cái điều quan trọng nhất không phải đợi đến khi mẹ con chết rồi con mới hỏi cái câu rằng là làm công đức nào để cho mẹ con được hưởng. Cái điều quan trọng khi cha mẹ mình còn sống, mình làm công đức gì để cho cha mẹ mình được vui. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình sống nè, mình làm cho cha mẹ mình vui, bảo đảm với quý Phật tử cái ngày cha mẹ mình chết, cha mẹ mình sẽ hưởng hết công đức lành. Bởi vì công đức lành đó không phải là bố thí, công đức lành đó không phải đi phóng sanh, công đức lành đó không phải ăn chay trường, công đức lành đó không phải tụng kinh, mà công đức lành đó là niềm vui và cái lòng hiếu thuận của mình. Khi cha mẹ còn sống hiện tiền bên cạnh mình mà mình ngược đãi, thì bây giờ cha mẹ mình mới mất, mình có tụng kinh bao nhiêu bộ, mình có ăn chay bao nhiêu ngày, mình có thể là phóng sanh bao nhiêu loài vật, mình có thể đi bố thí. Nhưng mà quý Phật tử ơi, lúc còn sống mình đã đối xử với mẹ mình như vậy rồi, thì muôn đời tất cả chúng ta không bao giờ có thể gặp mẹ, gần mẹ và hồi hướng công đức cho mẹ. Cho nên câu hỏi này của Phật tử đó là mẹ mới mất, con làm công đức gì để hồi hướng cho mẹ con, để mẹ con hưởng được. Ở đây nó có hai vấn đề. Một, nếu cha mẹ còn sống, mình làm tất cả những cái công đức lành, mà công đức đó chính là hiếu. Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn ngàn quyển kinh, muôn ngàn quyển sách, chữ hiếu là đứng đầu hết. Ở trong đạo Phật cũng vậy, mà ở ngoài đời cũng vậy. Chữ hiếu là cái chữ đầu tiên. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Muốn đắc đạo đồng với chư Phật, trước hết phải lo báo hiếu cho cha mẹ. Thì khi cha mẹ còn sống thì quý Phật tử phải làm sao cận kề, sớm thăm tối giếng, đắp lạnh hoạt nồng, thay diệt nhọc nhằn đỡ khi đau ốm. Thì như vậy đó, thì khi cha mẹ chết rồi, mình mới có đủ công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Còn bây giờ mình sống mà mình là làm cho cha mẹ mình buồn, mình làm cho cha mẹ mình tủi thân, mình làm cho cha mẹ mình cứ là giống như kiểu không được vui. Sống ở trong nhà mà không vui miếng nào hết, có con cũng như không. Mình sống mà mình để cho cha mẹ mình có suy nghĩ như vậy, tức là mình không thể nào hồi hướng công đức cho cha mẹ mình được đâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu mà mình sống mà mình làm tốt cái chữ hiếu đối với mẹ mình rồi, khi mẹ mình trở về phía bên kia cửa tử, mẹ mình trở về thế giới vô hình rồi, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta dùng cái tâm của mình để gọi là lấy tâm để mà gặp tâm. Lấy tâm của mình để gặp tâm của mẹ, lấy tâm của mình để gặp tâm của cha, lấy tâm của mình để gặp tâm của ông bà, chứ không phải là đồ. Quý Phật tử đi phóng sanh mà tâm của mình không có, mình đi phóng sanh mà tâm của mình không hướng về mẹ mình, thì phóng sanh đó vô nghĩa. Mình phát nguyện mình tọc kinh để mà mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, nhưng mà cái tâm của mình không có, thì thời kinh đó cũng vô nghĩa. Cho nên cái điều quan trọng là khi cha mẹ mất rồi, mình muốn làm sao để hồi hướng công đức lành, quan trọng nhất là cái tâm của mình. Cái tâm hiếu của mình, dù cha mẹ còn sống hay cha mẹ có mất đi rồi, cái tâm hiếu của mình là điều quan trọng nhất. Bây giờ mà quý Phật tử mất mẹ mà cứ nghĩ là cha mẹ mình mất đi rồi, không còn nữa, là cái tâm đó sai rồi. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Cho dù cha mẹ có mất đi nhưng mà đôi mắt của mẹ vẫn còn nhìn mình, nụ cười của mẹ vẫn còn chan chứa với mình, âm dung tức là lời nói và hình bóng của mẹ vẫn còn mãi mãi trong trái tim mình. Thì như vậy mới có thể hồi hướng công đức lành cho cha mẹ được nghe quý Phật tử. Rồi cái điều nữa, thầy muốn nhắc nhở với quý Phật tử, mình là người con Phật. Khi cha mẹ mình mất, cái điều mà chúng ta cần phải làm là phát nguyện ăn chay 49 ngày. Cái điều thứ hai là phát nguyện đọc kinh 49 ngày để hồi hướng công đức lành này cho cha mẹ. Nếu được, quý Phật tử nên làm những điều đó. Không cần phải phóng sanh bố thí gì đâu quý Phật tử. Nhưng mà cái điều mà cha mẹ đang cần đó là pháp hỷ thực. Cái điều cha mẹ đang cần là cha mẹ được no đủ. Quý Phật tử ơi, cái cõi sống của chúng ta đó, ai cũng có cái miệng, ai cũng có cái bao tử dạ dày hết. Thì mình ăn cái này, mình ăn cái kia nó mới no. Còn cha mẹ mình mất đi rồi,
sống trong cái linh hồn, sống trong bằng cái thần thức, thì cha mẹ không có miệng, không có lưỡi, không có bụng, không có bao tử dạ dày gì đâu. Cho nên cha mẹ mình ăn không được, mà cha mẹ mình chỉ là thọ hưởng mà thôi. Cho nên đó, nghe pháp nhiều chừng nào cha mẹ mình được no chừng nấy. Con mà đọc kinh mà lòng của nó chân thành, tức là cái buổi pháp đó cha mẹ mình được no đủ và ngon dữ lắm luôn. Còn mình đọc kinh mà lòng của mình không thành kính, giống như một buổi cơm mà nó không ngon lành gì hết. Cha mẹ mình chỉ nhận từ cái tâm của mình, lấy tâm truyền tâm, lấy tâm tải tâm, đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử đó, khi cha mẹ ông bà mình có người quá giảng, hay trong gia đình mình có người mất đi rồi, quý Phật tử ơi, đừng có nói rằng mình cúng cái này, mình cúng cái kia. Cha mẹ mình, ông bà mình, người thân mình không có ai ăn được cái gì đâu. Chỉ dùng pháp hỷ thực mà thôi. Phát nguyện ăn chay trường, phát nguyện đọc kinh, phát nguyện như vậy 49 ngày để chúng ta đem hết công đức lành này hướng về cho người mất, cho người quá cố. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy mới gọi là hồi hướng công đức lành về cho người thân của mình ở phía bên kia cửa tử. Đó, A Di Đà Phật. Thầy xin nhắc lại cái câu hỏi này đó, là điều thứ nhất là khi còn sống, nếu mà Phật tử nào còn cha mẹ, hãy làm sao hồi hướng công đức lành ngay lúc cha mẹ còn sống. Hồi hướng công đức có nghĩa là hồi hướng nụ cười của mình đến cho cha mẹ, hồi hướng sự bình an đến cho cha mẹ, hồi hướng sự yêu thương đến cho cha mẹ. Đó là điều đầu tiên quan trọng nhất. Lỡ cha mẹ quá cố đi rồi thì mình phải làm sao phát nguyện ăn chay trường, mình phát nguyện làm sao ăn chay 49 ngày, phát nguyện làm sao thọ trì kinh điển 49 ngày để đem công đức lành pháp hỷ này để cúng dường lên cho cha mẹ. Đó là hai vấn đề quan trọng. Hiểu không quý Phật tử? Kính bạch thầy, xin thầy hãy giải đáp cho con câu hỏi thứ nhất. Khi nhà con có người lâm chung đến hỏi thầy, pháp cúng thì thầy bảo giờ xấu phải mượn thầy cúng để sao ta, để cắt sự trùng tang, phải không? Ở đây đó quý Phật tử ơi, trùng tang là gì mình phải hiểu. Thật sự ra cái trùng tang này nó là một phần tỷ tỷ, không có đâu. Mỗi một người ngày sinh ra khác nhau, giờ khác nhau, ngày khác nhau, tháng khác nhau, năm khác nhau. Có khi cùng năm nhưng mà khác tháng, có khi cùng tháng mà khác ngày, có khi cùng ngày mà khác giờ. Thì ngày chết cũng vậy quý Phật tử à. Nó là hàng là một phần tỷ tỷ gì đó. Lâu thiệt là lâu mới có một cái sự trùng tan. Mà trùng tan ở đây đó quý Phật tử nên nhớ, trùng tan không phải là chết năm trước và năm sau chết nữa mà gọi là trùng tan, không phải. Mà trùng tan ở đây có nghĩa rằng là hồi năm trước, cái năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, người thân của mình mất, qua sang năm, năm đó, tháng đó, giờ ngày đó và giờ đó y hệt mất, mới gọi là trùng tan. Còn đằng này đâu có đâu, nó khác tháng, khác ngày, khác giờ thì không gọi là trùng tan được. Đó. Rồi nói rằng là cái người chết gặp nhầm cái giờ xấu. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, cái giờ của Phật là con của Phật rồi. Cái thời gian trên thế gian này gọi là thời gian của Phật, không có giờ nào xấu cả. Thời gian của Phật đều là tốt hết. Hiểu không? Ở trong ba cái lịch nó nói là giờ xấu. Thí dụ như giờ xấu là giờ Tam Nương. Giờ Tam Nương xấu, mùng 4, mùng 5, 14, 23 xấu. Giờ hắc đạo xấu. Quý Phật tử ơi, người ta chỉ đặt ra như vậy để mà người ta nói là giờ xấu giờ tốt thôi. Thật sự ra Tam Nương tức là ngày sanh và ngày chết của ba bà. Ba bà đó là hoàng hậu, là vợ của ba ông vua đó, ông vua Kiệt, ông vua Trụ, ông vua U Dương. U Dương, Kiệt Dương và Trụ Dương đó. Ba bà này là vợ của ba ông vua đó, là Bao Tự, Muội Hỷ và Đắc Kỷ. Cho nên ba bà này khuynh đảo, làm cho người dân nó đau khổ, nó tán thán,
nó đồ tháng dữ lắm. Cho nên rồi người dân Trung Quốc họ ghét cái ngày sanh ngày tử, họ ghét ba bà này dữ lắm. Cho nên ngày sanh ngày tử của ba bà này họ không làm cái gì lớn lao hết đó. Đám cưới mấy cái giờ mà sanh tử của ba bà này họ không làm. Khai trương giờ sanh tử của ba bà này họ không làm. Rồi từ đó trở về sau mới gọi là ngày xấu. Chứ thiệt sự đó là ngày sanh ngày tử của ba bà hoàng hậu, vợ của ba ông vua Trụ Dương, U Dương và Kiệt Dương. Cho nên không có giờ xấu nghe quý Phật tử. Thật sự ra ngày sanh mình như thế nào thì ngày tử mình như thế đó. Ngày á, mà mình bước chân, thầy nói ví dụ như cuộc đời này là một cái toa tàu, tuổi thọ của mình là một cái đường ray, một đường dây vòng tròn khép kín. Ở chính giữa là một nhà ga mà thôi. Cái ngày mà chúng ta từ cái nhà ga này bước lên toa tàu, ngày đó gọi là sinh nhật của mình. Rồi bước lên trên toa tàu, rồi toa tàu nó quay vòng 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 vòng, mình đăng ký toa tàu đó bao nhiêu vòng. Có người đăng ký một vòng, có người đăng ký 10 vòng, 20 vòng, 30 vòng, 40 vòng, 50 vòng. Ở trong đạo tràng của chúng ta trên 60 vòng rất là nhiều, phải không? Mỗi một vòng là một năm. Quý Phật tử ơi, có người đã 85 vòng rồi mà vẫn còn. Thành ra khi nó quay rồi, đủ số dòng quay của cuộc đời, đủ số mà chúng ta đăng ký thì vòng quay nó dừng lại. Khi vòng quay nó dừng lại thì chúng ta từ trên toa tàu bước xuống nhà ga, gọi là ngày đó vĩnh biệt cuộc đời, chết. Vậy thôi, đơn giản. Sanh và tử nó đơn giản như vậy. Cái điều quan trọng là lúc mình ngồi trên toa tàu đó mình làm điều gì, mình làm ác hay là mình làm một điều thiện. Để ở dưới cái nhà ga đó, một phía bên đây đó là ba người đón mình, phía bên kia hai người đón mình. Nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình làm tất cả những điều thánh thiện, mình yêu thương mọi người, mình nói những điều mà mọi người xích lại gần nhau, mình nói mà mình tặng cho người ta một nụ cười, mình san sẻ tình thương của mình đến cho mọi người, mình sống trên cái toa tàu đó như vậy, thì khi bước xuống sân ga, ba người khách đón mình. Ba người khách đó là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Còn nếu mà trên đây mà mình sống, quý Phật tử ơi, mình sống ác nè, mình sống mà mình cứ hận thù nè, mình sống mà mình chất chứa nè, mình giận người ta mà mình cứ để trong bụng hoài nè, mình nói xấu sau lưng người ta, mình phỉ báng người ta, mình chê bai người ta, vân vân và vân vân, thì khi mà mình bước xuống cái sân ga, thì hai cái người mà khách không mời không hẹn mà đến, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen, nó đến nó đón mình. Quý Phật tử biết đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen là ai không? Hắc bạch vô thường, là quỷ vô thường nó đón mình đó. Thành ra rồi đó, mình tu, quý Phật tử phải làm sao cái ngày mình chết không có quan trọng, mà quan trọng ai đón mình để đi về phía bên kia cửa tử. Nếu Đức Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí phóng hào quang tiếp dẫn mình, thì quý Phật tử ơi, linh hồn của mình được bình yên bên cạnh Phật. Còn nếu linh hồn của mình làm ác quá thì bước xuống sân ga rồi, thì hai con quỷ vô thường đó nó đón mình. Một xác chết đang dãy dùng lê lết, mặt nhăn nheo xanh ngắt lạnh màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết. Đạo tràng chùa buổi trưa hôm nay, chùa Kiến Linh, đạo tràng của mình, quý ông, quý bà, quý cô, quý chú, quý anh, quý chị thích mình đi ra thế giới vô hình, được ba người đón hay thích hai người đón? Mình nói trong bụng của mình nói mình thích ba người Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đón. Mà quý Phật tử ơi, nhắm mắt lìa đời, hai đứa nó đón không? Hiểu không? Hai đứa nó đón không? Tại vì mình sống trên đây đó quý Phật tử, mình sống mà mình không có cười nhiều, mình sống mà cái mặt mình cứ sụ xuống về hoài, thì quỷ vô thường nó đón. Hồi sáng thì nói pháp suốt một buổi mà chưa thấy ai cười hết. Cười là gì? Là năng lượng của Phật. Cười là gì? Là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Cười là gì? Chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Vậy đó mà không ai thèm cười hết. Trời ơi, cười đâu có tốn tiền đâu, mà làm gì mà hà tiện nụ cười dữ vậy quý Phật tử. Mình tu mà mình không cười, quý Phật tử ơi, mình không có xích lại gần nhau được đâu.
Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim, là chiếc chìa khóa mở cửa tình người, cũng là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Mình tu để mà mình đi về nhà Phật, phải không quý Phật tử? Muốn về nhà Phật phải có chìa khóa, mà chìa khóa đó là nụ cười. Hồi sáng giờ vô tu mà không cười tức là bỏ quên chìa khóa rồi. Tu mà không cười gì hết trơn, cười nó làm cho con người ta trẻ mãi lâu già. Mình cười nó giúp cho mình giảm đi 50% bệnh tật trong người của mình. Mình cười làm cho cái đầu của mình nó thanh thản nhẹ nhàng. Mình cười mình xả được stress. Mình cười quý Phật tử ơi, con người của mình nó bao dung độ lượng lắm. Còn quý Phật tử cứ sụ xuống vậy, con người mình nó nặng nề, nó trì trệ, nó khô khan, nó cằn cỗi, nó mau già, rồi răng mau rụng, tóc mau bạc. Hiểu không? Cười nhiều đi, tóc nó đen khỏi cần nhuộm. Tu mà không có cười một miếng nào nó dở lắm quý Phật tử. Cho nên có một vị hòa thượng nói, tôi đến đạo tràng đó, tôi không cần hỏi đạo tràng đó tu pháp môn gì. Tôi thấy Phật tử nam, Phật tử nữ gặp nhau mà cứ cười hoài là tôi biết tu đúng đường rồi. Mà tôi bước vô đạo tràng mà tôi thấy sụ không là tôi biết tu trật đường rồi. Đạo tràng chùa Kiến Linh có khi nào sụ không? Có không? Đừng có trả lời có hay không lẹ mà nói mô Phật khi có khi không. Bữa nay có ngày mai không, bữa nay không ngày sau có, hiểu không? Có nghĩa là cái tâm của mình nó vô thường lắm quý Phật tử. Ba hồi giận, ba hồi hờn, ba hồi vui, ba hồi buồn, tâm hồn thất thường như vậy thì làm sao mà mình tốt được? Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, ngày mình lên trên to tàu, ngày sanh của mình là ngày bình thường, mà ngày mình bước xuống to tàu, ngày tử của mình cũng là ngày bình thường, không có cái chuyện trùng tang, cũng không có cái chuyện ngày xấu ngày tốt gì cả nghe quý Phật tử. Đến thì phải về, hiểu không? Quý Phật tử đi mướn nhà, mình mướn nhà mình ở xong thì đến cái ngày nào đó mình trả nhà lại cho người ta, chuyện đó bình thường. Đâu phải rằng là mướn nhà xong là tốt rồi cái trả nhà người ta là ngày xấu đâu. Có ai trả nhà mà trùng tang không? Đâu có đâu. Cho nên đó là mê tín, đó là cái vấn đề xấu, đó là vấn đề mà người Phật tử chánh tính đừng bao giờ để trong đầu của mình. Ngày giờ đều tốt cả, hiểu không? Không có trùng tang, không có ngày xấu, không có hoàng đạo, không có hắc đạo, không có nguyệt kỷ, không có mùng 5, 14, 23. Mùng 5, 14, 23 là ngày tốt, hiểu không Phật tử? Ngày xưa ông vua ông chọn mùng 5, 14, 23 để ông đi kinh lý, ông đi thăm dân tình. Cho nên con số 5 là gì? 4 góc chính giữa một điểm nữa là 5. 14 cộng lại là 5, 23 cộng lại là 5. Con số 5 là con số 4 góc với cái điểm chính giữa, gọi là tứ phương hợp nhất, tứ hải đồng quy. Cái ngày đó là ngày tốt. Rồi bây giờ tự nhiên cái bắt đầu mùng 5, 14, 23 không dám đi đâu hết. Mùng 5, 14, 23 nó xui dữ lắm này kia, làm cái gì cũng cử ngày mùng 5 hết. Rồi thậm chí cái tháng 7 là cái tháng Du Lan báo hiếu, thì là cái tháng cài hoa hồng trên ngực áo, là cái tháng của cha mẹ. Vậy đó mà đi mua xe Honda mua tháng 7 cái sợ. Rồi bắt đầu trong đầu của mình đó, quý Phật tử ơi, mình cứ để trong đây, nó lãng vãng trong đây, rồi nó in đậm trong đây. Cái tháng 7 là tháng cô hồn, đúng không? Rồi tự nhiên cái sợ hoài vậy. Là con của Phật rồi, từ đây trở về sao không có sợ ba cái điều đó nữa, vớ vẩn lắm. Mình là người con Phật, đi theo con đường chánh đạo thì phải có chánh kiến. Từ đây về sau nhớ không có trùng tang gì nghe quý Phật tử. A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho con hỏi thay cho Phật tử. Thầy cúng vào quan xong thì thầy bảo không phải cúng cơm, chỉ ngày hôm sau đưa về thì mới cúng. Ý thứ hai là đàn ông nặng nghiệp thì thầy bảo tụng kinh thủy sám, đàn bà nặng nghiệp thì thầy bảo phải tụng kinh địa tạng. Khi thầy cúng chú Đại Bi và 10 chú thì thầy pháp bỏ đi rất nhiều, vậy vong mất có nghe kinh được không? A Di Đà Phật, bạch hòa thượng bố thí cho ạ. A Di Đà Phật, thì câu hỏi đó nói chung á là quý Phật tử đến nhờ thầy, rồi thầy bảo rằng là
khi mà vào trong quan tài rồi thì không có cúng cơm, hiểu không? Ra ngày hôm sau thì mới có thể cúng cơm được. Quý Phật tử ơi, cúng cơm đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở ngoài đây á, thầy không biết sao, nhưng mà lúc mà cái người mất đó, người ta hay dắt ba dắt cơm, hiểu không? Ở đây có không? Người nằm mà chết có ba dắt cơm với cái hột vịt muối cắt ra để trên đầu nằm á. Đó. Rồi cái nữa đó là cây đèn để dưới cái lưng của người chết trên dưới giường đó. Tất cả những cái đó không phải là cúng cơm, mà tất cả những cái đó là cái phương pháp để rút cái hơi âm, tức là rút cái tử khí của con người. Thế đó không phải là cúng cơm nghe quý Phật tử. Không có cần, lúc đó cái người mất, mình mới vừa mới mất không phải là cúng cơm, bởi vì thầy đã nói rồi, người chết không có ăn. Nhưng mà dắt ba dắt cơm với cái trứng gà, trứng vịt muối đó, để chi vậy? Cái trứng vịt muối đó nó hút dữ lắm. Cái loại trứng nào cũng vậy hết. Quý Phật tử bị sưng lấy cái trứng gà luộc mình lăn là nó rút ra hết. Thì cái trứng vịt muối lại nó rút tất cả những cái tử khí ở trong người chết, nó rút vào trong cái trứng, rút vào trong cái giắt cơm nguội đó. Cho nên khi mình cúng ba giắt cơm với cái trứng đó rồi là đem dục bỏ, không có ăn được. Rồi mình dằn cái nải chuối xanh ở trên bụng. Cái nải chuối đó có nghĩa rằng là nó rút cái hơi chết vô trong trái chuối. Nó rút hết, nó bớt đi để cái người còn sống, hoặc là những đứa trẻ trong nhà của mình nó không có hít cái mùi đó, nó đỡ bệnh hơn. Đốt cây đèn để cái sức nóng của đèn nó làm quá giải đi cái hơi tử khí của người ta, nó chạy tràn ra, người chết nó tràn ra từ 84.000 lỗ chân lông, nó tràn cái tử khí ra dữ lắm quý Phật tử. Còn mắt nó tràn ra, lỗ tai nó tràn ra, lỗ mũi nó tràn ra, miệng nó tràn ra, tuy không thở nhưng mà nó tràn ra. 84.000 lỗ chân lông nó tràn cái hơi chết ra. Cho nên buộc lòng phải để cái nải chuối lên trên bụng để rút cái hơi nó vô trong đó, đừng cho nó tràn ra ngoài. Dắt ba dắt cơm để rút lại tất cả những cái hơi của người chết vào trong đó. Đốt cây đèn ở dưới để hóa giải đi cái hơi người chết. Và khi liệm rồi đổ trà vào trong đó để cái trà nó rút bớt đi cái hơi của người chết. Thật sự tất cả những cái đó là ngày xưa ông bà của mình dạy cho mình cái cách để nó bớt đi tất cả những cái mùi tử khí. Hiểu không? Cái đó không phải là cúng, mà bớt đi cái điều mùi tử khí. Đó. Thành ra rồi khi mà cúng xong xuôi rồi đó thì á, mình không có cần cúng cơm đâu, mà chỉ cần đọc kinh. Ở đây thầy nói rằng là người đàn ông nghiệp nặng thì phải tụng kinh thủy sám, người nữ nghiệp nhẹ tụng kinh địa tạng, thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây thầy nói người nam người nữ không có cái nghiệp nào nặng, nghiệp nào nhẹ hết đó quý Phật tử à. Mình báo hiếu cho người thân, mình báo hiếu cho ông bà cha mẹ của mình thì mình chỉ phát nguyện đọc kinh 49 ngày đủ rồi. Đây là mình cúng dường pháp hỷ thực cho người mất, hiểu không? Cho nên nó mình đọc địa tạng hay đọc thủy sám gì cũng được hết, không phải là nghiệp nặng, không phải là nghiệp nhẹ chứ. Rồi mình phát nguyện ăn chay 49 ngày nữa nó mới đủ số. Vậy như vậy mới gọi là người con hiếu thảo, chứ không phải rằng là nghiệp nặng nghiệp nhẹ gì đâu quý Phật tử. Cho nên có đôi khi đó mình không hiểu, rồi một số tăng ni của mình cũng không hiểu. Ở miền Nam đó thì thôi, cái người mà không hiểu, người xuất gia không hiểu nhiều lắm quý Phật tử ơi. Ở miền Nam á, bài ra chuyện này, bài ra chuyện kia đủ điều hết. Người miền Nam mình nó khổ dữ lắm. Thành ra rồi á, đại đa số Phật tử ở miền Nam mình cũng mê tín dữ lắm luôn đó. Rồi bị cái mấy thầy cũng mê tín nữa đó. Rồi cái làm theo mê tín, sống theo mê tín. Rồi cuối cùng linh hồn của ông bà cha mẹ mình cũng bị mê tín đi theo luôn. Không có được phước lành nào cả. Đó, thành ra rồi quý Phật tử phải cố gắng, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Đó, nhớ tất cả những cái chuyện mà cúng kiến á, mình cúng cơm có nghĩa là ở đây thầy muốn nói, cúng cơm á, có nghĩa là kỷ niệm ngày mất của ông bà. Đó, thành ra đám giỗ, đám quải cũng cúng cơm vậy, nhưng mà cúng cơm đó là kỷ niệm. Rồi có đôi khi người ta gọi tắt hai chữ kỷ niệm thành cái chữ kỵ, có nghĩa là ngày cúng kỵ cho cha, cúng kỵ cho mẹ, chữ kỵ là kỷ niệm. Để mình nhớ đến cha mẹ của mình. Cái ngày đó bản thân mình, anh em mình đã mất đi một người cha, mất đi một người mẹ. Đó, ngày đó rồi anh em họp lại với nhau. Bởi vì gia đình của mình nó nhiều đâu, anh chị em, nhưng mà mỗi đứa mỗi nơi. Lấy cái ngày đó để kỷ niệm cha mẹ mình mất, để rồi anh chị em gặp mặt với nhau,
để rồi thăm hỏi lẫn nhau, rồi nấu một buổi cơm anh em đãi đằng với nhau. Chứ không phải nấu cơm để cúng cho linh hồn của cha hay cúng cho linh hồn của mẹ. Không phải nghe quý Phật tử. Nhưng mà trước khi ăn thì mình dọn lên, mình tưởng rằng cha của mình vẫn còn sống, mình tưởng trong tâm của mình mẹ mình còn sống, rồi anh chị em mình cùng với nhau dọn một mâm cơm để mời cha mẹ về cùng ăn với anh chị em mình. Chứ không phải là cha mẹ mình lúc đó ăn cơm được đâu, đâu có bao tử đâu mà ăn, hiểu không? Cho nên đó chỉ là cái hình thức tượng trưng để kỷ niệm, để mà anh em họp mặt với nhau, để tưởng nhớ đến cha mẹ, để nhắc nhở lời dạy của cha mẹ khi còn sống. Người anh cả thay quyền huynh thế phụ, người anh cả thay cha thay mẹ để nhắc nhở những cái điều mà cha mẹ đã răn dạy, nhắc nhở đến những đứa em của mình, để anh em trên thuận dưới hòa, để gia đạo đặng bình an, để rồi đó nhờ cái phước lành này, nhờ cái công đức này, nhờ cái hiếu đạo này mà công việc làm ăn nó được thuận buồm xuôi gió, hiểu không quý Phật tử? Cho nên nhà nào mà có hiếu, nhà đó công việc làm ăn nó thuận buồm xuôi gió, sở nguyện nó được tùy tâm mà sở cầu nó được như ý đó quý Phật tử à. Cho nên cái câu hỏi hồi nãy đó quý Phật tử, cái câu đó thì quý Phật tử nên nhớ là tất cả những cái chuyện mà mình thấy trong đám ma chẳng qua là hạn chế đi tất cả những cái tử khí trong cái người chết đó. Còn thứ hai nữa đó là mình phát nguyện đọc kinh cho cha mẹ ông bà của mình, kinh nào cũng được, mình phát nguyện đọc trong vòng 49 ngày, hiểu không quý Phật tử? Mà tại sao không phải 48 ngày mà phải 49 ngày? Bởi vì 7 lần 7 là 49. Con số 7 là con số thành tựu. Thí dụ như bây giờ thành tựu về mặt không gian, tức là cái chỗ quý Phật tử đang ngồi nè, cái đại giảng đường của mình nè, phải đủ 7 điểm như vậy mới thành ra cái giảng đường. Thí dụ như trước mặt mình là 1 điểm, sau lưng mình là 2, bên trái mình là 3, bên phải mình là 4, trên đầu mình là 5, dưới chân mình là 6, và chính giữa khoảng trống này là 7. Thì nó mới hình thành nên cái không gian bự như thế này cho quý Phật tử ngồi. Cho nên đó là sự thành tựu của không gian. Con số 7 là thành tựu về mặt thời gian. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật. Cho nên con số 7 là con số thành tựu. 7 lần 7, 49 là thành tựu, đại thành tựu. Cho nên đó, mình cúng 49 ngày để mà mình mong rằng cha mẹ của mình sớm thành tựu viên mãn, hiểu không? Chứ không phải là dứt khoát phải là 49 ngày. Nhưng mà đó là để cho mình thành tựu viên mãn, con số 49. Ở trong kinh Dược Sư cũng có con số 49 đó quý Phật tử. Tức là trong kinh Dược Sư nói là cúng 49 ngọn đèn, đúng không? Làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay, hoặc là phóng sanh 49 thứ loài vật. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình làm cái đèn mà một cái đèn bự như cái bánh xe mà 49 ngọn đèn đó, chùa kiến linh của mình chứa không đủ, hiểu không? Bự quá, cái đèn bự quá mà 49 ngọn lận. Rồi làm cái thần phan tục mạng dài 49 gang tay cũng dài luôn nữa, mấy cái chùa nhỏ nhỏ sao treo. Rồi phóng sanh 49 thứ loài vật, đi tìm đâu ra 49 loài đây? Vô trong rừng dám phóng sanh cọp không? Dám phóng sanh voi không? Dám phóng sanh sư tử không? Dám phóng sanh rắn, cầm con rắn đi phóng sanh không? Cho nên tất cả chúng ta nhớ con số 49 là con số thành tựu. Mà tại sao gọi là thành tựu? Ngày mùng 1 Tết là ngày vía Phật. Phật nào? Ngày mùng 1 Tết vía Phật nào? Phật Di Lặc, đúng không? Ngày 19 tháng 2 vía Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Âm. Từ mùng 1 tới 19 tháng 2 là 49 ngày. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mùng 1 là vía Phật Di Lặc là hỷ xả, 19 tháng 2 vía Bồ Tát Quan Âm là từ bi. Cho nên từ mùng 1 tới 19 là 49 ngày, là sự thành tựu, đại thành tựu, tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ xả, hiểu không? Cho nên con số 49 là con số thành tựu lòng từ bi, thành tựu tâm hỷ xả của mình. Cho nên quý Phật tử đi phóng sanh 49 thứ loài vật, tức là quý Phật tử đi phóng sanh mà cái tâm của mình thành tựu được từ bi và hỷ xả, tức là thành tựu được yêu thương và tha thứ. Một con thôi cũng đủ 49 nữa quý Phật tử à. Nhớ nghe, mình đi phóng sanh một con thôi mà trong tâm của mình có lòng yêu thương là mình đã phóng sanh 49 loài rồi đó.
đừng có đi bắt chước người ta đi kiếm 49 thứ, đừng có mê tín như vậy. Mình phóng sanh bất cứ chúng sanh nào mà trong tâm của mình phải có lòng yêu thương, hiểu chưa quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như mình đi phóng sanh cá, mình đừng có hùng tiền với nhau. Mình đi phóng sanh cá, mình đừng có bao giờ mình hẹn với nhau, chọn cái ngày, chọn cái điểm, rồi mình nói rằng là ngày bữa rằm đó, rồi 7 giờ, 8, 9, 10 giờ gì đó gặp nhau trên sông gì đó, rồi mình phóng sanh cá. Quý Phật tử ơi, mình hẹn giờ, mình hẹn điểm, mình hẹn ngày là quý Phật tử ơi, mình đã viết bản cáo phó cho con cá rồi đó. Mình thông báo lên trên mạng, ngày đó, tháng đó, năm đó, tội nguyên một cái hội phóng sanh, tôi tập trung ở đó, tôi phóng sanh ở đó. Là quý Phật tử ơi, nó bơi xuồng nó ra, nó bơi ghe nó ra, nó bơi thuyền nó ra, ngay chỗ đó nó đón đầu hết rồi. Hiểu không? Vừa đổ xuống nó chích điện, vừa đổ xuống nó chích điện, nổi bụng lên hết. Thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình đi phóng sanh mà mình hẹn hò với nhau như vậy, là quý Phật tử đã viết bản cáo phó cho những con cá rồi. Nó chưa chết mà mình viết cáo phó cho nó rồi. Đối với Phật tử phóng sanh như vậy 120.000 con mà không có lòng từ bi và hỷ xả cũng không đủ 49 nữa nghe quý Phật tử. Như vậy là sát sinh chứ không phải là phóng sinh. Cho nên mình phải hiểu con số 7 là con số thành tựu, thành tựu, đại thành tựu. Cho nên mình ăn chay 49 ngày để mong rằng là công đức lành. Mình ăn chay để làm gì? Để cho chúng sanh được cười. Ăn chay để làm gì? Để chúng sanh đừng đau đớn, đừng giãy giụa. Cho nên mình nói mình ăn chay 49 ngày để cho cha mẹ mình ở phía bên kia cửa tử thoát ly được nỗi khổ, thoát ly được sự đau đớn, thoát ly được sự giãy giụa trong đó, để cha mẹ mình được bình yên bên cạnh Phật. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là 49 ngày đó. Thầy nhắc lại như vậy để quý Phật tử hiểu thêm, để đừng có bao giờ hoang mang trong cái chuyện đó, đừng có mê tín để rồi cuối cùng mình làm, mình bỏ tiền ra rất là nhiều mình làm mà cuối cùng cha mẹ ông bà mình không hưởng được bao nhiêu hết nghe quý Phật tử. Làm rất là nhiều, bỏ công bỏ sức, thức khuya dậy sớm đem tiền ra rồi mua đủ thứ hết, nhưng mà làm cuối cùng rồi làm trật, cha mẹ mình không hưởng được cái gì hết đó. Con chưa hiểu cúng tuần định nghiệp. Có phải chúng sinh nào cũng phải đi định nghiệp? Những người mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải là khó có thể siêu thoát? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả chúng sinh sống ở đây, mình còn sống là mình đã quyết định cho mình cái nghiệp nào rồi. Thầy nói thật luôn đó, mình sống ở đây nè, mình đăng ký ở cái thế giới nào mình đăng ký hết rồi. Địa ngục là gì? Địa là dày chắc. Ngục là gì? Là cố chấp, là cứ để trong bụng giận hoài. Người nào mà giận người ta mà để trong bụng, giận một ngày là mình sống trong địa ngục một ngày, giận một tháng sống trong địa ngục một tháng, giận một năm là sống trong địa ngục một năm. Giận người ta suốt cuộc đời là mãi mãi suốt cuộc đời của mình sống trong địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là để trong bụng. Đạo tràng chùa Kiến Linh này có ai mà giận người ta để trong bụng không? Mô Phật hiện tại bây giờ có đó. Bây giờ ở ngoài mặt con vẫn cười với họ, nhưng mà trong bụng con không thể nào mà con tha thứ cho họ được. Quý Phật tử ơi, mình hãy vì mình một chút đi. Mình chất chứa làm chi cái cục lửa trong bụng mình hoài, để rồi nó đốt hết ruột gan của mình, nó đốt hết công đức lành của mình từ cái cục lửa đó. Buông đi, dục bỏ đi, tắt lửa đó đi, để tâm hồn của mình nó thanh tịnh nhẹ nhàng, để rồi cái chiếc vé đi về địa ngục của mình không còn nữa. Hiểu không quý Phật tử? Tự chúng ta định cho chúng ta cái đường đến đó. Cảnh giới của ngạ quỷ là gì? Là ích kỷ, là tham lam, là bỏng sẻn. Quý Phật tử ơi, mình muốn lấy của người ta, mình xin người ta cho nhiều, còn mình bỏ ra thì mình muốn bỏ ít. Như vậy là mình đã đăng ký một chiếc phe xe để đi về cảnh giới của ngạ quỷ rồi đó. Cái tâm tham của mình nhiều quá quý Phật tử. Thầy nói ví dụ thôi nha. Ví dụ sư thầy ở đây đem 3-4 cái mâm chuỗi để trước vậy nè. Chỉ cái mâm này là mâm chuỗi của Hàn Quốc, cái mâm này mâm chuỗi của Nhật, cái mâm chuỗi này của Việt Nam. Thì quý Phật tử ơi, từ ở dưới mà chúng ta lên chúng ta lấy đó, cái cách chúng ta lên chúng ta nhận sau chuỗi đó là ngạ quỷ hay không, là từ cái
phong cách của mình. Tràn lên mà giành giật với nhau là ngạ quỷ, hiểu không? Súng nhau qua cái chuỗi Hàn Quốc, chuỗi Nhật Bản không, bỏ cái chuỗi Việt Nam nằm bên, khoái cái sâu chuỗi, nghe cái tên nó rồi nghĩ sâu chuỗi nó tốt. Thì quý Phật tử ơi, đó chính là cái ngạ quỷ trong tâm của mình, và mình đăng ký về thế giới, gọi là mình định vị về cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh giới súc sanh là gì? Là xô bồ xô bổn, là không có tôn ti trật tự. Đối với anh chị em mày tao mi tớ, bất kính với người lớn tuổi, hỗn ẩu với cha mẹ ông bà, như vậy là thế giới của súc sinh, hiểu không? Mà người nào có như vậy tức là chúng ta đã định vị cái chỗ đến của mình. Cho nên đâu phải đợi tới cúng tuần định nghiệp đâu, mình đã định cho mình trong cuộc sống rồi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đã định cho chúng ta cái cuộc sống đó rồi, hiểu không? Còn bây giờ quan trọng nhất không phải đợi tới chết rồi rước thầy để mà cúng tuần định nghiệp, mà bây giờ còn sống quý Phật tử phải giải quyết cái định nghiệp đó đi. Bỏ hết tất cả những cái nghiệp ngạ quỷ, bỏ hết cái nghiệp địa ngục, bỏ hết cái nghiệp súc sinh đi. Đạo tràng chùa Kiến Linh bỏ được không? Mừng quá. Ai mà vỗ tay là người đó có cơ hội hóa giải được địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó quý Phật tử. Còn người nào quên vỗ tay là người đó chưa có đủ điều kiện và nghị lực để mà phá vỡ đi cái thành trì của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên đó quý Phật tử phải cố gắng phá ngay từ bây giờ lúc chúng ta còn sống. Đừng đợi tới chết rồi rước thầy đến cúng. Nhiều khi đó thầy cúng không đủ lực đâu quý Phật tử. Hiểu không? Cái nghiệp của mình nó nặng như cục đá. Ông thầy yếu xìu còn sao ông ginh cục đá tiếp mình. Hiểu chưa? Cho nên ngay từ bây giờ nghiệp của mình như thế nào mình biết. Mình bỏ từ từ, mình bỏ từ từ đó quý Phật tử. À, bỏ từ từ đi để cho nó hóa giải lần lần đi. Bây giờ đó mình đăng ký vô cảnh giới của ngạ quỷ, mình giật mình rồi, trời ơi chưa vô ngạ quỷ này đó ghê gớm quá. Cái thân tướng đó, cái bụng như cái trống bát nhã mà cần cổ nó giống như cái ống chỉ vậy đó, rồi làm sao mà sống nổi đây ta. Cái bụng nó to cho nên nó đói hoài, mà cần cổ nó nhỏ cho nên nó nuốt không được, cho nên rồi nó thở ra lửa không, rồi làm sao mà sống. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử tưởng tượng cái đầu nó chờ giờ, tóc tai nó như là cái rễ tre vậy, nó dựng đứng lên vậy đó. Mà cổ nó như cái ngón tay út vậy nè, mà cái bụng nó như cái trống chầu, cẳng chân nó liêu khiêu mà nó đi trong thế giới màu đỏ ôm như vậy. Quý Phật tử thích cái tướng đó không? Thì bỏ đi trong cái tâm mình, tâm tham, tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ, bỏ đi để chúng ta phá cái tâm đó. Ở trong thế giới của ngạ quỷ đó quý Phật tử, có một loài ngạ quỷ mà trên lưỡi nó mọc cái đuôi. Thay vì cái đuôi nó mọc ngoài sau lưng mà nó mọc trong miệng mới ghê chứ. Cái đuôi nó mọc trong miệng một loài ngạ quỷ quý Phật tử. Cái người mà sống ở trong cuộc đời này đó, chuyện đằng trước nói ra đằng sau, chuyện đằng sau nói ra đằng trước, chuyện có nói không, chuyện không nói có, sanh vào thế giới của ngạ quỷ, cái đuôi mọc ở trong miệng. Ghê gớm lắm quý Phật tử à. Cho nên đó, quý Phật tử phải cố gắng mình hạn chế đi tất cả những cái ác nghiệp của mình, để mình có thể giải thoát được chính bản thân mình. Đợi, đừng có đợi đến khi mình chết rồi rước thầy đến cúng. Quý Phật tử ơi, lúc mà mình chết rồi, gió nghiệp nó thổi mình bay không kịp nữa, mình sợ hãi, mình cuống cuồng. Ở đó ở đâu mà còn đủ tâm để nghe kinh nghe kệ. Bây giờ này còn sống nè, không nghe, đợi tới chết khó nghe lắm. Quý Phật tử ơi, cái linh hồn mình đi ra thế giới vô hình rồi đấy, nó ngộ lắm. Cái cõi của chúng ta còn sống, mưa ra mưa, lửa ra lửa, chỗ nào có lửa mưa xuống tắt lửa, đúng không? Nhưng mà thế giới vô hình, mưa và lửa nó tồn tại cùng một lúc. Người ta gọi là gì? Là mưa nghiệp, là lửa nghiệp, là gió nghiệp. Nó thổi ầm 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 rồi linh hồn của ta sợ quá chạy. Mà chạy nhiêu chừng nào mưa nó rượt theo chừng nấy, lửa nó bay bựng theo mình chừng nấy. Cho nên quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ sợ không còn kịp nữa, ở đâu mà có thời gian lắng nghe ông thầy tụng kinh định nghiệp cho mình. Cho nên bây giờ lo trước đi, hiểu không quý Phật tử? Lo trước đi. Đạo tràng của mình lớn tuổi nhiều lắm rồi đó. Thầy thấy đạo tràng của mình đó, rằng là giấy tạm trú tạm vắng của cõi ta bà của mình sắp sửa hết hạn rồi, hiểu không? Hễ mà tóc của mình mà thấy có sợi bạc
thì mình sẽ nói lại mẹ Quan Thế Âm, giấy tạm trú tạm vắng của con sắp sửa hết hạn rồi, bây giờ mình phải lo cho mình nghe quý Phật tử, đừng có đợi người ta, là con của Phật rồi, tự mình phải lo, đừng có nhờ ai hết đó. Điều thứ hai nữa trong câu hỏi này đó, mất do tai nạn hoặc chết đuối có phải khó siêu thoát không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chết do tai nạn, xe đụng hay là bất cứ cái gì đều gọi là hoạnh tử. Mà hoạnh tử có nghĩa là gì? Chết bất đắc kỳ tử, chết bất ngờ, chết mà tâm của mình không định được, tâm của mình trong hôn mê, trong hoảng loạn, gọi là hoạnh tử. Chết với xong, quý Phật tử ơi, chết trong sợ hãi, trong hoảng loạn, chìm ở dưới rồi, ngộp nước là tay chân quơ tùm lum hết, sợ vô cùng sợ rồi cuối cùng chết trong hoảng loạn, đó là hoạnh tử. Chiếc xe nó đụng một cái rầm, chết trong hoảng loạn, hoạnh tử. Từ trên cao rơi xuống, rớt một cái đuôi một cái là sợ hãi và chết trong hoảng loạn. Cho nên trong kinh Dược Sư có chết, chín thứ chết trong hoạnh tử, hiểu không? Có nghĩa là bị người ta thuốc cho mình chết, hoặc là cái bệnh không đáng chết mà uống nhầm thuốc rồi nó chết. Đó, rồi đói quá rồi chết, bị vua tru lục, bị án tử hình chết, vân vân. Tất cả những cái đó đều gọi là hoạnh tử. Chết vì bị lửa cháy bết, chết vì nước trôi, chết vì gì súng đạn nó bắn nhau. Tất cả những cái đó đều gọi chung là hoạnh tử. Mà đã hoạnh tử rồi chết trong hoảng loạn, cho nên rồi thần thức của mình đi về thế giới của hoảng loạn, hiểu chưa? Lúc bây giờ rồi ông thầy tụng kinh cũng không được, con cháu cúng kiến cũng không hưởng luôn. Tại vì chết trong hoảng loạn mà quý Phật tử. Chết trong hoảng loạn có nghĩa là gì? Tức là mình không chấp nhận mình chết, mà cứ nghĩ mình còn sống hoài. Rồi cái linh hồn của mình nó vất vơ vất vưởng vậy nè. Rồi người ta đem cái xác đem đi chôn mất tiêu, người ta đem hỏa táng rồi. Linh hồn không chấp nhận chết, cứ tưởng mình còn sống, cho nên rất là đau khổ. Cho nên cái linh hồn tưởng mình còn sống, cho nên còn cảm giác ngứa, còn cảm giác nóng, còn cảm giác lạnh. Mà tại vì tưởng như vậy thôi, chứ linh hồn của mình đâu còn da, còn thịt, còn cái gì nữa đâu. Cho nên có cảm giác ngứa mà gãi hoài không hết ngứa, có cảm giác nóng mà quạt hoài không hết nóng, có cảm giác lạnh mà chùm mền hoài cũng vẫn không hết lạnh. Bởi vì sao? Đâu có thân đâu, hiểu không? Nó là linh hồn. Cho nên chính cái chỗ đó gọi là nỗi khổ mà không bao giờ siêu thoát được, bởi vì không chấp nhận mình chết. Cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, đi tìm một cái chỗ nào đó để nương gá. Có nhiều người lính hồi xưa ở ngoài chiến trận đó, là một cái đùng chết, linh hồn không chấp nhận mình chết, cho nên chung vào trong một cái bi đông của lính này, chung vào trong cái thùng đạn để sống ở trong đó, để gọi là gì? Nương gá linh hồn mà không chấp nhận mình chết. Ban đêm vậy đó, rồi bắt đầu kéo nhau xung phong và mình nín. Mà đêm nào như đêm nấy cứ xung phong hoài luôn mà không chịu nín. Lý do là không chấp nhận mình chết, để rồi đau khổ trong chốn vô hình, hiểu không? Cho nên chết hoạnh tử là chết đau khổ như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử khi còn sống, chúng ta phải cố gắng, mình luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng phải nhớ Phật. Tất cả những cái người mà sống mà cái tâm hồn của mình nó vung vơ, sống mà tâm hồn của mình nó bất an, sống mà tâm hồn của mình không có định, sống tâm hồn của mình cứ nghĩ là nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ lui, nghĩ tới, nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ kia hoài, thì khi cái chết của mình nó cũng đi như vậy. Chết không biết lúc nào đang ngồi gục xuống chết. Quý Phật tử ơi, đang chạy xe ngã xuống chết, ngủ một đêm rồi chết, vô nhà tắm xó gáo nước chết. Quý Phật tử ơi, có nhiều cái chết nó lạ lùng như vậy, bởi vì cái tâm của mình không nhớ Phật. Người nào mà thường nhớ Phật thì quý Phật tử ơi, trước khi mình chết Phật báo liền. Mà Phật là cái gì quý Phật tử? Là cái tâm chánh của mình, là cái năng lượng trong đầu của mình. Ai cũng được có một cái năng lượng đó hết, vì cái ngày mình đến, cái ngày mình đi báo trước hết đó. Thành ra rồi quý Phật tử nhớ nghe, mấy cái tâm của mình là tâm Phật đó, thì mình đi đó giống như mình đăng ký xe, hiểu không? Mình đăng ký xe, mình đi đi xe đò từ Hải Phòng, mà mình đi thí dụ như đi vô trong Hà Nội, đi qua Hà Nội đi, mình đăng ký chiếc xe rồi nó báo mình là giờ giấc đàng hoàng, có xe trung chuyển rước mình đi, rồi nó bắt đầu nó đưa mình tới chỗ luôn, hiểu không? Báo cho mình biết giờ biết khắc luôn. Thì cái người mà có A Di Đà Phật, có người mà nhớ Phật rồi,
thì lúc bấy giờ có xe trung chuyển đến rước mình, điện thoại nó báo mình giờ chiếc xe lăn bánh để mình ra đúng giờ, hiểu không? Thì mình đi như vậy, mình biết trước ngày giờ này kia kia nọ, tức là mình đi theo chuyến xe Phật. Đó gọi là cái gì quý Phật tử? Thọ tướng giảng sanh, biết trước ngày giờ đi của mình. Còn mình đi theo cái kiểu mà tự nhiên đang ngồi gục đầu xuống chết, quý Phật tử vô nhà tắm xối nước rồi chết trong nhà tắm, quý Phật tử ngủ một giấc rồi chết, tay chân nó quinh lên hết, rồi bị xe đụng chết, quạnh tử chết, chết đuối, chết dưới.